Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 181. Vũ Nhu tử ngươi, để cho ta tìm về một chút xíu tự tin. Tống Thư Hàng nói tiếp, phải biết hắn mỗi lần đối mặt cậu đản cha lúc, đều sẽ bị ghét bỏ nhan trị. Dần ra, Tống Thư Hàng đối với mình nhan trị đã mất đi lòng tin. Tống ba ba ngắm nhìn nhà mình nhi tử. Nhà mình nhi tử gần nhất hoàn toàn chính xác càng ngày càng đẹp trai, dần dần đã mất đi Tống gia loại kia phổ thông dễ nhìn gen, bắt đầu hướng mẹ của nàng bên kia tuấn mỹ gen dựa sát vào. Ngoại giới tai nạn giải quyết sao? Tống mụ mụ tại đem hành lý chuẩn bị thỏa đáng về sau, lên tiếng dò hỏi Tống Thư Hàng đưa các nàng đưa vào Nho gia lúc, hiện thế các nơi đều tai nạn nhiều lần sinh. Trước đó tà vọng tai nạn đã bị ta dọn dẹp, giờ đây ngoại giới chỉ có linh khí rồi rào sau mang tới một chút di chứng, nguy cơ không lớn. Bất quá, qua Tết, ta vẫn là hy vọng có thể đem bọn ngươi mang về đến Nho gia đến, lại ở lại một chút thời gian. Tống Thư Hàng trả lời. Chí ít, muốn chờ thiên đạo chi tranh kết thúc. Không cần quá miễn cưỡng bản thân, ngươi đã làm rất tốt. Tống mụ mụ nói. Có thể là thân là mẫu thân trực giác. Tống mụ mụ luôn cảm giác Tống Thư Hàng tựa hồ tại quyết định đi làm cái nào đó sự tình, mà lại có thể là rất trọng đại sự. Tống Thư Hàng nhoẻn miệng cười, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta xưa nay sẽ không đi làm bản thân lực không thể đến sự. Vì phòng ngừa mẫu thân tiếp tục cái đề tài này, Tống Thư Hàng đem bán cầu nửa người trạng thái máy móc thiếu nữ, từ miệng trong túi móc ra nói, đúng rồi, mẹ, ngươi nhìn. Cháu gái của ngươi, trình độ nào đó tới nói, thân sinh, tiểu lăng tiêu. Kêu bà nội. Lăng tiêu là lúc trước máy móc thiếu nữ tóc vàng vì nàng bản thân lấy tiếng chung tên. Nãi nãi, máy móc thiếu nữ nhu thuận kêu. Chứng chạc đàng hoàng lại nhu thuận máy móc thiếu nữ, tăng thêm nàng nửa chứng nửa người bộ dáng, làm cho người ta trìu mến. Tống mụ mụ, a. À. Tống Thư Hàng nói sang chuyện khác, thủ đoạn rất thành công. Khi thấy nửa hình người thái máy móc thiếu nữ lúc, Tống mụ mụ đột nhiên có loại đã lâu muốn cho nhi tử đón đầu thống kích xúc động. Nhưng nhìn thấy cái này nhu thuận thiếu nữ, nàng lại mạnh mẽ đem loại tâm tình này nhìn xuống. Nàng đây là có chuyện gì? Tống mụ mụ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận máy móc thiếu nữ, hỏi. Tống Thư Hàng, sinh non. Tống mụ mụ. Tống ba ba, nói tiếng người. Tống Thư Hàng cười giải thích nói, cả cái quá trình kỳ thật một lời khó nói hết. Sự tồn tại của nàng rất phức tạp. Các người có thể làm nàng là máy móc sinh vật ngoài hành tinh, cùng Transformer loại kia không sai biệt lắm. Tống mụ mụ. Nói tương đương không nói. Nàng và Tống ba ba nằm mơ cũng không có nghĩ tới, Tống gia cái thứ nhất tôn nữ sẽ lấy phương thức như vậy đăng tràng. Hơn nữa còn là nhà mình nhi tử tự mình sinh. Loại này phức tạp cảm xúc, tựa như là đem ngọt bùi cay đắng các loại đồ gia vị cộng các loại đỏ trắng vàng xanh rượu nhập bọn với nhau, tư vị thực sự một lời khó nói hết. Một tháng trước, còn chỉ người bình thường Tống ba ba cùng Tống mụ mụ, hiện tại mỗi lần cùng nhi tử gặp mặt, đều phải tiếp nhận to lớn tin tức trùng kích. Dù cho có tổ truyền lớn trái tim, hai vợ chồng cũng không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Mặc dù tiểu lăng tiêu là rất khả ái, Tống ba ba cưng chiều mà từ thê tử trong tay tiếp nhận máy móc thiếu nữ, sau đó phát ra từ nội tâm cảm khái nói, nhưng ta và mẹ ngươi hay là hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Người muốn kết hôn hoặc là ngươi người yêu phải cho ta nhóm sinh tôn nữ tin tức tốt, mà không phải chính ngươi tự mình đi sinh. Náo đâu, qua hết năm ta mới 19 tuổi tròn. Tống Thư Hàng nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Bạch cốt tiên cơ. Cái kia qua mấy năm, lại nói cho chúng ta biết tin tức này. Tống ba ba cũng là tuân thủ luật pháp nam nhân, biết nghe lời phải. Không tồn tại, Tống Thư Hàng khoát tay nói, chủ yếu là bởi vì... ta đã tuyệt dục đát. Tống mụ mụ. Tống ba ba. Người kiêu ngạo như vậy cùng chúng ta nói cái gì? Tuyệt dục. Tu vi đến bát phẩm cảnh giới về sau, tu sĩ liền cơ hồ không cách nào sinh ra đời sau. Bên cạnh Vũ Nhu tử cho Tống ba ba, Tống mụ mụ phổ cập khoa học nói, chủ yếu là bởi vì bát phẩm cảnh giới tu sĩ, đã tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc. Pháp tắc thuộc tính sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ sinh mệnh tính chất. Lại bởi vì mỗi một vị tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc đều là đặc thù, độc thuộc về mình. Tại pháp tắc ảnh hưởng dưới, tu sĩ sinh mệnh tính chất cũng sẽ biến độc nhất lên. Vũ Nhu tử, có thể sử dụng đơn giản điểm phương pháp miêu tả một chút không? Tống mụ mụ ôn nhu nói, nếu như là lời của con, nàng trực tiếp liền sẽ một câu giảng tiếng người đối đi qua.
nhưng giải thích là Vũ Nhu tử, Tống Mụ Mụ nhất định phải ôn nhu lấy đãi. Hừm, đơn giản tới nói, chính là bát phẩm tu sĩ đã tiến hóa làm một cái khác giống loài. Mà lại bởi vì mỗi cái bát phẩm tu sĩ dung nhập pháp tắc đều là khác biệt, sở dĩ mỗi một vị bát phẩm tu sĩ đều là một cái triệt để hoàn toàn mới giống loài. Giống loài cũng không giống nhau, sở dĩ lẫn nhau ở giữa không cách nào sinh ra hậu đại. Vũ Nhu tử giải thích nói. Theo người bình thường lý giải đến ví von, tựa như là tiến hóa quá trình bên trong, có tế bào tiến hóa thành hầu tử, có tế bào tiến hóa thành mèo, có tế bào tiến hóa thành cá, lẫn nhau ở giữa tự nhiên không cách nào sinh ra hậu đại. Mà nếu như tiến hóa đi ra hầu tử, toàn thế giới chỉ có một đầu, vậy nó liền xem như tuyệt dục. Vũ Nhu tử cố gắng ví von nói. Cái kia, có hay không một cái khả năng, hai cái khác biệt tế bào trùng hợp, đều tiến hóa thành Tống Thư Hàng dạng này hầu tử. Tống Mụ Mụ chờ đợi hỏi. Tống Thư Hàng, khỉ mụ mụ ngươi tốt, ta là ngươi khỉ nhi tử. Tống Mụ Mụ trở tay một cái tát đập tại nhi tử sọ não bên trên. Sau đó, bàn tay đau nhức. Quá khó khăn, Vũ Nhu tử nói, coi như cẩn thận nghiên cứu Tống tiền bối hết thảy, dựa theo hắn tấn thăng bát phẩm trước quỹ tích, tiến hành hoàn nguyên cùng bắt trước. Tại bát phẩm tiếp xúc pháp tắc lúc, tỷ lệ thành công cũng tiếp cận về không. Mà bát phẩm huyền thánh, ngàn năm cũng liền ra như vậy một hai cái. Tống Thư Hàng tại bên cạnh nói bổ sung. Tống Mụ Mụ, ngàn năm liền ra như vậy một hai cái, sau đó ngươi liền lăn lộn đến rồi. Dù sao ta là thiên niên đệ nhất thánh A, Tống Thư Hàng nói. Ngươi liền không có nghĩ tới trước tìm bạn gái, mẹ già u oán nói. Thăng cấp quá nhanh, vừa mới chuẩn bị bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa tình cảm, nhưng không cẩn thận ta liền bát phẩm. Tống Thư Hàng trả lời. Hai tháng trước, thất phẩm cảnh giới lúc Tống Thư Hàng còn chuẩn bị nghe theo Tam Nhãn thiếu niên tiền bối căn dặn, muốn tại thất phẩm cảnh giới nhiều mài một đoạn thời gian, hảo hảo suy nghĩ chân thực huyễn tượng công năng, vì chính mình tương lai tấn thăng cửu phẩm cùng ngưng tụ chính mình trường sinh chi đạo đánh xuống kiên cố cơ sở. Nhưng là, coi như hắn đã dùng hết toàn lực tại thất phẩm cảnh giới bỏ thời gian, nhưng như cũ không có chống nổi một tháng, liền tấn thăng đến chân chính bát phẩm cảnh giới, từ hàng lởm huyền thánh tốt nghiệp. Liền để tình cảm ấm lên thời gian đều không có. Tu sĩ sinh hoạt, trừ tu luyện chính là bế quan, có thời gian ta đang bế quan, có thời gian nàng đang bế quan. Đây cũng là không có cách nào tạp, dù sao chỉ có nhịn ở tịch mịch, mới có thể trở thành tu sĩ bên trong đại lão. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Bia đá đạo hữu chất vấn, lời này của ngươi là nghiêm túc. Ta từ khi dựa theo bạch chủ mệnh lệnh bạn ngươi xông sáo thiên nhai về sau, liền không gặp ngươi như cái chân chính tu sĩ như thế bế qua một tháng phía trên quan. Tống Mụ Mụ. Nàng ngắm nhìn con trai mình, nhìn xem treo ở trên người hắn cùng bồi ở bên cạnh hắn số tôn mỹ nhân, lập tức trong lòng phun lên một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép suy nghĩ. Cái này hầu tử, liền sẽ không nhìn xem bên cạnh mình phong phú nhân lực tài nguyên sao. Chỉ là trên thân treo ba cái đại mỹ nhân tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân. Còn có ôm nhi tử cổ rất thân mật tiên tử. Liền cái bóng bên trong cũng còn cất giấu một cái da đen Vũ Nhu tử. Nghe nói tự liền nhi tử trên đỉnh đầu cây kia nhếch lên mau mau, bản tôn đều là mỹ nhân tuyệt thế. Thậm chí liền trên bờ vai con kia móng vuốt, nghe thanh âm cũng là tiên tử thanh âm theo Tống Mụ Mụ gần nhất hiểu rõ, chỉ cần là tiên tử, trên cơ bản đều là mỹ nhân, hiếm có không xinh đẹp. Sau đó còn có bên cạnh. Ngươi nhìn ra đen tử bản tôn Vũ Nhu tử cô nương, nàng chân không dài sao. Còn có lúc trước cùng Vũ Nhu tử cùng một chỗ đến Văn Châu thành phố Bạch Kình Lộ trong nhà Tô Thị A thập lục cô nương, nàng không kiểu sao. Lại nhìn một bên khác vị kia bờ eo thon bạch cốt tiên cơ, nàng eo không thon sao. Như thế nhiều tiên nữ, cái nào không thơm rồi. Thậm chí tự liền bên cạnh nhi tử tiền bối bạch tiên trưởng, kia cũng là nhất đẳng nhan trị. Đương nhiên. Bạch tiên trưởng không phải có thể coi là vào đến mỹ nhân hàng ngũ, Tống Mụ Mụ cái là đơn thuần muốn kéo qua đánh giá bên dưới bạch tiên trưởng nhan trị nếu không phải Tống Mụ Mụ tâm lý có Tống Ba Ba, tại đối mặt bạch tiên trưởng lúc, đều không nhất định có thể đem nắm lấy chính mình. Nhiều như vậy tài nguyên, nhà mình nhi tử liền không thể thành thép điểm sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tống Mụ Mụ chính mình trước hết bắt đầu phiền não bắt đầu. Thân là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lão mẫu thân. Nàng phát hiện mình coi như nghĩ hóa thân hiểu chuyện, thiện lương gia trưởng, muốn cho nhi tử đưa lên cái trợ công, đều không tốt xử lý. Mụ mụ có tâm đưa trợ công,
nhưng không biết muốn làm sao đem cái này lão mụ trợ công cho đưa ra ngoài, lại muốn đưa đến đó đơn vị trên thân. Mà lại, cũng không biết bây giờ người ta tiên tử nhóm, ngại hay không nhà mình đã tuyệt dục hầu tử. Dù sao, sinh con là nhân sinh rất trọng yếu một bộ phận, trở thành mụ mụ cùng ba ba là một loại phi thường chân quý nhân sinh thể nghiệm. Đặc biệt là đối với những thứ này có được dài dằng dặc thọ nguyên tu sĩ mà nói, sinh con là rất chân quý kinh lịch. Hiện tại nhà mình hầu tử tuyệt dục, không biết tiên tử nhóm có thể hay không ghét bỏ hắn. Não bổ yếu tố càng nhiều, Tống mụ mụ tâm liền càng lạnh. Nếu không, ta cùng Tống ba ba sinh xong nữ nhi về sau, lại cố gắng một chút, tái sinh cái nam hầu. Tống mụ mụ cảm giác mình bây giờ trạng thái thân thể càng ngày càng trẻ tuổi. Tái sinh một cái, nên vấn đề không lớn. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt đột nhiên thất thần mụ mụ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao trò chuyện một chút, liền thất thần rồi. Cả đám đều bị Bạch Tiền Bối lây bệnh. Tống Thư Hàng lại lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát Bạch Tiền Bối. Làm gì nhìn ta, à, là muốn đi rồi sao? Bạch Tiền Bối đột nhiên ngẩng đầu, mẫn duệ hỏi Bạch Tiền Bối thiên phú có thể để cho hắn bắt được tất cả nhằm vào hắn ý nghĩa đặc thù ánh mắt, vô luận là thiện ý vẫn là ác ý. Không sai biệt lắm muốn đi, đến Văn Châu thành phố về sau, chúng ta còn phải bố trí phòng ở, qua năm lúc tiếp đãi quần bên trong tiền bối nhóm dùng. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Được, vậy ta mở cửa. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Đối diện, Tống Mụ Mụ nghe được qua năm cái này từ lúc, trong lòng hơi động, từ thất thần trạng thái khôi phục. Nàng quay đầu, cùng Tống ba ba liếc mắt nhìn nhau. Qua năm là cái cơ hội tốt. Thừa dịp lúc sau Tết chú ý một chút nhi tử, nhìn xem có hay không cái nào tài nguyên có thể đưa lên chợ công, cũng nhìn xem có hay không tiên tử không ngại nhi tử tuyệt dục. Tống mụ mụ mặt mày đưa tình, đối Tống ba ba ám chỉ. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ đã sớm tâm hữu linh tê, Tống mụ mụ lông mày vẩy một cái, là hắn biết Tống mụ mụ là có ý gì. Hắn đối Tống mụ mụ khẽ gật đầu lần này qua năm, là một cơ hội. Đến lúc đó, cẩn thận quan sát Tống Thư Hàng hành động chi tiết, phân tích ra có thể đưa trợ công đối tượng, trợ lực một đợt. Vì nhi tử thao toái tâm hai vợ chồng ăn ý gật đầu. Phu sướng phụ tùy. Tống Thư Hàng cũng bén nhạy ngắm nhìn phụ mẫu. Thân là trảm tam thi kiếp tiên hắn, bén nhạy cảm ứng được phụ mẫu sinh ra tính toán hắn ý nghĩ. Đây chính là chân chính tiến vào đại lão cấp cánh cửa sau năng lực tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần có người đối với hắn sinh ra tính toán suy nghĩ. Các đại lão liền sẽ mẫn duệ cảm ứng được. Một chút đỉnh tiêm đại lão, thậm chí chỉ cần có người tại chư thiên vạn giới bên trong sách đến hắn thánh hào, hắn đều sẽ ngay lập tức sinh ra cảm ứng, quả thực là đáng sợ. Thân là yếu, trường sinh giả cấp Tống Thư Hàng, bây giờ ở trên cảnh giới, cũng coi là cái cấp độ nhập môn đại lão. Quay đầu phải chú ý một chút ba mẹ tiểu động tác, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối đưa tay trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ, tựa như là gõ cửa đồng dạng, mở ra thông hướng Văn Châu thành phố Bạch Kinh lộ cổng không gian. Thông qua cổng không gian lúc, sẽ có chút mất trọng lượng cảm giác, lão ba các ngươi bắt gấp ta. Tống Thư Hàng đối phụ mẫu nói. Một đoàn người lôi kéo hành lễ liền chuẩn vụ tiến vào cổng không gian. Bá Tống đạo hữu chờ một lát, lúc này, sau lưng vang lên một cái ôn hòa nặng nề thanh âm nam tử. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy vị kia đã từng tiến hắn thiên đình lớn nhất nhà vệ sinh mảnh vỡ đạo tử tiền bối hiện tại cái này nhà vệ sinh còn đang vì Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới linh thực nhóm, liên tục không ngừng chuyển vận tiên cấp kim khả lạp phì hạt. Đạo tử tiền bối lúc này trang phục không còn đổi phế, một thân nho trang hắn, lại đẹp trai lại có huynh trưởng uy nghiêm, cũng sư cũng huynh không sai được, là Tống Thư Hàng ghen tị không đến họa phong. Đạo tử tiền bối, người cũng tại a. Tống Thư Hàng mỉm cười đón lấy. Năm mới tức đến, các ngươi không định tại nho ra qua năm, cho nên ta sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Đạo tử tiến lên về sau, đầu tiên là móc ra một cái hồng bao đưa cho bá Tống đạo hữu. Tống Thư Hàng hai tay tiếp nhận hồng bao thời điểm, thật sâu cảm thấy nho ra cho hắn ấm áp. Đây không chỉ là một cái hồng bao, càng là ôn nhu. Coi như không phải dương lớn linh thạch, nhưng tình nghĩa phân lượng nặng nề. Nhìn thấy kích động bá Tống đạo hữu, đạo tử cũng có chút nghi hoặc tiểu hồng bao vậy mà có thể để cho bá Tống vui vẻ như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lấy lễ phục người hiệu quả tốt như vậy. Chủ yếu là nhìn bá Tống biểu lộ,
hắn tựa hồ phi thường khát vọng thu được cái này hồng bao. Sớm biết, ta có phải hay không hẳn là nhiều thả điểm qua năm lễ vật. Để bá tống đạo hữu càng thêm vui vẻ. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng. Tạ ơn đạo tử tiền bối. Tống Thư Hàng chủ cảm khái nói. Cái này hồng bao, rất có thể là năm nay qua năm, trừ bạch tiền bối hồng bao bên ngoài một cái duy nhất cái khác hồng bao. Bá tống đạo hữu người ta ngang hàng tương xứng đi, người đối nho ra có đại ân, mà lại ngươi bây giờ là trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới, về tình về lý người ta đều có thể ngang hàng tương giao. Đạo tử mỉm cười nói. Đạo tử sư huynh cũng là về nho ra qua năm sao. Tống Thư Hàng biết nghe lời phải, hắn hậu kỳ tiếp xúc đến nho ra 13 kiếp tiên, cả đám đều không nguyện ý lấy tiền bối thân phận cùng hắn tương giao. Đạo tử lắc đầu, nói, ta lần này trở về, là muốn mượn nho ra cất giữ viễn cổ thiên đình mảnh vỡ dùng một lát. Đạo tử sư huynh ngươi cùng Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng là cùng một bọn. Tống Thư Hàng hỏi, dù sao đến nho ra trước, Bắc Phương Đại Đế vừa hướng hắn mượn qua thiên đình mảnh vỡ. À. Bá tống đạo hữu đã gặp Bắc Phương đạo hữu. Đạo tử sững sờ, hỏi. Bắc Phương tiền bối vừa cùng ta chiếu qua mặt, còn hướng ta mượn viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cùng hạch tâm thế giới dùng một lát. Tống Thư Hàng trả lời, dứt lời hắn vỗ vỗ bên hông Xích Tiêu kiếm, Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng là cùng Bắc Phương tiền bối cùng đi tìm ta. Đạo tử, vậy ta đây hồng bao không phải tặng không rồi. Ta vừa nghĩ tới lấy lễ phục người. Tốt hướng người mượn viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tới. Không đúng không đúng, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Lấy bá tống đối nho ra đại ân, qua năm tiễn hắn cái hồng bao để hắn vui vẻ lại làm sao? Đây là mỗi cái nho ra đệ tử đều chuyện nên làm. Chỉ là một cái hồng bao cũng có thể làm cho bá tống vui vẻ, siêu giá trị. Quay đầu hắn liền liên hệ bên dưới chư vị sư đệ chờ thêm năm ngày ấy, đến nhà đi cho bá tống nhà chúc phúc. Đưa mấy tấm câu đối, lại cho lên phần hồng bao. Nghĩ tới đây, đạo tử âm thầm gật đầu. Đạo tử sư huynh ngươi gọi ta lại, là có chuyện sao? Tống Thư Hàng thu hồi hồng bao về sau, hỏi. Hắn lúc này có chút không kịp chờ đợi muốn mở ra hồng bao nhìn xem, bất quá ngay trước mặt người khác mở ra hồng bao quá thất lễ, đành phải cố nén. Không có việc gì, chính là nhìn thấy bá tống đạo hữu ngươi muốn đi, liền cho ngươi đưa cái hồng bao chúc phúc. Đạo tử mỉm cười. Tống Thư Hàng, đạo tử sư huynh, người cũng chúc mừng năm mới. Đây chính là nho gia dẫn đầu đại sư huynh tác phong. Hướng về phía đạo tử sư huynh cái này hồng bao, về sau đạo tử sư huynh sự tình chính là hắn bá tống sự tình. Đạo tử sư huynh nếu là gặp nạn, hắn Tống Thư Hàng bát phương chi viện. Lại nói, Bắc Phương đạo hữu trừ mượn thiên đình mảnh vỡ bên ngoài, vì sao còn muốn cho ngươi mượn hạch tâm thế giới? Đạo tử vừa nghi ngờ hỏi một câu. Tống Thư Hàng giải thích nói, là như vậy, Bắc Phương tiền bối hướng ta mượn thiên đình mảnh vỡ, nhưng ta hạch tâm thế giới bên trong thiên đình mảnh vỡ đã hoàn toàn dung hợp, chuyển không đi ra. Cho nên, nếu như các người muốn chấp hành cái gì nghi thức lời nói, liền cần đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đem đến ta hạch tâm thế giới bên trong. Đến lúc đó, ta sẽ mở ra hạch tâm thế giới bộ phận khu vực, tạo điều kiện cho các người nghi thức sử dụng. Đạo tử nghe vậy, gật đầu nói, thì ra là thế, dạng này lời nói. Không bằng bá tống đạo hữu ngươi cùng ta đi một chuyến, chúng ta hôm nay liền đem nho ra thiên đình mảnh vỡ toàn bộ chuyển vào đến ngươi hạch tâm thế giới bên trong đi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói, cái kia, ta đem thiện thi lưu lại, phối hợp đạo tử sư huynh đi. Nếu như là Bắc Phương Đại Đế bọn hắn dọn tới thiên đình mảnh vỡ, hiện tại liền tiến vào hạch tâm thế giới. Có thể sẽ bị hạch tâm thế giới liếm đi thiên đế trường sinh đại đạo. Nhưng nho ra thiên đình mảnh vỡ cũng không cần lo lắng điểm này, bởi vì nho ra thiên đình mảnh vỡ bên trong ẩn chứa thiên đế trường sinh chi đạo, sớm đã bị hạch tâm thế giới liếm đi. Dù sao đã liếm không thể liếm, cái kia sớm ngày trễ một ngày đem đến hạch tâm thế giới, đều không có chênh lệch. Tốt, đạo tử sư huynh cười nói. Tống Thư Hàng đưa tay, đỉnh đầu tam hoa bên trong, thiện thi bá thiện hai tay vỗ tay. Từ tam hoa bên trong đi ra khỏi. Còn xin đạo hữu xuất thủ, giúp đạo tử sư huynh chuyển di thiên đình mảnh vỡ đến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng đối thiện thi nói. Thiện thi bá thiện, tiện tay mà thôi, bản tôn yên tâm, bao trên người ta. Tiên tử, y. Qua năm lúc, nàng vốn còn muốn phối hợp thiện thi biểu diễn thương đấu thuật tới. Hiện tại bá thiện lưu tại nho ra,
cũng không biết qua năm có thể hay không gấp trở về. Đem Thiện Thi lưu tại Nho Gia về sau, Tống Thư Hàng đối đạo tử sư huynh phất tay tạm biệt. Bạch Tiền Bối lần nữa đưa tay yêu nhã gõ mở cổng không gian, cái nào chính là gõ cửa, đều lộ vẻ phá lệ tuấn mỹ. Theo cảnh giới tăng lên, Bạch Tiền Bối cần dùng càng lớn tinh lực đến khống chế tự thân không chỗ an phóng mị lực. Tống Thư Hàng vịn phụ mẫu, một đoàn người bước vào Bạch Tiền Bối mở cổng không gian, vượt qua thiên sơn vạn thủy khoảng cách, trực tiếp từ Nho Gia trốn vào đến Văn Châu thành phố Bạch Kinh lộ nhà. Sau lưng, đợi bản thể rời xa về sau, Thiện Thi Bá Thiện hai tay vỗ tay, đối đạo tử nói, đạo tử sư huynh, chúng ta khi nào hành động? Đạo tử trả lời, liền hiện tại thế nào? Thỏa, đúng, đạo tử sư huynh mời đứng vững. Thiện Thi Bá Thiện mỉm cười, đồng thời hắn vận chuyển vô thượng công đức tâm kinh thế gian song toàn pháp công đức thuật. Tại đạo tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thiện Thi vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại đạo tử trên thân. Một cái công đức phù văn lưu tại đạo tử trên thân. Đạo tử, đây là bản tôn cho sư huynh đáp lễ. Thiện Thi Bá Thiện giải thích nói, đây là một viên chúc phúc dùng công đức phù văn, ẩn chứa bản tôn công đức khí vận. Mặc dù bản tôn không rõ ràng đạo tử sư huynh các ngươi có kế hoạch gì. Bất quá, có cái này mai công đức phù văn tại, sư huynh các ngươi áp dụng kế hoạch lúc, có thể thuận lợi một chút. Công đức chi lực bên trong ẩn chứa lấy thiên địa chúc phúc, khó đảm bảo phù hộ bình an thuận lợi. Tạ ơn, đạo tử trả lời. Đối với hắn người ở cảnh giới này đến nói, cái này mai công đức phù văn công đức khí vận chúc phúc hiệu quả, yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, cái này đều là bá tống đạo hữu tâm ý, cũng là một loại chúc phúc, đạo tử vui vẻ tiếp nhận. Bá tống là cái có người có đại khí vận, có lời chúc phúc của hắn, nhóm người mình tám. Năm thiên đạo kế hoạch, nghĩ đến cũng sẽ thuận lợi hơn chút đi. Văn Châu thành phố Bạch Kinh Lộ, Thư Hàng quê quán. Nhìn qua tích cho quê quán, Tống Mụ Mụ dìu lên tay áo, xem ra, chúng ta cần đến cái tổng vệ sinh. Giao cho ta đi, bên cạnh Bạch Tiền Bối lộ ra mỉm cười mê người. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, tịnh trần chú kích hoạt. Toàn bộ trong nhà cho bụi toàn bộ bị quét dọn ra, cuối cùng tại Bạch Tiền Bối đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái cho bụi tiểu đoàn. Bạch Tiền Bối thuần thục đưa tay vẩy một cái. Đem cái này cho cầu ném đến bồn hoa bên trong. Hắn một bộ này động tác, để Tống Mụ Mụ nhìn hai mắt sáng lên, kém chút liền biến thành Bạch Tiền Bối mê muội. Tu chân, thật tốt, quả thực quá tiện lợi, Tống Mụ Mụ lại quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng, Thư Hàng, lại nói ta trước kia làm sao không gặp ngươi dùng qua cái này pháp thuật, giúp ta thu dọn vệ sinh. Thực không dám giấu giếm, Mụ Mụ, cái này pháp thuật ta sẽ không. Tống Thư Hàng nói. Tống Mụ Mụ, người không phải ngàn năm mới ra một hai cái huyền thánh sao? Dù là ta hiện tại đã là kiếp tiên, nhưng cái này pháp thuật ta vẫn như cũ sẽ không. Tống Thư Hàng bi thương nói. Tống Mụ Mụ dặn dò, hảo hảo cùng Bạch Tiên trưởng học tập lấy một chút, học một chút hữu dụng pháp thuật. Về sau khi kết hôn, loại pháp thuật này đều sẽ dùng tới. Lại nói, pháp thuật này rất khó học sao? Tống Ba Ba ở một bên nghi ngờ nói. Hắn vừa dứt lời. Ở đây tất cả thành viên, đều nhẹ nhàng duỗi ngón vẩy một cái, ngưng tụ ra tịnh trần chú tới. Hiển nhiên, pháp thuật này là cơ sở hình. Tống Ba Ba quay đầu nhìn về nhà mình nhi tử bát phẩm liền cái tịnh trần chú cũng không biết, sẽ có hay không có điểm mất mặt. Tống Thư Hàng cảm giác nhà mình lão cha nhìn mình ánh mắt bên trong, không ngừng bổ sung lấy tâm lý địa vị trừ một nhắc nhở. Ba, mặc dù ta sẽ không tịnh trần chú, nhưng ta sẽ cổng không gian. Chính là vừa rồi Bạch Tiền Bối dùng không gian thông đạo, để cho chúng ta một hơi từ Nho Gia đến Văn Châu thị cổng không gian. Tống Thư Hàng cảm giác mình đến bảo hộ chính mình tại phụ mẫu trong lòng địa vị, liền chuyển ra bản thân trước mắt nhất có bức cách không gian năng lực. Thật sự nếu không giữ gìn hạ địa vị, chờ muội muội xuất thế về sau, hắn cái này đại nhi tử tại phụ mẫu trong lòng chỉ sợ cũng không có cái gì tồn tại cảm giác. Cổng không gian có thể đi cho bụi không? Tống Ba Ba hỏi cái phi thường tiếp địa khí vấn đề. Tống Thư Hàng trầm mặc một lát, không thể. Ba người liền điểm ấy truy cầu. Cổng không gian như thế sâu năng lực, người liền lấy hắn cùng đi cho bụi so sánh. Tống Ba Ba, a. À. Tống Thư Hàng. Mặc dù cổng không gian không thể đi cho bụi, nhưng hắn có thể giải quyết rác rưởi vấn đề. Tống Thư Hàng nói, chỉ ít có cổng không gian về sau, cũng không cần lo lắng rác rưởi phân loại vấn đề.
không cần phiền não bản thân muốn ném chính là cái nào loại rác rưởi, cũng không cần mỗi ngày bị người hỏi ngươi là cái gì rác rưởi. Ta trực tiếp tại vũ trụ không người tinh cầu, hoặc là có thể đem rác rưởi triệt để thiêu đốt mất hóa thành năng lượng thế giới mở cổng không gian, liền có thể đem rác rưởi ném vào. À, ngươi vừa nói như thế, thật là có chút ý tứ. Tống ba ba gật đầu nói kỳ thật đương Tống Thư Hàng nói mình biết mở cổng không gian lúc, Tống ba ba nội tâm liền rất rung động. Không nghĩ tới liền Tịnh Trần chú cũng sẽ không nhi tử, lại ngay cả cổng không gian loại này phim khoa học viễn tưởng bên trong thường xuyên xuất hiện năng lực đều đã trải qua nắm giữ. Hắn sở dĩ về một tiếng A, thứ nhất là bởi vì nội tâm rung động có chút lớn, chân hắn không biết nói cái gì cho phải, thứ hai cũng là vì duy trì bản thân lão phụ thân bức cách, cũng không thể như cái tiểu bối một dạng lộ ra ngươi thật lợi hại thần sắc. Kết quả Tống Thư Hàng vừa nhắc tới cổng không gian các loại cách dùng, Tống ba ba rốt cục băng không được. Mấy tháng trước, bọn hắn có thể bị rác rưởi phân loại dày vò thảm rồi. Bất quá, rác rưởi ném tới trong vũ trụ lời nói, sẽ không đối vũ trụ tạo thành ô nhiễm A. Tống ba ba lại thuận miệng hỏi một câu, cũng không phải thật sự lo lắng cái gì, chỉ là thuận miệng như vậy hỏi một chút, xem như tiếp đề tài. Sẽ không, chư thiên vạn giới có rất nhiều thế giới thần kỳ. Có chút thế giới bên trong, vô luận thứ gì ném vào, đều sẽ bị phân giải, hóa thành thuần năng lượng. Cho dù là rác rưởi, cũng giống vậy, Tống Thư Hàng giải thích nói. Cái này thật là diệu, Tống ba ba nói. Bia đá đạo hữu, xích tiêu kiếm. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, sợ các chủ ngốc mao. Đường đường kiếp tiên không gian năng lực, hay dùng đến ném rác rưởi, các ngươi thật đúng là sáng ý quỷ tài. Bên cạnh, Tống Mụ Mụ sau khi để hành lý xuống, lại lên tiếng hỏi, Thư Hàng, ăn Tết thời điểm có bao nhiêu người sẽ đến? Trước đó tại Nho Gia thời điểm, Tống Thư Hàng tự cùng nàng nhắc qua năm nay cả cái Cửu Châu nhất hào quần thành viên muốn tới Văn Châu thị nhà bọn hắn tổ chức ăn Tết hoạt động. Nhưng Tống Mụ Mụ cũng không biết Cửu Châu nhất hào quần đến cùng có bao nhiêu thành viên. Có thể tới hẳn là tại khoảng hơn 50 người đi, mà lại có các vị tiền bối hẳn là sẽ còn mang hậu bối hoặc là thân thuộc. Sở dĩ, có thể sẽ có cái 70, 80 người. Tống Thư Hàng trả lời. Tỷ như Thông Huyền Đại Sư hẳn là sẽ đem Tiểu Quả Quả mang tới, Tiểu Quả Quả gần nhất tu luyện phi thường chăm chỉ, liền nghĩ lúc nào có thể lại đến tìm Tống Thư Hàng chơi. Còn có Lệ Chi Tiên Tử, có thể sẽ đem Thi Cùng Trúc hai cái Tiểu Tiên Tử mang đến, cũng là người quen. Lại thêm Tàng Thiên Câu Chu Ly muốn dẫn Ngọc Cầm Tiên Tử tới, Dược Sư Tiền Bối nhất định sẽ mang theo Giang Tử Yên. Vụn vụn vặt vặt tính toán ra, nhân số chỉ nhiều không ít. Tống Mụ Mụ nghe vậy, nói, 70, 80 người. Vậy chúng ta nhà quá nhỏ, muốn không, đi phụ cận tìm một chỗ, thuê cái đại tràng tử. Không cần, ta có biện pháp xử lý. Mẹ ngươi một mực đem gian phòng sửa sang một chút, ta một hồi đem ta tiểu thế giới mở ra, cùng chúng ta nhà kết nối, hoàn toàn có thể dung nạp xuống tới. Tống Thư Hàng nói, Tống Mụ Mụ, người tiểu thế giới. Hừm, cùng Nho Gia Kim Liên thế giới không sai biệt lắm. Bất quá muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng giải thích nói. Tống Mụ Mụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu có trời mới biết nhà mình hầu tử tại chừng một năm bên trong, là thế nào mân mê đến nhiều đồ như vậy. Liền tư nhân tiểu thế giới loại vật này đều có. Có tiểu hài tử tới sao? Cái kia chúng ta có phải hay không đến chuẩn bị điểm bao lì xì? Tống ba ba hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, bao lì xì coi như xong. Tu sĩ bình thường cũng không dùng được phổ thông tiền, muốn bao lì xì lời nói cũng chỉ có bao linh thạch. Vậy chúng ta bao linh thạch? Tống ba ba hỏi, nói thế nào cũng tại Nho Gia thế giới ở một đoạn thời gian, linh thạch loại vật này bọn hắn nên cũng biết. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, không linh thạch. Trước đó kim quái đảo chủ tới cửa lúc tặng cái kia một dương linh thạch lễ gặp mặt, còn không che nóng, liền tiêu hao tại giữ lại thế giới dung hợp tạp bên trong chỉ cần có đầy đủ linh thạch. Thế giới dung hợp tạp mỗi lần sử dụng xong về sau, đều có thể bảo tồn lại, tiếp tục sử dụng, chính là tiêu hao đại giới có chút lớn. Tống Thư Hàng hiện tại trong túi so ra mặt còn muốn sạch sẽ. Thật vất vả mân mê đi ra tu chân nói chuyện phiếm thu phí công năng, còn không chính thức bắt đầu mưu cầu lợi nhuận. Mà lại lần trước tán tài lúc, hắn trả cho chư thiên vạn giới đưa ra giá trị mấy cái triệu ước linh thạch VIP công năng, trong ngắn hạn muốn dựa vào tu chân nói chuyện phiếm công năng thu phí. Quá khó khăn. Linh thạch không phải tu chân giới thứ căn bản sao? Ta nghe nói lúc tu luyện, đều cách không ra linh thạch.
không linh thạch, người tu luyện thế nào? Ngươi liền không có tồn một số. Tống bà ba nghi ngờ nói. Tại Nho Gia ở những ngày gần đây, Tống bà ba đối tu chân giới kiến thức căn bản cũng biết một chút, tỉ như đan dược và linh thạch, mỗi cái tu luyện giả đang bế quan lúc tu luyện đều cách không ra bọn chúng. Thường xuyên có thể nhìn thấy Nho Gia đệ tử lợi dụng linh thạch thổ nạp hấp thu linh lực. Nhà mình hầu tử nghe nói cảnh giới tu luyện cũng rất cao, không linh thạch hắn tu luyện thế nào? Hút không khí sao? Không tồn trụ linh thạch, một khỏa đều không tồn trụ. Sở dĩ không linh thạch thời điểm, ta cũng chỉ có mượn một số. Tống Thư Hàng nói. Thiếu bao nhiêu? Tống bà ba có chút lo lắng nói. Hắn là thuộc về loại kia thiếu người khác tiền liền rất bất an loại hình, thiếu người khác tiền về sau, hắn chỉ muốn vừa có tiền liền sẽ không kịp chờ đợi muốn đem tiền trả hết, thiếu lâu sẽ không an lòng. Sở dĩ vừa nghe đến Tống Thư Hàng thiếu người khác linh thạch, cũng có chút lo lắng. Bạch tiền bối, ta hiện tại thiếu người bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Bạch tiền bối lúc này chính ngồi xổm ở bên bàn trà bên trên, đùa với đặt ở trên bàn trà máy móc thiếu nữ, cũng ý đổ đút nàng ăn bánh bao. Nghe được Tống Thư Hàng vấn đề về sau, hắn nghiêm túc suy tư sau trả lời, hừm, rất nhiều rất nhiều. Tống Thư Hàng quay đầu trở lại vừa đi vừa về nói, ba, thiếu rất nhiều rất nhiều. Tống ba ba, rất nhiều đến cùng là bao nhiêu? Lấy nhà nhi tử tiền lương, đến cùng có thể hay không trả nợ? Nếu như Tống Thư Hàng thiếu là phổ thông tiền, Tống bà ba khẽ cắn môi, thừa dịp mình bây giờ trạng thái thân thể trở lại tuổi trẻ, còn có thể nhiều làm mấy năm, cố gắng giúp nhi tử trả nợ. Nhưng nhi tử thiếu chính là linh thạch loại vật này, Tống bà ba thực sự bất lực dù sao, hắn căn bản không biết muốn làm sao đi kiếm linh thạch. Đến đâu làm công mới có thể kiếm lời linh thạch loại vật này? Cấp! Bạch tiền bối cẩn thận đẩy ra một khối bánh bích quy hình dáng đồ ăn vặt. Đưa một khối nhỏ cho máy móc thiếu nữ Tiểu Lăng Tiêu. Sau đó, hắn lại nhìn mắt lo nghĩ Tống bà ba, an ủi, không cần lo lắng, ta không thu lợi tức, Thư Hàng có thể từ từ trả. Bạch tiền bối như thế an ủi về sau, Tống bà ba ngược lại lo lắng hơn liền lợi tức đều không muốn, chỉ muốn thu về tiền vốn liền tốt. Cái này không phải liền là mắt thấy cho mượn đi tiền rất khó trở về, phản lấy dứt khoát chỉ muốn không lời không lỗ rồi. Tống Thư Hàng gặp phụ thân vẫn như cũ một mặt lo nghĩ, đành phải kỹ càng an ủi, ba người đừng suy nghĩ nhiều, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Bạch tiền bối chỉ là đơn thuần không cần tiền lời, xem như cho bọn hậu bối tiểu phúc lợi. Mà lại, ta tương lai cũng là sẽ kiếm lời linh thạch, trong tay của ta có cái hạng mục lớn, thao tác tốt, nói không chừng ta tương lai còn có thể trở thành tu chân giới nhà giàu nhất. Trả hết tiền nợ, vẫn còn có cơ hội. Tống ba ba. Ngươi một cái trong tay liền nửa khối linh thạch đều móc không ra được người, cùng ta đàm tương lai muốn trở thành tu chân giới nhà giàu nhất. Ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin? Hừm, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan đích thật là cái tốt hạng mục. Bạch tiền bối ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi vào trên sàn nhà, duỗi nhẹ tay nhẹ kích thích máy móc thiếu nữ bởi vì còn không có hoàn toàn hoàn thành biến thân, Tiểu Lăng Tiêu nửa người dưới là trái trứng xác hình. Bạch tiền bối duỗi nhẹ tay nhẹ một nhóm. Thân thể của nàng liền sẽ lay động, tựa như con lật đật một dạng, vô luận như thế nào dao động, cũng sẽ không ngã xuống. Tiểu Lăng Tiêu từng vòng đung đưa, phát ra một chuỗi sung sướng tiếng cười. Tiểu hài tử chính là như vậy, chỉ cần có người đùa, liền sẽ vui vẻ. Có bạch tiền bối lời này phụ trợ về sau, Tống bà ba khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra xem ra, nhi tử là thật lấy được một cái kiếm tiền tốt hạng mục. Đây là giải thích lời nói phân lượng vấn đề. Tống Thư Hàng bởi vì là nhi tử, Tống bà ba bọn hắn đối với hắn có một cái từ nhỏ đến lớn hình thành cố định ấn tượng. Tất cả Tống Thư Hàng hiện tại có mấy lời giảng dễ nghe đi nữa, Tống bà ba cũng không dám tin tưởng. Mà bạch tiền bối liền không giống, hắn chỉ muốn thuận miệng một giảng, Tống bà ba liền có thể tin cái hơn phân nửa, sau đó tại bạch đặc thù mị lực thêm thành hạ, cái này hơn phân nửa trực tiếp liền có thể biến thành tin hoàn toàn. Bên bàn trà. Bạch tiền bối đùa chơi Lăng Tiêu một lát sau, có chút chơi chán. Hơi suy nghĩ một chút, hắn duỗi ra ngón tay, tại Tiểu Lăng Tiêu trước mặt biểu diễn Tịnh Trần chú đạo ấn, cũng biểu thị Tịnh Trần chú phù văn. Đồng thời, hắn lên tiếng đối Tống Thư Hàng nói, đúng rồi, Thư Hàng. Bắc Hà tán nhân vừa rồi nói chuyện riêng hỏi ta, người bây giờ thu mấy cái đệ tử? Có mấy cái hài tử? Hắn chuẩn bị cẩn thận hồng bao. Sự bị đệ tử tính đệ tử không? Tống Thư Hàng hỏi hắn đột nhiên nhớ tới Joseph.
Joseph là cái phi thường cố chấp gia hỏa, từ khi nhận định Tống Thư Hàng cái này thấp phụ về sau, hắn không chỉ có tại Giang Nam Đại học thành phụ cận mua phòng, còn tại Tống Thư Hàng Văn Châu thị quê quán sát vách cũng mua phòng. Mặc dù vẫn là dự bị đệ tử, nhưng lần trước Tà Vọng sự kiện về sau, Tống Thư Hàng ở trong lòng chừa cho hắn đệ tử vị trí. Có thể tính lên, lần này ngươi cùng Hoàng Sơn đạo hữu liên thủ cho quần bên trong thành viên cấp cho ngưng tụ cường hóa khí linh bảo vật, ngươi thêm cái đệ tử hồng bao số định mức, các đạo hữu cũng sẽ không chú ý. Bạch Tiền Bối trả lời. Cái kia quay đầu, ta đem Joseph cũng gọi là lên. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn duỗi tay tại hư không bên trong vạch một cái, hạch tâm thế giới mở ra. Nhi tử không gian năng lực, Tống Ba Ba đụng lên ngắm trộm mắt rác rưởi liền muốn ném không gian thông đạo này bên trong. A, không đúng. Không gian thông đạo này bên trong, là một mảnh như tiên cảnh địa phương, chim hót hoa nở, có thanh tịnh làm cho người thoải mái khí tức đập vào mặt. Dạng này tiên cảnh phải dùng đến ném rác rưởi. Trong lúc đang suy tư, có mấy đạo thân ảnh từ nơi này không gian bên trong bay ra. Sư phụ, tìm ta có việc sao? Đây là đại đệ tử Tước Yêu Tiểu Thải. Tiểu Thải dùng qua Tống Thư Hàng từ Hắc Long thế giới mang ra sớm ngưng tụ hình người bảo vật, mặc dù không đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, nhưng nàng đã có thể huyễn hóa thành người. Ngày bình thường nàng càng ưa thích thải tước trạng thái, cái trạng thái này càng thích hợp nàng tu luyện song đao đao pháp. Bất quá hôm nay đặc thù, cho nên nàng huyễn hóa thành y phục rực rỡ thiếu nữ bộ dáng chính là lúc trước gặp bắt yêu nhân đại thúc thiếu nữ bộ dáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếp đó, một vị màu đen váy dài, với cao màu đen thiếu nữ cũng từ không gian thông đạo bên trong bước ra. Thiếu nữ dáng người tinh tế cao gầy, ngoại trừ có chút phẳng bên ngoài, dáng người cơ hồ tìm không ra mau bệnh. Sở Sở gặp qua sư phụ, Sở Sở quy quy củ củ thi lễ một cái, nàng là gia tộc tu chân đệ tử, tại lễ tiết phương diện tương đối chú trọng. Đồng thời, nàng lại đối Bạch Tiền Bối cùng bên cạnh Tống Thư Hàng vật trang sức, Bạch Cốt Tiên Cơ trở Tiền Bối từng cái hành lễ. Mặc dù là nhị đệ tử, nhưng Sở Sở so với Tiểu Thải đến, càng thích hợp chống lên Tống Thư Hàng nhất hệ bề ngoài. Tống Thư Hàng cười đối hai vị đệ tử gật đầu đến lúc đó nghênh đón Cửu Châu nhất hào quần bên trong Tiền Bối nhiệm vụ, giao cho Sở Sở chính thích hợp. Lại là hai cái tiểu tiên tử, Tống Mụ Mụ chú ý nhìn qua mắt Tiểu Thải cùng Sở Sở, ăn Tết nàng chuẩn bị cùng Tống Ba Ba vì Thư Hàng đưa trợ công, sở dĩ phàm là tiên tử, nàng đều nhất định phải lưu cái tâm nhãn. Tương đối tiếc nuối là hai vị này tiên tử là Thư Hàng đệ tử bối phận, đầu năm nay thầy trò yêu nhau tương đối có dư luận áp lực. Còn có bị Bạch Tiền Bối người mượn đến mộng giới, trở thành thế giới thụ kế hoạch một bộ phận thụ yêu Mễ Lộ Lộ, nàng cũng là ta chuẩn bị thu nhập môn đệ tử, nàng đem kế thừa ta Mộc đạo nhân đạo hiệu. Còn có một vị dự bị đệ tử Joseph, ta suy nghĩ đem Bạch Kình Đao khách đạo hiệu lưu cho hắn. Tống Thư Hàng nói. Nói. Hắn lại đưa tay thăm dò vào đến hạch tâm thế giới, hai tay nâng dưới xương sườn, đem lại lâm vào ngủ say thiếu nữ tóc bạc Lý Âm Trúc ôm đi ra. Về phần nữ nhi lời nói, Âm Trúc cùng Tiểu Lăng Tiêu từ một loại ý nghĩa nào đó đều xem như nữ nhi của ta đi. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, được, vậy ta hồi phục Bắc Hà đạo hữu đi. Nào có ngươi như thế ôm hài tử. Lúc này, Tống Mụ Mụ từ trong phòng đi ra. Vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng nâng xương sườn vị trí dơ Lý Âm Trúc, thế là liền từ trong tay hắn tiếp nhận mềm hô hô Lý Âm Trúc, lại nói, đúng rồi, ăn Tết lúc muốn không đem mạt pháp chi chiến lấy ra chiếu phim A. Mấy tháng trước, cha ngươi liền nghĩ ăn Tết lúc, trong phòng khách thả ngươi đóng phim, để tới thân thích đều nhìn thấy. Thả cái kia bộ phim lời nói, thả xong ta có thể sẽ bị đánh chết. Tống Thư Hàng nói, ba lúc này... Bạch Tiền Bối trên bàn trà Tiểu Lăng Tiêu đột nhiên búng tay phát ra tiếng. Sau đó tịnh trần chú pháp thuật quang hoàn từ tay nàng chỉ ở giữa ngưng tụ ra, khuếch tán đến mỗi cái gian phòng, lại đem toàn bộ phòng ốc đều bao khỏa. Bạch Tiền Bối sạch sẽ trong nhà cho bụi, Tiểu Lăng Tiêu thì đem chọn tràng phòng ở bên ngoài đều thanh bụi một lần. Tống Thư Hàng. Tống Ba Ba không khỏi vừa ngắm mắt nhà mình nhi tử. Tống Thư Hàng sửng sốt một lát. Không hổ là nữ nhi của ta, cái kia pháp thuật thiên phú, rất được ta chân truyền. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ha ha ha, Tiểu Lăng Tiêu phát ra một chuỗi tiểu kê tiếng cười. Một bên khác, hiện thế, Thái Dương Hệ. Tống Béo Cầu lẻ loi trơ trọi giấu tại Thái Dương Hệ hư không bên trong,
cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mặt trời trạng thái. Ẩn núp thời điểm, hắn vừa ngắm mắt màu lam địa cầu. Muốn bước sang năm mới rồi. Năm nay, ta muốn cùng bản thể cùng một chỗ ăn Tết. Tống béo cầu hạ quyết tâm nói. Sau đó, hắn lại khóa chặt vị trí của mặt trời. Tại chư thiên vạn giới điều tra hằng tinh hủy diệt bệnh độc lâu như vậy về sau, lần này hắn rốt cục bắt được phía sau màn gieo hạt bệnh độc gia hỏa cái đuôi. Gia hỏa này, đang chuẩn bị hướng mặt trời bên trong phóng thích bệnh độc. Sao có thể để ngươi phá hư ta cùng bản thể ăn Tết cơ hội? Cười lạnh, Tống béo cầu vô tình nói. Vừa vặn đem gia hỏa này cầm xuống, chờ thêm năm ngày đó, đóng gói đưa cho bản tôn làm năm mới lễ vật. Tống béo cầu nội tâm thầm nghĩ. Mấy ngày gần đây nhất, cái này hằng tinh hủy diệt virus làm bản tôn rất đau đầu. Cho nên, nếu như nó có thể đem phía sau màn tản hằng tinh hủy diệt virus hắc thủ bắt đến, tuyệt đối là đại công. Mà lại, dạng này nó cũng liền có lấy cớ có thể trở về cùng bản tôn gặp nhau. Vừa nghĩ tới đó, Tống béo cầu liền hận không thể có thể lập tức xuất thủ, đem phía sau màn tản virus ra hỏa cho bắt, sau đó mang theo nó đi gặp bản tôn. Mỗi lần cùng bản tôn phân biệt về sau, nội tâm của nó liền sẽ bắt đầu tích lũy muốn tìm tới bản tôn xúc động. Loại này xúc động sẽ còn theo thời gian tăng trưởng lại không ngừng tích lũy. Mà mỗi lần hắn tại khóa chặt bản tôn vị trí, đem bản tôn tìm tới về sau, loại này tích lũy xúc động đều sẽ hóa thành một loại cảm giác thành tựu. Tựa như là đang chơi chơi trốn tìm trò chơi tìm được đối thủ đồng dạng, để Tống béo cầu thích thú. Bất quá, ta hiện tại cần thận trọng, Tống béo cầu bình tĩnh nói. Hắn muốn chờ phía sau màn hắc thủ chính thức tiến vào hằng tinh mặt trời về sau, lại kích hoạt phụ cận nó âm thầm bố trí phong tỏa không gian thủ đoạn, để phía sau màn hắc thủ mọc cánh khó thoát. Sau đó, lại nhất cử đem đối phương cầm nã. Nó chỉ có thể là đem đối phương bắt sống, đóng gói mang về làm nhưng, nếu như khống chế không nổi, vậy đánh chết cũng không có cách nào. Dù sao tin tưởng lấy bản thể thủ đoạn nghịch thiên, coi như mang về chính là thi thể, bản tôn cũng có thể từ đó móc ra rất nhiều mấu chốt tin tức. Tỉnh táo, còn thiếu một chút, Tống béo cầu thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, nó nội tâm muốn tìm được bản tôn xúc động, cũng đang không ngừng tích lũy. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải nhẫn nại. Bởi vì loại này tìm kiếm bản tôn khát vọng kiềm chế càng lớn, đến lúc đó tìm tới bản tôn sau cảm giác thành tựu liền càng mãnh liệt. Tống béo cầu đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, ai cũng không phát hiện được nó. Đồng thời, tại một cái phi thường thích hợp thời cơ bên trong, Tống béo cầu xuất thủ âm thầm lặng lẽ nhiễu loạn Thái Dương hằng tinh phụ cận thiên cơ, làm cho không người nào có thể dùng quái toán chi pháp, nguy cơ trực giác, báo hiệu cảm giác các loại thủ đoạn đến dự đoán phiến khu vực này sự kiện phát triển. Hiện thế cường giả đều có rất mạnh nguy cơ trực giác, nếu như không đảo loạn thiên cơ lời nói. Nói không chừng phía sau màn hắc thủ sẽ sinh ra cảm ứng, từ đó sinh ra cảnh giác. Tống béo cầu ở phương diện này phi thường có kinh nghiệm. Đây là một loại khắc vào nó trong xương bên trong bản năng. Mặc dù không có kỹ càng ký ức, nhưng nó cảm giác chính mình trước kia hẳn là thường xuyên cùng cái nào đó tồn tại cường đại, đấu trí đấu dũng, giữa song phương lẫn nhau có thắng thua. Mà đoạn này trong xương bên trong ký ức, đã thành Tống béo cầu bản năng. Để nó trong bóng tối tính toán địch nhân lúc, dễ như trở bàn tay, kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là nó nhiễu loạn thiên cơ thủ đoạn, phi thường nhu hòa, tựa như là tại thuận thế tại khuấy động dòng nước. Tống béo cầu tự tin, liền xem như bản tôn cửu u chúa tể hóa thân, không chú ý cũng không phát hiện được nó đảo loạn thiên cơ sự tình. Hiện thế, Văn Châu thành phố. Đem đệ tử cùng nữ nhi đều triệu hoán đi ra về sau, Tống Thư Hàng lại cảm khái nói. Đáng tiếc thời gian có chút cấp bách, nếu không, ta còn có thể đi Hắc Long thế giới một chuyến, đem thí luyện thông đạo bố trí tốt. Nơi đó còn có một cái dự bị đệ tử Xích Đồng. Xích Đồng tương đối đặc thù, tại tiểu gia hỏa này cảnh giới không có đạt tới mục tiêu, không có đi tiến hành thí luyện tình huống dưới, Tống Thư Hàng sẽ không đem hắn tiếp ra Hắc Long thế giới. Tịnh y chú, đang lúc Tống Thư Hàng cảm khái thời khắc, lại một cái tịnh hóa quần áo pháp thuật ném tới trên người hắn. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, liền nhìn thấy Tiểu Lăng Tiêu hướng về phía hắn cười khanh khách. Tiểu gia hỏa tại pháp thuật phương diện thiên phú mạnh đến kinh hỉ. Bạch Tiền Bối tựa hồ hứng thú, hắn ngồi tại bên bàn trà trên sàn nhà, bắt đầu dạy bảo Tiểu Lăng Tiêu cái này đến cái khác thuật pháp trụ cột, dạy bảo Tiểu Lăng Tiêu so dạy bảo Tống Thư Hàng dễ dàng hơn, chí ít không cần đi đem pháp thuật đơn giản hóa thành phù văn.
Mà lại, Tiểu Lăng Tiêu học cũng rất nhanh. Từ lúc mới bắt đầu tỉnh trần chú đến bây giờ mảnh hóa phân nhánh bản tịnh y chú, sau đó Bạch Tiền Bối bắt đầu dạy bảo cơ sở lôi pháp, tam lãng phát minh nạp điện thuật. Bạch Tiền Bối chỉ cần thoáng giảng giải bên dưới nguyên lý, sau đó biểu thị một lần, lại phân tích đạo ấn cùng linh lực vận chuyển khiếu môn, Tiểu Lăng Tiêu yên lặng tính toán mấy thiên, liền lập tức có thể nắm giữ pháp thuật. Tỷ như hiện tại, ba chi chi tiểu gia hỏa đưa tay vạch một cái, một đạo điện cô tại nàng đầu ngón tay vạch ra. Sau đó nàng đưa tay hướng Tống Ba Ba trên điện thoại di động một điểm, trực tiếp đem Tống Ba Ba lượng điện tràn ngập. Còn tiếp tục như vậy, Tống Thư Hằng còn không có trở thành vạn pháp chi chủ, tiểu gia hỏa nói không chừng liền muốn trước một bước ngồi lên vạn pháp chi chủ vương tọa. Ai nha ta tiểu khả ái, cũng thật là lợi hại. Tống Ba Ba vui vẻ khích lệ nói đây chính là tôn nữ đặc quyền, vô luận tôn nữ làm gì, dù chỉ là tự mình động thủ bò hai bước, đều có thể đạt được người cả nhà tán dương, huống chi là nạp điện thuật loại này tiếp địa khí thực dụng thuật pháp. Chúc mừng ngươi, Thư Hằng, ngươi mặc dù khoảng cách vạn pháp chi chủ còn rất dài một khoảng cách, nhưng ngươi khoảng cách vạn pháp chi chủ cha hắn lại tới gần một bước. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vui vẻ nói. Tống Thư Hằng. Hắn đưa tay đặt tại Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trên thân, tay phải trượt đi chính là 100 đạo ngậm miệng. Dưỡng đao thuật. Vậy chúng ta lại học điểm khó khăn pháp thuật, ân, liền học thiên sư lôi pháp ngũ lôi oanh đỉnh đi. Thư Hằng, người đem hạch tâm thế giới mở một chút, ngũ lôi oanh đỉnh động tính có chút lớn, tại hiện thế không tốt biểu thị, chúng ta đến người hạch tâm thế giới đi luyện tập. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Ngũ lôi oanh đỉnh, đây là bá tống đại lão hiện tại dựa vào cảnh giới, quả thực là cường hóa chống đến ngũ lôi trình độ lôi pháp, là phi thường có ghi nhớ ý nghĩa lôi pháp. Được Tống Thư Hằng nói. Cuối cùng đã tới hắn bộc lộ tài năng cơ hội. To lớn hạch tâm thế giới, có thể là Tống Thư Hằng ít có mấy cái có thể lấy ra được hạng mục. Hạch tâm thế giới muốn thiết trí tại đây. Bạch Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hằng chỉ chính mình tận lực nói, liền thiết lập tại gian phòng của ta cửa vào đi. Dứt lời, Tống Thư Hằng chỉ tay một cái, lần nữa đem hạch tâm thế giới cửa ra vào mở ra, lần này hắn thiết trí một cái ổn định lâm thời thông đạo, cửa vào cùng mình tận lực trùng hợp. Tống Ba Ba hiếu kỳ đưa đầu tới, nhìn một cái. À, đây không phải trước ngươi nói bãi rác sao? Tống Ba Ba nói. Tống Thư Hằng. Tống Ba Ba cũng rất nhanh rõ ràng chính mình trước đó là hiểu lầm, nguyên lai đây chính là ngươi hạch tâm thế giới. Nói, hắn lần nữa tiến tới, hiếu kỳ hướng hạch tâm thế giới bên trong nhìn lại. Xảo chính là làm Tống Ba Ba ghé đầu tới lúc, vừa hay nhìn thấy có một vị cao gầy nữ tử cầm dao phay, khí thế hung hăng hiện thân. Bá Tống, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong chưa? Biệt Tuyết Tiên Cơ kêu. Xem ở Bạch Thánh trên mặt mũi, nàng nguyện ý xuất thủ thay Cửu Châu Nhất Hào quần qua năm hoạt động chuẩn bị niên yến. Nhưng Bá Tống cho đến bây giờ, còn không có vì nàng cung cấp đầy đủ niên yến nguyên liệu nấu ăn. Muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn? Tống Thư Hằng hỏi. Biệt Tuyết Tiên Cơ hơi suy nghĩ một chút nói, nếu không, đến cái long thú yến. Lúc sau Tết, làm thịt một đầu long thú tế niên. Long thú, muốn giết rồng, có thể hay không quá tàn nhẫn rồi? Tống Thư Hằng hỏi. Đang lúc hắn nói giết rồng thời điểm, hư không bên trong đột nhiên có không gian kẽ nứt mở ra, có một màu trắng long đầu từ đó chui ra. Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hằng. Bạch Long tỷ tỷ ngươi đang tràng thời cơ, thật muốn trùng hợp như vậy sao? Có như vậy một nháy mắt, hắn cũng hoài nghi Bạch Long tỷ tỷ có phải hay không một mực tại hắn bên cạnh dòm bình phong. Tìm tới cơ hội về sau, lại đột nhiên hiện thân. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Tống Thư Hằng nhìn qua Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Long tỷ tỷ phản nhìn chằm chằm hắn. Đối diện Biệt Tuyết Tiên Cơ cũng không dám nói chuyện. Hai, Bạch Long tỷ tỷ, bế quan kết thúc rồi à? Tống Thư Hằng lộ ra một cái sách giáo khoa tiếu dung, đánh vỡ trầm mặc. Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt hóa thành thuần Bạch Chi Long nói, ta là một đầu chết không thể chết lại Bạch Long. Căn bản không cần làm bế quan loại việc này. Tại thần bí đảo bế quan chính là A Thập Lục, cũng không phải ta. Cái kia A Thập Lục bế quan kết thúc rồi à? Tống Thư Hằng thuận thế hỏi ra vấn đề mấu chốt trước đó hắn dùng tu chân nói chuyện phiếm công năng nói chuyện riêng Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Long tỷ tỷ không có trả lời vấn đề này. Bạch Long tỷ tỷ, hẳn là đi. Tống Thư Hằng, không xác định thức trả lời. Đúng rồi, Thư Hằng ngươi muốn biến thành rồng sao? Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên hỏi. Tống Thư Hằng, a,
Tiểu Lăng Tiêu kích động vẫy tay, rồng, biến thành rồng. Nàng có được biến hình công năng, tương lai chỉ cần nàng đối tự thân nắm giữ tiêu chuẩn đi lên, nàng có thể tùy ý cải biến chính mình máy móc hình thức hóa thành cơ giới long cũng không phải vấn đề. Thân là truyền nhân của rồng, người đối biến thành rồng có hứng thú hay không? Bạch Long tỷ tỷ lần nữa nói. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời, khi còn bé khả năng có hứng thú, nhưng bây giờ, ta đã trưởng thành. Ta đã là cái thành thục bá tống. Bên cạnh Tống Ba Ba. Bởi vì vừa rồi có như vậy một nháy mắt, hắn đối biến thành rồng cái này sự tình sinh ra mãnh liệt hứng thú. Thực không dám giấu giếm, Tống Ba Ba có chút hy vọng biến thành rồng. Nhưng mà, nhà mình hầu tử trả lời, đoạn tuyệt hắn tưởng niệm đã lớn lên, liền sẽ đối biến thành rồng không hứng thú. Vậy nếu như hắn nói mình đối biến thành rồng có hứng thú, có phải là đại biểu cho chính mình còn không bằng nhi tử thành thục? Ta cảm giác, người vẫn là cân nhắc biến thành rồng. Ta chỗ này có hoàn thiện người biến rồng thủ đoạn. Ân, chí ít lý luận là phi thường thành thục. Người bây giờ là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, nghĩ không làm người biến thành rồng, thao tác sẽ lại càng dễ. Bạch Long tỷ tỷ thân thể từ không gian bên trong chui ra ngoài, quấn quanh đến Tống Thư Hàng trên cổ, như là khăn quàng cổ đồng dạng. Bởi vì lúc này Bạch Long tỷ tỷ khí chàng quá cường, trên bờ vai Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bị chen đến một bên, cũng không dám nói thêm cái gì. Biến thành rồng về sau, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục cắt chém chính mình, gan rồng A, tim rồng A, xương rồng A. Đều có thể cắt ra đến, hóa thành quan niên yến toàn long yến nguyên liệu nấu ăn, có phải là rất tuyệt. Bạch Long tỷ tỷ siết chặt khăn quàng cổ, dùng mê người thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai nói, mà lại, gan rồng còn có thể bán linh thạch, tại tu chân giới bán rất chạy. Theo Bạch Long tỷ tỷ ác ma dụ hoặc than nhẹ, Tống Thư Hàng kém chút liền tâm động. Hắn người mang Trình Lâm tự lành pháp, Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên, còn có các loại cường đại tự lành thủ đoạn, tựa như lúc trước hắn liền móc 66 trái tim dùng để luyện khí đồng dạng. Chỉ cần chính hắn nguyện ý, liền móc mấy trăm khỏa gan rồng đều không phải vấn đề. Nếu có người mua nguyện ý ra linh thạch, hắn thậm chí có thể móc lá gan tử móc đến người mua phá sản. Bất quá, cái này phương pháp kiếm tiền tử ta cự tuyệt. Tống Thư Hàng đạo tâm kiên định, không chút nào bị dụ hoặc, lại nói. Vô luận từ trên người ta rớt xuống cái gì, tai nạn cự quy nhất tộc liền sẽ tới thu về. Ngươi cũng không phải Vân Tước Tử tiên tử, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, trước kia không giống, nhưng bây giờ không sai biệt lắm. Bạch Long tỷ tỷ, nói cách khác, ta cùng A Thập Lục rời đi ngươi cũng không bao lâu đi, ngươi liền biến càng thêm cấn tay. Ngươi cái này cấn tay không ngừng cộng một năng lực. Thật là khiến người ghen tị. Nửa ngày về sau, Bạch Long tỉ tỉ thở dài, người tấn cấp tốc độ quá nhanh. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cũng không biết làm sao đáp lại, chỉ có thể lấy phát ra không thất lễ mạo tiếu dung. Nếu như người có thể như cái bình thường tu sĩ như thế, bình thường tấn cấp. Bạch Long tỉ tỉ nói đến một nửa, ngẩng đầu vọng thiên, được rồi, đã là không thể nào sự tình. Tống Thư Hàng, các ngươi hiện tại bận bịu sao? Bạch Long tỷ tỷ nói, ngắm nhìn bên cạnh Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, có chút bận bịu, muốn bố trí qua năm sự tình. Thư Hàng cũng phải lưu lại hỗ trợ. Cái kia đầu có thể tạm thời cho chúng ta mượn một chút sao? Một hồi liền đi, Bạch Long tỷ tỷ dò hỏi. Bạch Tiền Bối, tốt. Đạt được Bạch Tiền Bối đồng ý về sau, Bạch Long tỷ tỷ lần nữa siết chặt khăn quàng cổ, dùng sức siết chặt. Ngừng ngừng, Bạch Long tỷ tỷ. Phải chết, sẽ chết. Tống Thư Hàng vỗ Bạch Long tỷ tỷ, kêu lên. Bạch Long tỷ tỷ nói, Thư Hàng, giúp đầu lâu dùng một lát. Tống Thư Hàng, thân thể lưu lại hiệp trợ Bạch Đạo Hữu, đầu trước theo ta đi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, chờ chút, sẽ dọa ta lão ba bọn hắn, không bằng ta để ác thi đạo hữu đi theo ngươi. Không cần, đầu đi theo liền tốt, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng đành phải đối bên cạnh Tống Ba Ba kêu lên, cái kia cha, đầu của ta rời đi một chút có việc, không cần lo lắng cho ta. Tống Ba Ba. Sau đó, tại Tống Ba Ba kinh dị trong ánh mắt, Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể thoát ly, bị Bạch Long tỉ tỉ vòng quanh, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tống Ba Ba. Ngọa thảo, nhà ta nhi tử đầu cứ như vậy bay mất. Sẽ không chết sao, Tống Ba Ba nhìn qua tách rời đầu. Không có huyết dịch phun ra. Vũ Nhu Tử an ủi, không cần lo lắng, Tống Thúc Thúc,
Tống tiền bối phi đầu thuật dùng có thể trượt. Tu sĩ đều có thể làm được loại sự tình này sao? Tống ba ba vẫn là cảm giác hình tượng rất kinh dị. Vũ nhu tử, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được, đặc biệt là giống tống tiền bối dạng này có thể chia ra làm việc, liền càng hiếm thấy hơn. Thư hàng thân thể, chúng ta trước tiếp tục bố trí hạch tâm thế giới đi. Âm trúc cũng tới, còn có sở sở, tiểu thải. Tất cả đi theo ta, bạch tiền bối sung sướng nói. Hắn chuẩn bị tại dạy dỗ tiểu lăng tiêu một chút thuật pháp thời điểm, để âm trúc các nàng cũng tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, nhìn xem thư hàng thu mấy người đệ tử thiên phú thế nào. Tống thư hàng thân thể đưa tay, khoa tay cái ok thủ thế, mang theo đám người tiến vào hạch tâm thế giới. Sau lưng, tống ba ba đi tại đội ngũ phía sau cùng. Đi tới thời điểm, tống ba ba vô ý thức đưa tay trong túi móc móc nhìn xem không đầu nhi tử, hắn muốn nhai vài miếng dược hoàn ép một chút. Vô luận cái gì viên thuốc đều tốt, hắn chính là nghĩ nhai hai hạt. Một bên khác, thần bí đảo, Bạch Long mộ. Bạch Long tỷ tỷ mang theo tống thư hàng đầu độn trở lại trong huyệt mộ. Long mộ bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục còn nhắm mắt, ở vào đả tọa minh tưởng trạng thái. Bất quá, làm Bạch Long tỷ tỷ sau khi trở về, phảng phất là cảm ứng được tống thư hàng khí tức, nguyên bản đang tu luyện Tô Thị A Thập Lục mở to mắt. Nàng nhìn qua chỉ có đầu sợ tống thư hàng, hơi sững sờ. Lại chỉ còn lại cái đầu rồi. Sau đó, nàng vươn tay cánh tay. Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng ném đi, đem tống thư hàng đầu ném cho A Thập Lục. Tỉnh, Thập Lục, tống thư hàng cười hô. Là bế quan kết thúc, Tô Thị A Thập Lục đem tống thư hàng đầu ôm vào trong ngực, uốn nắn lối nói của hắn. Ha 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 ha, tống thư hàng xấu hổ cười cũng đúng, chỉ có hắn bế quan phải dựa vào tỉnh lại đến kết thúc, tu luyện còn thuận lợi sao? Một mực tại làm từng bước đang tiến hành, Tô Thị A Thập Lục nói, bất quá, thư hàng ngươi bây giờ đã là trảm tam thi kiếp tiên nữa nha. Thực tế quá nhanh. Nhanh đến nàng rất nhiều chuyện đều không đến cùng đi làm, thư hàng liền đã kết thúc. Thư hàng, ta có cái nguyện vọng, Tô Thị A Thập Lục nói. Tô Thị A Thập Lục, đã từng có cái nguyện vọng. Khi tiến vào thiên hà Tô Thị cuối cùng thí luyện trước đó, nàng có cái tâm nguyện. Tô Thị A Thập Lục hai tay nâng lên tống thư hàng đầu, nói, thư hàng, người có muốn hay không đoán một cái A Thập Lục lúc trước tâm nguyện. Tâm nguyện, tống thư hàng cùng nàng đối mặt, suy tư. Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ trong hư không không quy tắc du động, dù là hai người các ngươi lại thế nào dỗ ngon dỗ ngọt, trước mắt hình ảnh trong mắt của ta vẫn như cũ kinh dị vô cùng. Mặc dù là nàng đem tống thư hàng sọ não mang về, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống. Đoán được sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống thư hàng có chút ngại ngùng nói, cưới ta. Cũng không phải hắn tự luyến. Đây là lúc trước Tô Thị A Thập Lục chính miệng đối với hắn ám chỉ qua đáp án. Khi đó, Tống Thư Hàng còn không chứng đạo huyền thánh, còn là một tiểu manh tân. Sau đó ngày nào đó, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên khí chàng đại khai, phải cứ cùng hắn đàm luận tương lai, đạo lữ các loại chờ thâm ảo vấn đề. Thời điểm đó Tống Thư Hàng tâm tính cũng không có giờ đây thành thục, kinh lịch cũng không có giờ đây như thế phong phú. Tống Thư Hàng đến nay còn nhớ rõ A Thập Lục hỏi qua hắn, tương lai có thể hay không cân nhắc lấy chồng cái này tuyển hạng, chủ yếu là một khắc này Tô Thị A Thập Lục quá bá khí, khiến cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Hắn hoài nghi nếu như ngay lúc đó Tô Thị A Thập Lục lại cường thế một điểm, hắn nói không chừng liền sẽ túng túng gật đầu, đáp ứng gả vào thiên hà Tô Thị. Phốc, Bạch Long tỷ tỷ nghe được cái này đáp án, nhịn không được cười ra tiếng. Người bá tống giờ đây nói thế nào cũng là làm chư thiên vạn giới hài nhi dừng khóc tồn tại, người cái này đáp án. Là bị đoạt xá hay sao? Tống thư hàng đỉnh đầu sở các chủ ngốc mao. Sở các chủ cảm giác có chút mất mặt, nàng đang suy nghĩ muốn hay không trước đem ngốc mao lùi về đến hạch tâm thế giới. Ngươi làm sao còn nhớ rõ việc này? Tô Thị A Thập Lục có chút mất tự nhiên nói. Bất quá, không đợi tống thư hàng trả lời, nàng liền tiếp tục nói, A Thập Lục khi tiến vào thiên hà Tô Thị cuối cùng thí luyện trước, có một cái tâm nguyện muốn sống thêm lấy đi xem một chút ngươi. Một cái thức đơn giản nhưng lại phi thường không đơn giản nguyện vọng, thời điểm đó Tô Thị A Thập Lục thiên kiếp tổn thương không chỉ có thương tại nhục thân, còn thương tới hồn phách, phi thường khó giải quyết. Hiện tại, A Thập Lục điều tâm nguyện này đã thực hiện. Tô Thị A Thập Lục giơ lên cao cao tống thư hàng đầu nói. Đồng thời, nàng trong lồng ngực lưu ly trái tim đạp xuống chân ga,
khiêu động bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương. Sở các chủ ngốc mau, cái kia cưới Thư Hàng là chuyện gì xảy ra? Đó là A Thập Lục ban sơ tâm nguyện thăng cấp bản. Tô thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng có chút trầm mặc. Lúc này hắn đã chú ý tới, Tô thị A Thập Lục tại giới thiệu tâm nguyện quá trình bên trong, một mực đang dùng A Thập Lục đến xưng hô chính nàng. Mặc dù có chút manh, nhưng ở lúc này, nàng lặp đi lặp lại dùng A Thập Lục đến tự xưng lúc, để Tống Thư Hàng cảm giác có chút không thích hợp. Khóe mắt của hắn nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, sau đó phát hiện, Bạch Long tỷ tỷ tựa hồ cũng cau mày, đang suy tư điều gì. Long Mộ An tĩnh lại, chỉ để lại Lưu Ly tim đập tiếng vang. Tô thị A Thập Lục tựa hồ tại khẩn trương, Tống Thư Hàng cũng khẩn trương một thớt. Đầu óc hắn hiển hiện mấy cái suy đoán. Mà những suy đoán này bên trong, lại có nhiều hơn phân nửa, khiến cho người lo nghĩ. Lưu Ly trái tim khiêu động, như trước đang vững vàng gia tốc. Tại cảm giác đến Lưu Ly trái tim khiêu động không sai biệt lắm đạt tới cực hạn về sau, Tống Thư Hàng rốt cục tại nội tâm vì chính mình làm tốt kháng trùng kích chuẩn bị. Sau đó, hắn kiên trì hỏi, A Thập Lục. Đây chính là Tống Thư Hàng khẩn trương nguyên nhân. Tô thị A Thập Lục Thiên Hà Tô thị cuối cùng thí luyện chi pháp quá trình bên trong, có trên trăm cái khác biệt tiểu thập lục bị thu thập. Mà trước mắt Tô thị A Thập Lục, vẫn là ban sơ cái kia sao? Có thể hay không, đã lặng lẽ biến thành Tô thị A Thập Lục. Đã từng Tống Thư Hàng liền từng có song tương tự lo lắng, hắn lúc đó lặng lẽ đối A Thập Lục sử dụng tới xem xét bí pháp, cũng hướng Bạch Long tỷ tỷ chứng thực qua. Lúc trước đáp án đều chỉ hướng A Thập Lục vẫn như cũ là A Thập Lục, cho dù là hóa rồng, nhưng nàng trên bản chất cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Nhưng giờ đây, Tống Thư Hàng nội tâm không cách nào lại vững tin trước đó đáp án. Bởi vì, trước mắt Tô thị A Thập Lục mỗi tiếng nói cử động, đều lộ ra quái dị. Lại nghĩ lại, kỳ thật từ A Thập Lục xuất quan thời điểm trở đi, liền phát sinh một chút biến hóa. Lúc trước Tống Thư Hàng coi là đây là A Thập Lục tại kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh, sinh tử luân chuyển về sau, trong tính cách cải biến. Nhưng bây giờ, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Tống Thư Hàng nhìn qua Tô thị A Thập Lục bờ môi, chờ đợi lấy nàng mở miệng trả lời. Nội tâm của hắn đã làm tốt nghênh đón kết quả xấu nhất dự định. Bất quá, nếu như trước mắt là A Thập Lục, hắn có thể bình tĩnh đối mặt nàng sao? Liên Bạch Long tỷ tỷ cũng chằm chằm vào A Thập Lục. Tựa hồ liền nàng cũng không có phát giác được phương diện này dị trạng. Lại hoặc là, Bạch Long tỷ tỷ kỳ thật tại nhập thân vào A Thập Lục trên người lúc, tiếp xúc đến một mực chính là A Thập Lục. Phía dưới, Tô thị A Thập Lục lắc đầu, không phải. Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đó là Thury, sở các chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng vừa tùng đến một nửa khí, lại giấu ở lồng ngực, không thể đi lên, sượng mặt. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng nguyên bản thoáng tâm bình tĩnh nhảy, lại lập tức ra tốc lên. Bồn chồn một dạng tiếng tim đập, khiến cho bạch cốt tiên cơ, phượng nghi cầm chủ các loại chờ tiên tử hiếu kỳ. Đến cùng Tống Thư Hàng đầu tại Bạch Long tỷ tỷ nơi đó kinh lịch chuyện gì, cái này tim đập làm sao lại giống đang diễn tấu tướng quân làm, nhịp trống dày đặc. Là đang chơi rất kích thích trò chơi sao? Bạch tiền bối suy tư nói, quay lại chúng ta hỏi một chút Thư Hàng hắn đang chơi cái gì, lời nói thú vị, chúng ta cũng chơi đùa. Bạch tiền bối, ý kiến hay. Vũ Nhu Tử đồng ý nói. Có thể để Tống tiền bối tim đập rộn lên thành dạng này, nhất định là rất thú vị trò chơi a. Cũng không phải Thury, không phải là các người nghĩ như vậy. Tô thị A Thập Lục nói, thí luyện rất thuận lợi, A Thập Lục tồn tại chưa từng bị thay thế qua. Tống Thư Hàng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở góc độ của hắn, hay là hy vọng A Thập Lục thí luyện có thể thuận lợi thành công, không ra vấn đề, không nên xuất hiện hoặc Thury loại hình. Người tổng là tự tư, Tống Thư Hàng cũng làm không được đối bất cứ chuyện gì cũng không có tư bình đẳng. Như vậy. A Thập Lục ngươi bây giờ là trạng thái gì? Sở các chủ ngốc mau hỏi thân là người đứng xem, nàng xem rõ ràng nhất. Tô thị A Thập Lục trả lời, hừm, từ trạng thái phương diện mà nói. Ta đại khái xem như Tô thị A 16, một đi. Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ. Đây là thiên hà thí luyện cần trả ra đại giới, hoặc là nói, là thí luyện một bộ phận. Tô thị A Thập Lục giải thích nói. Tương đối tới gần trạng thái. Hẳn là mô phỏng nhân cách loại mô thức này. Cái này vừa là thí luyện đại giới,
cũng là vì hoàn thành thí luyện một bước cuối cùng một loại bảo đảm. Dùng chủ động mô phỏng nhân cách thứ hai, để thay thế bản thể trở thành tiếp nhận tất cả tiểu thập lục tin tức hội tụ chung chuyển đầu. Đồng thời, cũng phòng ngừa tại thí luyện sau khi hoàn thành, chủ nhân cách bị đông đảo tiểu thập lục hội tụ tin tức trùng kích, chia ra thành trên trăm cái ý thức. Cái kia, A thập lục chủ nhân cách, Tống Thư Hàng hỏi. Vẫn luôn tại, bất quá ở vào hậu trường vận chuyển bên trong. Tỷ như hiện tại, chủ nhân cách cũng tại vận chuyển. Chỉ là vì tránh cho ngoài ý muốn, còn cần bảo trì loại trạng thái này một đoạn thời gian. Tô Thị A thập lục nói, vốn là, chúng ta cho là mình có đầy đủ thời gian, chậm rãi bồi bạn ngươi, bồi dưỡng cảm ngộ, nước chảy thành sông. Tốt nhất có thể chống đến Tô Thị A thập lục chủ nhân cách trở về đến sân khấu hình thức. Nhưng là, Tống Thư Hàng tốc độ lên cấp, quá nhanh. Nhanh đến Tô Thị A thập lục không ngừng cải biến bản thân tiết tấu, cũng không kịp. Cũng không lâu lắm, Thư Hàng liền tuyệt dục. Sở dĩ, không thể lại chờ đợi, Tô Thị A thập lục đối Tống Thư Hàng sau lưng nói, linh quỷ tiên tử. Tống Thư Hàng sau lưng, một đôi cánh tay duỗi ra. Linh quỷ tiên tử ôm cổ của hắn, tung bay hiển hiện. Nếu không phải Tống Thư Hàng phi đầu thuật còn giữ một đoạn cổ, cái kia linh quỷ tiên tử hiện thân thời điểm, tư thế hẳn là bưng bít lấy miệng của hắn treo ở đầu hắn đằng sau bay. Ngự đầu phi hành thuật, kéo đao thuật phiên bản. Sở các chủ ngốc mao cũng có chút tò mò ngắm nhìn linh quỷ tiên tử, nàng không biết lúc này, Tô Thị A thập lục đem linh quỷ tiên tử gọi ra tới làm gì. Vốn là, sở các chủ ngốc mao đều quyết định muốn lặng lẽ độn trở lại hạch tâm thế giới đi. Dù sao tiếp xuống nội dung cốt truyện, thấy thế nào đều là Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục tình cảm hí. Từ viễn cổ thời đại trở đi, về mặt tình cảm một mực không có tu thành chính quả sở Quỳnh Quỳnh tiên tử, nhất không thể gặp loại cảm tình này hí kịch tình rất đau đớn. Trước mắt nàng, không có chút thiên dưới có tình nhân sẽ thành huynh muội, đều là nàng lòng dạ rộng lớn. Bất quá, đương linh quỷ tiên tử đăng tràng về sau, sở Quỳnh Quỳnh tiên tử liền quyết định đem bản thân ngốc mao lưu lại. Nàng phải xem lấy Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử, đừng cho nàng gây sự, nhưng cũng không thể để nàng bị Tống Thư Hàng hiếp đáp. Linh quỷ tiên tử, Tô Thị A thập lục đầu tiên là buông ra ôm Tống Thư Hàng đầu cánh tay, sau đó duỗi ra bản thân đầu ngón tay, đón lấy linh quỷ tiên tử. Tại Tống Thư Hàng cùng sở các chủ ngốc mao ánh mắt nghi hoặc bên trong, linh quỷ tiên tử duỗi ra mình có thể định lượng, gần như trong suốt cánh tay, bắt lấy Tô Thị A thập lục bàn tay. Hai ngón tay thon dài đầu ngón tay nắm chặt, mười ngón đan sen. Sau một khắc, linh quỷ tiên tử rời đi Tống Thư Hàng cổ, nhẹ nhàng bơi tới Tô Thị A thập lục bên người, dung nhập thân thể của nàng. Trước mấy thời gian, linh quỷ tiên tử cùng Tô Thị A thập lục định ra rồi lâm thời khế ước, cũng tại Tô Thị A thập lục trong thân thể ở một đoạn thời gian. Xem ra, đang mượn đêm trong đoạn thời gian đó, giữa các nàng ước định một ít chuyện. Hai vị tiên tử mười ngón đan sen. Lưu lại Tống Thư Hàng đầu lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở hư không bên trong. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã mất đi Tô Thị A thập lục ôm ấp cùng linh quỷ thiên tử ôm. Một loại quỷ dị tịch mịch cảm giác xông lên đầu. Cứ như vậy, giữa chúng ta mâu thuẫn, cũng không phải là vấn đề. Tô Thị A thập lục lên tiếng nói. Những lời này của nàng, thanh âm tự mang hai cái trái phải tiếng nói cảm giác. Trái tiếng nói là Tô Thị A thập lục thanh âm. Phải tiếng nói là linh quỷ tiên tử thanh âm. A thập lục duỗi nhẹ tay quơ nhẹ qua lồng ngực của mình, lồng ngực bên trong khiêu động lưu ly trái tim là linh quỷ tiên tử yêu nhất nơi ở. Nàng và linh quỷ tiên tử hiện tại là quan hệ hợp tác. Nếu như, linh quỷ tiên tử một mực cùng Tống Thư Hàng duy trì đồng bộ, một mực tiếp tục kéo dài, cái kia cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ triệt để trở thành Tống Thư Hàng dáng vẻ. Mặc dù bởi vì nàng tính chất đặc thù, nàng vẫn như cũ có thể duy trì bản thân độc lập nhân cách. Nhưng nàng tư duy hình thức, phương thức nói chuyện, hành động phương thức, yêu thích, cảm thấy hứng thú đồ vật, toàn bộ sẽ cùng Tống Thư Hàng đồng bộ. Linh quỷ cùng chủ ký sinh ở giữa, chính là như thế quan hệ đặc thù. Cuối cùng rồi sẽ dần dần trở thành một thể. Sau đó, Thư Hàng, đến ngươi. Tô Thị A thập lục lại đối Tống Thư Hàng đầu nói, đồng thời nàng lần nữa duỗi tay, đối Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, ta cũng phải giống như linh quỷ tiên tử tiến vào trong cơ thể của ngươi. Tô Thị A thập lục khuôn mặt nhỏ có chút nhiễm lên một quái đỏ bừng. Ba sở các chủ ngốc mau dùng sức đánh Tống Thư Hàng sọ não. Nhưng ta không linh quỷ tiên tử chức năng này. Tống Thư Hàng ngưng tụ ra tóc tay,
cùng Sở Các Chủ ngốc mau đối kháng lên, giờ đây hắn nhưng là Trảm Tam Thi Kiếp Tiên cảnh giới, coi như không mượn dùng bất luận ngoại lực gì, đơn thuần chỉ khống phát đối kháng, cùng Sở Các Chủ ngốc mau giao phong chí ít cũng có thể chống đỡ thật nhiều hiệp. Ta có giống như linh quỷ tiên tử công năng, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ. Tống Thư Hàng, A Thập Lục cũng có thể phụ thân đến trên người hắn. Ngẫm lại, còn rất tốt. Bất quá chức năng này, về sau chúng ta lại nếm thử. Tô Thị A Thập Lục bàn tay đối Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tóc nhẹ nhàng hất lên, lần nữa ngưng tụ ra một đầu bím tóc bàn tay, cùng Tô Thị A Thập Lục bàn tay đan xen. Bạch Long tỷ tỷ, ta cần ngươi hỗ trợ. Tô Thị A Thập Lục kêu. Ta hiểu được, Bạch Long tỷ tỷ thân hình trong hư không du động, dùng thân thể vẽ một vòng tròn. Một cái không gian bị mở ra. Chính là chứa trên trăm cái tiểu thập lục quan tài thủy tinh đặc thù thế giới. Đi, đi theo ta, Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục nắm lấy Tống Thư Hàng bím tóc bàn tay, hướng cái không gian kia bước đi. Bạch Long tỷ tỷ treo trở lại cổ nàng bên trên, hóa thành chân long bì khăn quàng cổ. Sở Các Chủ ngốc mau dùng người đứng xem góc độ nhìn lấy một màn này, cảm giác tựa như là cái tiểu cô nương khả ái, trong tay nắm một cái Tống Thư Hàng đầu khí cầu, vui vẻ hướng một cái tràn đầy quan tài không gian trung hành đi. Quả nhiên là phim kinh dị, Sở Các Chủ ngốc mau thầm nghĩ trong lòng. Một màn này nếu như vỗ xuống đến, đều không cần tiến hành hậu kỳ gia công, chỉ cần phối cái âm trầm âm nhạc, loại kia âm lãnh hiệu quả liền tới. Quả nhiên ta trước đó tại phỏng đoán lấy tình cảm hí, đều là không tồn tại. Sở Các Chủ thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng trên người muốn phát sinh bình thường tình cảm hí, căn bản không có khả năng. Họa phong quá sai lệch. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ tiến vào quan tài thủy tinh thế giới. A Thập Lục muốn làm gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Sở Các Chủ ngốc mau chính đầy trong đầu phim kinh dị nội dung cốt truyện, vô ý thức muốn ra kinh dị suy đoán, nói, chẳng lẽ là muốn đem Tống Thư Hàng đều bỏ vào quan tài thủy tinh bên trong, táng đến cái không gian này? Ý kiến hay, Bạch Long tỷ tỷ nói. Ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Tô Thị A Thập Lục nắm Tống Thư Hàng bím tóc, nàng hít sâu, sau đó tế ra bản thân bản mệnh bảo đao. Dù hình dáng bản mệnh bảo đao hiển hiện, A Thập Lục một cái tay khác bắt lấy cán dù nhẹ nhàng co lại, quất ra thẳng lưỡi đao thân đao tới. Nàng kích hoạt đao ý, họa đạo cùng đao đạo kết hợp đặc thù đao ý hiển hiện. Tại dưới chân của nàng có một bộ lĩnh vực bức tranh triển khai, đem Tống Thư Hàng, nàng, Bạch Long tỷ tỷ, Sở Các Chủ ngốc mau toàn bộ bao khỏa. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trước mắt của mình hiển hiện một tầng kịch liệt đại quang. Tựa như là thức đêm sau muốn ngủ lấy lại sức, nhưng ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua quên kéo màn cửa sổ, trực tiếp chiếu vào trên ánh mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy trướng mắt ánh mặt trời. Hợp kim titan mắt chó đều muốn không chịu nổi loại này tổn thương. Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác mình thân thể biến hoàn chỉnh, nguyên bản chỉ có một cái đầu lâu hắn, tại trận này quang mang chói mắt bên trong, thu được toàn bộ thân thể. Nhưng trên đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau, nhưng không thấy. Loại cảm giác này, nhập mộng, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Hắn nhập mộng nhiều lần như vậy, đối nhập mộng cảm giác rất rõ ràng, loại kia tức giống như là hiện thực, lại như là mộng trạng thái đặc thù, phi thường đặc biệt. Mà bây giờ, hắn liền ở vào tương tự trạng thái. Tống Thư Hàng, lại là họ Tống gia hỏa sao? Lúc này, một cái ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm, tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng, chúng ta Thiên Hà Tô thị nữ hài, tổng là dễ dàng cùng họ Tống gia hỏa dây dưa không rõ. Nữ tử kia thanh âm tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, ta họ Tống, nhưng ta rất hiền lành. Vị này tiên tử, ngươi nhưng chớ có đem ta ngộ nhận thành những người khác a. Ngươi là rất kỳ quái, rất mâu thuẫn tồn tại. Bọn hắn có đôi khi có thể hấp thu vết xe đổ, tận lực đi tránh đi đã từng rơi qua hố. Nhưng có đôi khi, ngươi lại sẽ lặp đi lặp lại không ngừng tại cùng một cái trong hố không ngừng lấy các loại khác biệt tư thế rơi xuống. Tống Thư Hàng bị hố nhiều hơn, cũng liền học xong cảnh giác. Bị đánh nhiều người, rốt cục học được thế nào bị đánh. Thế là, tại cảm giác đến cái này ôn nhu cảm tính thanh âm ngữ khí không đúng lắm thời điểm, Tống Thư Hàng quyết định tự cứu, không thể bằng bạch chịu một trận xã hội đánh đập. Dù sao, người là sẽ tổng kết quá khứ kinh nghiệm sinh vật có trí khôn. Cái kia, đầu tiên nói rõ, ta không phải Tống đầu gỗ. Muốn đánh Tống Thư Hàng trước nhìn kỹ rõ ràng.
Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tống đầu gỗ, ai vậy, ta tại sao phải đánh hắn? Cái kia ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm ngược lại nghi ngờ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng. Vị này tiên tử tỷ tỷ, kịch đài lời kịch không khớp a. Nhưng là, không khớp thật sự là quá tốt. Điều này đại biểu lấy lộ chuyển phong hồi hữu nhất thôn. Ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm lại hỏi, chẳng lẽ là một cái khác vị cùng ta thiên hà tô thị nữ hài sinh ra qua dây dưa họ Tống gia hỏa. Mà lại, còn làm qua việc trái với lương tâm. Không, không phải, không có. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời tại phát hiện không phải Tống đầu gỗ nổi về sau, Tống Thư Hàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm động cảm xúc. Rốt cục hắn họ Tống tiền bối nổi, thật tốt. Mà lại, muốn đánh cái kia Tống đầu gỗ lời nói, tại sao phải đánh ngươi? Các ngươi đối với ta thiên hà tô thị nữ hài làm qua cái gì? Ôn nhu cảm tính thanh âm truy vấn. Không, tiên tử ngươi đừng hiểu lầm, ta là bị hố qua mấy lần, cho nên mới sẽ hình thành dạng này phản xạ có điều kiện. Tống Thư Hàng khoát tay áo, giải thích nói, ta trước đó gặp gỡ qua các vị tiền bối tiên tử, bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân, ta bị hố qua mấy lần. Trong đó chua xót đắng chát, thực sự một lời khó nói hết. Bất quá, chỉ muốn tiền bối ngươi cùng Tống đầu gỗ không quan hệ liền tốt. Mặt khác, tiền bối ngươi không thể bởi vì dòng họ vấn đề đi kết luận một cái người. Thiên hạ họ Tống người sao mà nhiều vậy? Nhiều như vậy cái họ Tống người bên trong, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái sẽ làm sự. Nhưng không thể bởi vì như thế một hai người, liền để toàn bộ họ Tống người đều cõng nổi đúng không? Tống Thư Hàng lại nói. Ngươi ngược lại là cái biết nói chuyện, tự cùng lúc trước Tống đạo hữu một dạng. Ôn nhu cảm tính thanh âm cười nói. Tống Thư Hàng. Tiên tử ngươi đừng làm rộn, đừng có lại đem ta hướng ngươi nhận biết cái kia Tống đạo hữu mô bản bên trong đi chụp vào, lại như thế bộ xuống dưới. Coi như không có việc gì đều muốn biến thành có việc. Người chỉ muốn trong lòng có một cái suy nghĩ về sau, liền sẽ không tự chủ được hướng cái này suy nghĩ đi lên dựa vào tựa như là mọi người hoài nghi người nào đó là kẻ trộm về sau, liền sẽ cảm giác hắn làm chuyện gì cũng giống như tiểu thâu, dù là đối phương chỉ là đi đi ngoài đều sẽ cảm giác hắn đi ngoài tư thế có vấn đề. Người lo lắng sự tình thật là có thú, ân, người gương mặt này cũng có thú, nhìn lấy mặt của ngươi. Ta mơ hồ liền có thể đoán ra ngươi ý nghĩ đến, rất là thần kỳ. Ôn nhu cảm tính thanh âm lại nói. Tống Thư Hàng. Ân, dù cho không sử dụng cường giả giám định thuật hắn cũng có thể xác định vị này tiên tử, nhất định là vị đỉnh cấp đại lão. Rất có thể là thiên hà tô thị ẩn tàng đại lão. Bởi vì hiện tại, có thể đối với hắn sử dụng đọc mặt thuật, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm đại lão. Kém nhất cũng là bước ra bản thân trường sinh chi đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên. Nhưng loại chuyện này biết liền tốt, nói thẳng ra đại gia nhiều xấu hổ. Không biết a, ta cảm giác ta nhìn mặt của ngươi, chúng ta liền có thể hoàn thành giao lưu, dạng này bắt đầu giao lưu cũng không phiền hà. Ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm lại nói, ngươi không cần nghĩ lung tung, ta cùng lúc trước Tống đạo hữu ở giữa không phải ngươi đoán cái chủng loại kia tình huống. Ta cùng hắn ở giữa dây dưa đến từ chúng ta đối đạo lý giải khác biệt, ở phương diện này sinh ra kịch liệt luận bác, thậm chí xuất thủ đánh vài khung, nhưng cũng không thuộc về tình cảm phương diện. Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác, ta nói chúng ta thiên hà tô thị nữ hài cùng họ Tống dễ dàng phát sinh dây dưa, cũng là có số liệu ủng hộ. Theo quan sát của ta, chúng ta thiên hà tô thị hậu bối nữ hài bên trong, chỉ ít có hơn một nửa đã từng cùng họ Tống gia hỏa từng có các loại quan hệ. Cái kia ôn nhu cảm tính thanh âm nói. Tống Thư Hàng. Tu chân giới họ Tống đạo hữu như thế phát đạt. Vậy tại sao ta liền cơ hồ không gặp gỡ mấy cái họ Tống? Bất quá lý trí nói cho hắn biết, không cần ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Dù sao hắn cũng là họ Tống, vạn nhất mà lấy trò chuyện, gài bẫy bản thân làm sao bây giờ? Ta cùng lúc trước Tống đạo hữu mâu thuẫn dây dưa, chủ yếu là đối với thế nào để cho mình hảo hữu. Tộc nhân cùng hưởng trường sinh chi đạo khả năng này bên trên, có tranh chấp. Có thể là thông qua đọc mặt thuật đọc được Tống Thư Hàng nội tâm suy nghĩ, cái kia ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm thuận thế lặng lẽ rời đi chủ đề. Tống Thư Hàng sờ lên mặt mình, cố gắng bày ra một trương nghiêm túc, mặt không thay đổi trạng thái, hỏi, cùng hưởng trường sinh chi đạo. Loại chuyện này, có khả năng sao? Người biết phiến cổ thiên đình sao? Ôn nhu cảm tính thanh âm hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, biết. Mà lại, ta đối viễn cổ thiên đình rất quen, trước đó không lâu thiên đế liền bị ta chém chết.
mặc dù là chính nàng tìm chết. Đương nhiệm thiên đế trước đó chạy, còn quản ta gọi Tống tiền bối đây. Tại trò chuyện lên viễn cổ thiên đình lúc, Tống Thư Hàng khó tránh khỏi trong lòng có xúc động, căng thẳng biểu lộ cũng thư giãn giây lát. Sở dĩ Tô thị vị này đại lão cấp tiên tử, đọc đến bộ phận tin tức. Đột nhiên cảm giác cùng ngươi trò chuyện không nổi nữa, ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm trả lời. Ta và ngươi sách viễn cổ thiên đình, kết quả ngươi bên kia vừa đem thiên đế chém. Viễn cổ thiên đình chẳng lẽ cùng hưởng trường sinh chi đạo có quan hệ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Là, có nhất định quan hệ. Thiên đế thiên đình đại đạo phi thường đặc thù, bao hàm toàn diện, có dung thiên hạ vạn vật khoáng đạt. Nói thật đầu này trường sinh chi đạo, đơn giản vượt qua trường sinh giả hạn định. Tựa như là đứng ở một cái góc độ cao hơn, đến giải đọc trường sinh chi đạo, sau đó ngộ ra trường sinh chi đạo. Ôn nhu cảm tính thanh âm, đối thiên đình chi đạo tựa hồ phi thường tôn sùng. Mà lại, có thiên phú đủ cường đại, nhưng bằng tự thân muốn chứng đạo trường sinh nhưng lại kém một đường tu luyện giả. Tại gia nhập thiên đình về sau, liền có cơ hội mượn nhờ thiên đình chi đạo, ngưng tụ ra trường sinh chi đạo tới. Mặc dù loại này trường sinh chi đạo, sẽ ký thác vào thiên đế thiên đình chi đạo bên dưới nhưng cái này, cũng là hàng thật giá thật trường sinh. Ôn nhu cảm tính thanh âm nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói, Phượng Nghi cầm chủ. Phượng Nghi cầm chủ, kỳ thật chính là loại trạng thái này. Nàng là gia nhập viễn cổ thiên đình về sau chứng đạo trường sinh. Trường sinh chi đạo hạn định tại thiên đình chi đạo. Sở dĩ, thiên đình phá diệt về sau, nàng cần thu thập đại lượng thiên đình mảnh vỡ, ổn định bản thân cảnh giới trường sinh. Theo vị này thiên hà Tô thị trưởng bối tiên tử tự thuật, Tống Thư Hàng đối với thiên đình chi đạo càng thêm lý giải, trong đầu một cái thiên đình chi đạo văn bản tài liệu bao, bắt đầu giải nén. Đây là chém giết thiên đế nguyên thần về sau, thiên đế nguyên thần bên trong lưu lại bộ phận thiên đình chi đạo cống lúc ấy đột nhiên nhập mộc. Xâm nhập thiên đế cho kim quái đảo chủ truyền thừa thiên đế chi vị lúc, đồng bộ đến bộ phận thiên đình chi đạo. Đương nhiên, giờ đây thiên đình chi đạo đã là kim quái đảo chủ trường sinh chi đạo, Tống Thư Hàng coi như hoàn toàn lý giải bộ phận này thiên đình chi đạo tin tức, cũng vô pháp thông qua loại phương pháp này chứng đạo trường sinh. Bất quá viễn cổ thiên đình trường sinh chi đạo, hắn có thể tham khảo rất nhiều nội dung. Nói không chừng tương lai, cũng có thể phát huy được tác dụng. Trước đó thiên đế trường sinh chi đạo Tống Thư Hàng lý giải không được, phần lớn tri thức chỉ có thể giống phai nén một dạng, tồn trữ tại ký ức chỗ sâu. Mà cùng vị này thiên hà Tô thị đại lão tiên tử trao đổi thời điểm, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy hiểu ra, thu hoạch rất nhiều. Mặt khác, giảng đến nơi đây lúc, Tống Thư Hàng đã mơ hồ đoán được một số tin tức, sở dĩ, Tô thị tiên tử ngươi trường sinh chi đạo, liền có tham khảo viễn cổ thiên đình trường sinh chi đạo sao. Vị này thiên hà Tô thị đại lão tiên tử, chỉ sợ sẽ là thiên hà Tô thị thủy tổ cấp tồn tại. Mà lại, Tô thị A thập lục thiên hà Tô thị cuối cùng thí luyện hẳn là tự cùng vị này Tô thị tiên tử có quan hệ. Thậm chí khả năng cùng nàng trường sinh chi đạo có quan hệ. Ngươi đoán không lầm, ôn nhu cảm tính thanh âm đáp, nhưng ta trường sinh chi đạo, chung quy so ra kém thiên đình chi đạo, ta có thể làm phi thường có hạn, liền ngay cả mình có thể phù hộ đến tộc nhân. Số lượng cũng có hạn chế, hiệu quả cũng không đạt được viễn cổ thiên đình hiệu quả. Đây chính là thiên hà Tô thị có số tự đạo hiệu truyền thừa nguyên nhân sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bởi vì Tô thị A thập lục ban sơ cũng không gọi A thập lục, nàng là tranh thủ đến Tô thị A thập lục cái này đạo hiệu về sau, đem tên của mình từ bỏ, kế thừa A thập lục đạo hiệu. Mà tại kế thừa Tô thị A thập lục cái tên này quá trình bên trong, thiên hà Tô thị còn sẽ có một cái nghi thức. Hiện tại xem ra, đây cũng là thu hoạch được Tô thị đại lão tiên tử phù hộ quá trình. Mà ngươi tiếp đó sẽ tiến vào A thập lục mở ra bên trong không gian này, tiến hành thí luyện kết thúc khâu. Cái này khâu, Tô thị A thập lục sẽ cần hỗ trợ của ngươi. Đi thôi, không cần lo lắng ngoại giới thời gian, cái này thí luyện không gian bên trong, thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới khác biệt. Dự tính chờ ngươi đi ra về sau, hiện thế nhiều nhất đi qua một ngày tả hữu thời gian. Ôn nhu cảm tính thanh âm nhắc nhở nói. Một ngày tả hữu, như thế rất tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thô sơ giản lược tính ra, đi ra sau vừa vặn có thể bắt kịp vượt đêm giao thừa. Cổ vũ, Tô thị đại lão tiên tử thanh âm chậm rãi nói, thanh âm càng xa. Tiên tử chờ một lát, ngươi trường sinh chi đạo đã cùng viễn cổ thiên đình có chút cùng loại, trên thực tế cũng đã chứng minh ngươi loại này trường sinh chi đạo khả thi. Như vậy cùng ngươi ý kiến tương phản.
thậm chí bởi vì quan điểm khác biệt cùng ngươi đánh qua vài khung Tống đạo hữu, quan điểm của hắn là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế, quan điểm của hắn cũng không phải là toàn sai. Cuối cùng, ta trường sinh chi đạo cũng có một bộ phận sử dụng hắn luận điểm. Ngươi thấy cái kia trên trăm cái tiểu thập lục, chính là dùng hắn luận điểm, kết hợp ta trường sinh chi đạo tác phẩm. Tô thị đại lão tiên tử thanh âm đã thấp đến cơ hồ nghe không rõ ràng, hắn đưa ra qua rất nhiều ý nghĩ, có để rất nhiều người lặp đi lặp lại chứng đạo cùng khoản trường sinh chi đạo lý luận, có để nhiều cái cá thể đồng thời bước vào một đầu trường sinh chi đạo lý luận. Dù là cảnh giới không có đi lên, chỉ có trường sinh đặc thù cũng được. Không thể không thừa nhận, hắn rất nhiều ý nghĩ, phi thường có sáng tạo. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư. Nhiều cái cá thể sử dụng cùng khoản trường sinh chi đạo. Các thiên tài não mạch kín, đều như thế đặc thù. Vị này ý nghĩ mạch suy nghĩ, đã có thiên đạo bạch mấy phần hương vị. Tống Thư Hàng còn muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng là Diệu Mù ánh mắt hắn bạch sắc quang mang đã tản ra biến mất. Sau đó, là Tô Thị A thập lục thí luyện kết thúc khâu. Cũng là Tống Thư Hàng có thể mượn cơ hội đi thể nghiệm một chút vị kia Tô Thị đại lão tiên tử trường sinh chi đạo cơ hội. Theo ta trước đó loại kia cùng loại nhập mộng vi diệu thể nghiệm. Tiếp đó, chẳng lẽ muốn nhập mộng cùng Tô Thị A thập lục tương quan nội dung cốt truyện? Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán nói. Trong lúc đang suy tư, trước mắt hắn tia sáng tối sầm lại. Theo lý thuyết đối với hắn cảnh giới này tồn tại tới nói, tia sáng tối không tối đã không cách nào ảnh hưởng thị giác hiệu quả. Thậm chí cho dù là khu suất trong mắt của mình, hắn cũng có rất nhiều loại thủ đoạn đến nhìn bên cạnh hết thảy. Nhưng lúc này, hắn ánh mắt đang nhận được tia sáng ảnh hưởng. Chung quanh đồ vật nhìn không quá rõ ràng. Chẳng lẽ, là trở thành Tô Thị A thập lục, chính là nhập mộng đối tượng biến thành A thập lục loại kia trạng thái. Chính đương Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, bên cạnh có một bóng người xoay người lại. Là A thập lục, Tống Thư Hàng. Đồng thời, hắn rốt cục thấy rõ bên cạnh hoàn cảnh. Là tại một bộ trong quan tài. Hắn các loại Tô Thị A thập lục hai người. Nhưng không phải quan tài thủy tinh. Lúc này Tống Thư Hàng rốt cục thể nghiệm đến sở các chủ ngốc mao trước đó tâm tình vốn cho rằng là lãng mạn nội dung cốt truyện, nhưng vào mắt lại là phim kinh dị bắt đầu. Nha, A thập lục, Tống Thư Hàng cười chào hỏi. Tại hắn bên cạnh, Tô Thị A thập lục cuộn thành một đoàn, quay người sau nàng liền không nói một tiếng. Tống Thư Hàng chầm chầm vào nàng, nàng cũng chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Là thời điểm biểu diễn ta vậy kỹ, Tống Thư Hàng hít sâu, chuẩn bị kỹ càng cảm xúc. Sau đó, hắn thâm tình nhìn về phía trước mắt Tô Thị A thập lục, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng là trước mắt Tô Thị A thập lục mặt không biểu tình, liền liền trong ánh mắt cũng không có một tia tình cảm ba động. Băng lãnh như cái không có tình cảm sát thủ. Tống Thư Hàng chuẩn bị đến một nửa cảm xúc, đều lạnh thấu. Cái kia, A thập lục, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đối diện, Tô Thị A thập lục không nhúc nhích, vẫn như cũ không có tình cảm. Tống Thư Hàng. Bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt cũng không nháy mắt. Sau đó, một ngày đi qua. Thí luyện không gian bên trong một ngày. Tống Thư Hàng thở dài, nhắm lại có chút không thói quen mí mắt liền xem như hắn, con mắt không nháy mắt một chút ủng hộ cả ngày, cũng có chút khó chịu. Nhưng là, đối diện Tô Thị A thập lục mí mắt liền không có động đậy một chút, đôi kia không có tình cảm con mắt nhìn chằm chằm hắn một ngày. Thở dài về sau, Tống Thư Hàng mở to mắt. Sau đó, hắn phát hiện tràng cảnh đã phát sinh biến hóa. Tại một gốc to lớn vô cùng cự hạ, hắn cùng Tô Thị A thập lục cũng xếp hàng ngồi. Nguyên bản không có tình cảm Tô Thị A thập lục, lần này lại biến cái bộ dáng. Nếu như nói trước đó A thập lục như cái không có tình cảm sát thủ, vậy bây giờ A thập lục tựa như là cái. Thiên hòa trưởng bối. A thập lục, Tống Thư Hàng nói. Hừm, Thư Hàng, ta tại. Tô Thị A thập lục duỗi tay. Giống đối đãi hài tử một dạng sờ lên Tống Thư Hàng đầu, sau đó cầm trong tay không biết tên đồ ăn vặt đưa cho Tống Thư Hàng, cưng chiều nói, ăn sao? Tạ ơn, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, kinh nghiệm phong phú hắn lập tức liền trong lúc mơ hồ phát giác ra. Những thứ này, sẽ không đều là tiểu thập lục A. Tô Thị A thập lục thí luyện bên trong, thế nhưng là góp nhặt trên trăm cái tiểu thập lục. Chẳng lẽ, hắn muốn đem trên trăm cái tiểu thập lục đều đối mặt một lần? Cái này trên trăm cái tiểu thập lục cùng Tô Thị vị kia tiên tử ở giữa lại là cái gì quan hệ? Mà lại,
những thứ này tiểu thập lục là từ đâu đến? Bọn hắn có được khác biệt tính cách, thậm chí, tựa hồ có được chính mình một đoạn nhân sinh. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng duỗi ra tay phải của mình, lặng lẽ tới gần bên cạnh vị này trưởng bối tính cách A thập lục. Xem xét một phát thử xem. Lần này cần giám định nội dung, dính đến vị kia Tô Thị Tiên Tử trường sinh chi đạo. Xem xét trường sinh chi đạo muốn bỏ ra xem xét đại giới, khẳng định không nhỏ. Bất quá Tống Thư Hàng bản thể cảnh giới cũng ở vào trảm tam thi kiếp tiên loại này yếu. Trường sinh giả cảnh giới, lại thêm hắn giờ đây đặc thù nhục thân, xem xét trường sinh chi đạo cũng không cần lo lắng bạo thể mà chết. Chỉ muốn sẽ không bạo thể, chỉ là làm đau lời nói, ngược lại không có quan hệ gì. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng bàn tay lặng lẽ đặt tại bên cạnh tiểu thập lục trên cánh tay. Băng băng lãnh lạnh xúc giác. Vị này tiểu thập lục hơi sững sờ, sau đó nàng thuận thế bắt lấy Tống Thư Hàng bàn tay, hai tay dắt tại cùng một chỗ. Tô Thị A thập lục thiên hà hóa thân, đây là nàng đã từng tại trở thành Tô Thị A thập lục nghi thức bên trên, mượn nhờ thiên hà Tô Thị tiên tử trường sinh chi đạo, hình chiếu đến chư thiên vạn giới, diễn hóa nhân sinh đặc thù hình chiếu hóa thân. Thiên hà hóa thân cấu thành quá trình, tham khảo thiên vạn hóa thân pháp. Một loại châm cứu cắm châm lúc hơi đau cảm giác xông lên đầu. Xem xét đại giới từ hạch tâm thế giới nhục thân quét thẻ thanh toán. Tô Thị đại lão tiên tử danh tự cứ nhiên xem xét không ra, đây là vị kia Tô Thị trường sinh giả tiên tử đang cố ý giấu giếm. Bằng Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ, nếu là cứng rắn muốn xem xét, chịu trả giá thật lớn, hẳn là có thể thu hoạch được đến một số tin tức. Bất quá không cần thiết này, dù sao cũng là Tô Thị A thập lục nhà tiên tổ, muốn cho mặt mũi. Mặt khác, Tống Thư Hàng không nghĩ tới chính là, Tô Thị A thập lục những thứ này tiểu thập lục hóa thân cứ nhiên không phải khi tiến vào thiên hà Tô Thị cuối cùng thí luyện thời điểm sinh ra. Mà là tại nàng trở thành Tô Thị A thập lục nghi thức bên trên, những thứ này hóa thân hạt giống liền bị đưa vào đến chư thiên vạn giới, diễn hóa bất đồng nhân sinh. Về phần xem xét cuối thư đuôi cái kia thiên vạn hóa thân pháp, Tống Thư Hàng chưa nghe nói qua, nhưng nhìn danh tự cũng có thể mơ hồ đoán ra một điểm pháp thuật nội dung tin tức tới. Bất quá nếu là thật sự có thể diễn hóa xuất thiên vạn hóa thân pháp thuật, vậy khẳng định không giống là hắn phân thân như thế có cường đại chiến lực loại hình. Tại tu chân giới, muốn mân mê một cái cường đại chiến lực phân thân, phi thường khó khăn. Tống Thư Hàng pháp thuật phân thân, sắt thép hóa thân đều là ngoài ý muốn sản phẩm. Chỉ có Trảm Tam Thi chém ra ba bộ hóa thân mới là chính thống cường đại chiến lực phân thân. Liên Trảm Tam Thi loại này đẳng cấp bí pháp, đều chỉ có thể chém ra ba bộ cường đại chiến lực hóa thân. Sở dĩ, có thể phỏng đoán thiên vạn hóa thân pháp hóa thân, hẳn là giống Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thủy quần phân thân loại kia, chỉ có được phổ thông một số công năng. Loại này hóa thân, dùng để làm chút việc vặt vãnh, hoặc là đem bọn hắn đưa lên đến chư thiên vạn giới. Tiến hành một đoạn nhân sinh viên mãn sau lại đem hóa thân về thu, liền có thể đưa đến tăng cường tự thân kinh lịch, tôi luyện bản thân hiệu quả. Bất quá, A thập lục những thứ này tiểu thập lục thiên hà hóa thân nhưng có chút khác biệt, bọn hắn đều có được không tệ chiến lực, Tô Thị A thập lục tại thí luyện quá trình bên trong, cũng đều là hao hết thiên tân vạn khổ, mới đưa tiểu thập lục nhóm từng cái thu phục. Đây chính là Tô Thị che đậy tiên tử trường sinh chi đạo hiệu quả. Tống Thư Hàng trong lòng phỏng đoán nói, tu sĩ tự mình nghĩ phân ra cường đại chiến lực phân thân cũng không dễ dàng, nhưng nếu như có một cái đại lão thay một cái tiểu manh tân mân mê một tôn manh tân chiến lực cấp phân thân, đồng thời từ vị này đại lão ở phía sau đài yên lặng cung cấp năng nguyên, ngược lại là có thể thao tác. Xem xét kết thúc rồi à? Lúc này, bên cạnh vị này tức giống trưởng bối lại như đại tỷ tỷ tiểu thập lục đột nhiên lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng lặng lẽ meo meo động tác có chút cứng đờ. Lại bị phát hiện. Mà lại, nàng cũng biết bản thân xem xét bí pháp. Đúng vậy, chúng ta đều biết, tại thiên hà thí luyện mở ra về sau, tin tức của chúng ta là cùng hưởng. Tại thí luyện mở ra trước đó, chúng ta là độc lập cá thể, nhưng về sau, chính là một cái chỉnh thể. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục mỉm cười trả lời. Tống Thư Hàng xấu hổ tới tay tâm đổ mồ hôi. Rất khẩn trương sao? Đại tỷ tỷ tiểu thập lục hỏi. Tống Thư Hàng đáp. Có chút. Không cần khẩn trương, tính cách của ta là tất cả tiểu thập lục bên trong tính tương đối tốt. Ngươi sau đó phải đối mặt tiểu thập lục bên trong, có rất nhiều tính cách tương đối quái dị, ngươi sẽ càng khẩn trương. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục an ủi. Tống Thư Hàng.
Ta kỳ thật rất sớm đã muốn nhìn ngươi một chút, có thể làm bản thể tại ký ức mơ hồ giai đoạn đều một mực nhớ nam nhân. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục lại nói. Ký ức mơ hồ, Tống Thư Hàng sững sờ. À, ngươi không biết, thiên hà thí luyện mở ra sau, bản thể nhân sinh ký ức mơ hồ hóa lên. Nói cách khác, nếu nàng thí luyện thất bại, chúng ta liền sẽ không chút khách khí thay vào đó, tiếp thu nàng hết thảy, trở thành mới A Thập Lục. Muốn thông qua thí luyện khởi tử hoàn sinh, vốn là không dễ dàng như vậy, quá trình là rất tàn khốc. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục hung hăng nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, đột nhiên cảm khái nói, đúng vậy a, mỗi lần khởi tử hoàn sinh, đều là tàn khốc vô cùng. Dù là hắn chết nhiều lần như vậy, đối tử vong vẫn như cũ ôm lấy đầy đủ kinh ý. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục. Ngươi đột nhiên cảm khái cái gì kinh a? Ta tiết tấu đều bị ngươi làm rối loạn. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục thật vất vả điều chỉnh tốt tiết tấu, nói, kỳ thật tại thí luyện thời kỳ cuối, chúng ta phát hiện ngươi tồn tại về sau, đã từng nghĩ tới trước nhằm vào ngươi. Tống Thư Hàng là để Tô Thị A Thập Lục một lần nữa đốt lên sống sót đấu trí đặc thù tồn tại, nếu như có thể xử lý hắn, Tô Thị A Thập Lục nhất định sẽ không gượng dậy nổi. Về sau vì cái gì không làm như thế? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Bởi vì đánh không lại, Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục nói. Ta bị hàng phục tương đối sớm, sở dĩ rất sớm đã ở vào đứng ngoài quan sát hình thức. Thí luyện thời kỳ cuối Tiểu Thập Lục cùng hưởng trong tin tức, hoàn toàn chính xác từng có nhằm vào ngươi chiến lược, nhưng không nghĩ tới ngươi tấn cấp sẽ nhanh như vậy. Chiến lược còn tại đỉnh đâu, kết quả ngươi liền đột tấn cấp nhanh chóng, còn nhằm vào cái gì a? Tống Thư Hàng không có ý tứ nở nụ cười, ha 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 ha. Tốt, lại theo giúp ta ngồi một hồi, liền kết thúc đi. Sau còn có hơn trăm cái Tiểu Thập Lục, chờ lấy gặp ngươi. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục nói. Tống Thư Hàng. Mùa xuân ta gieo một cái A Thập Lục, mùa đông ta thu hoạch hơn 100 cái Tiểu Thập Lục. Thí luyện sau khi kết thúc, các ngươi sẽ triệt để trở về A Thập Lục sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lá cây, hỏi. Bình thường tới nói, tất cả Tiểu Thập Lục sẽ triệt để dung hợp. Bất quá, Tô Thị A Thập Lục nàng làm một cái lựa chọn khác. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục đồng dạng ngẩng đầu nhìn lá cây nói, nàng lựa chọn thuần túy bản thân. Tống Thư Hàng, này cũng giống như là A Thập Lục tính cách. Sở dĩ, đây là chúng ta một lần cuối cùng ở chỗ này gặp nhau. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục nói, tiếp xuống hơn 100 cái Tiểu Thập Lục, người phải thật tốt đối đãi bọn hắn, thỏa mãn bọn hắn bốc đồng yêu cầu. Sẽ biến mất sao? Tống Thư Hàng sững sờ. Hừm, muốn từ nơi này biến mất. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục chậm rãi nói, nhắm mắt lại đi. Tống Thư Hàng. Đây là phim bên trong nhắm mắt lại xáo lộ sao? Chính là trong phim ảnh loại kia nhân vật nữ chính để nhân vật nam chính nhắm mắt lại, sau đó làm một ít 404 sự tình xáo lộ. Nếu biết là xáo lộ. Chính đương Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, bên cạnh Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục bàn tay đắp lên ánh mắt hắn bên trên. Tống Thư Hàng ánh mắt tối sầm lại. Sau đó. Cũng cảm giác bản thân kinh lịch không gian chuyển đổi, đổi được kế tiếp tràng cảnh. Quả nhiên, phim bên trong xáo lộ chỉ sẽ phát sinh tại trong phim ảnh, không ngoài sở liệu của ta. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, một cái phách lối tiếng cười tại hắn bên tai vang lên, ha ha ha, rốt cục để cho ta chờ được ngươi, Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cái nhìn quen mắt Tiểu Thập Lục. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người chống đỡ nặng nề khôi giáp, liền đầu cũng gắn vào toàn che thức mũ giáp bên trong đây là Tống Thư Hàng tại hiện thế bên trong nhìn thấy cái thứ nhất Tiểu Thập Lục. Chính là nàng cái thứ nhất phát hiện Tống Thư Hàng tồn tại, cũng đem liên quan tới Tống Thư Hàng tin tức thượng truyền đến Tiểu Thập Lục cộng hưởng võng cái kia Tiểu Thập Lục. Tống Thư Hàng cũng là bởi vì gặp gỡ nàng, mới biết được Tô Thị A Thập Lục Thiên Hà Tô Thị Thí Luyện nội dung. Nha, là ngươi nha, Tống Thư Hàng nói. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Ta điên ư, tìm ngươi đánh nhau. Phách lối Tiểu Thập Lục nói. Tống Thư Hàng. Không đánh nhau, vậy ngươi phách lối như vậy làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút làm sao sống cửa ải của ta. Phách lối Tiểu Thập Lục nói, nếu như không cho ta hài lòng lời nói, cửa ải của ta ngươi có thể qua không được. Đến lúc đó, ngươi liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngươi cứ như vậy muốn bồi ta cả một đời. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Phách lối Tiểu Thập Lục. Lại nói, ta đi gặp kế tiếp Tiểu Thập Lục về sau,
ngươi liền sẽ từ nơi này biến mất sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Phách Lối Tiểu Thập Lục, Tống Thư Hàng xoa cằm, biến mất về sau, sẽ như thế nào? Ta trước kia lại không có từ nơi này không gian bên trong biến mất kinh lịch, ta làm sao biết sau khi biến mất sẽ như thế nào? Phách Lối Tiểu Thập Lục trả lời. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, vậy nếu như đi bình thường quá trình, sẽ như thế nào? Nếu như theo bình thường quá trình dung hợp, chúng ta mỗi một cái thập lục đều sẽ trở thành Tô Thị A thập lục một bộ phận. Đồng thời, chúng ta thể nội đều mang trường sinh chi đạo tin tức, triệt để dung hợp về sau, có thể để A thập lục được lợi, đối tương lai lĩnh ngộ trường sinh chi đạo cũng vô cùng hữu ích. Tiểu Thập Lục trả lời. Nhưng kỳ thật, Tô Thị thí luyện mở ra, cũng đã là một loại không phải bình thường dung hợp quá trình dù sao, thí luyện mục đích là để Tô Thị A thập lục do tử chuyển sinh. Chẳng khác gì là sớm mở ra dung hợp quá trình, Tiểu Thập Lục giải thích nói. Chân chính bình thường quá trình, hẳn là các loại chờ tất cả thiên hà hóa thân nhóm cả đời viên mãn về sau, từng cái tự nhiên trở về bản thể. Bình thường mà nói, thiên hà hóa thân cái này viên mãn luân hồi cần ngàn năm tả hữu thời gian. Mà khi đó, lấy Tô Thị số tự hệ liệt đám thiên tài bọn họ thiên phú tu luyện, không sai biệt lắm đã tu luyện đến bát phẩm hoặc là cửu phẩm cảnh giới. Tiếp nhận bản thân viên mãn thiên hà hóa thân về sau, liền có thể thu được một lần trợ lực, đột phá bình cảnh tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Về sau, nếu như số tự đạo hiệu Tô Thị đệ tử, tại cửu phẩm lúc, không có cách nào bản thân bước ra trường sinh chi đạo. Cái kia mượn nhờ thiên hà hóa thân thôi động, vẫn như cúp tiến vào một cái cùng loại Tống Thư Hàng giờ đây trảm tam thi kiếp tiên loại này yếu trường sinh giả cảnh giới. Đạt tới loại cảnh giới này về sau, lại phụ thuộc vào tự thân cùng Tô Thị Thủy Tổ trường sinh chi đạo liên hệ, có thể đại đại kéo dài thọ nguyên. Thậm chí đạt tới khác loại trường sinh bất tử cảnh giới. Mà chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên, cái kia chậm chậm mưu toan, nói không chừng có thể tìm được cơ duyên, bước ra bản thân trường sinh chi đạo. Tại tu chân giới, chỉ muốn sống đủ lâu, cái kia hết thảy đều có khả năng. Chỉ muốn sống lâu, coi như trở thành đồ tử đồ tôn mấy trăm đời sau con rể hoặc hậu bối nàng dâu đều không phải là mộng. Chỉ muốn sống đủ lâu, cái gì đều có thể phát sinh. Đây cũng là thiên hà Tô Thị đối với số tự đạo hiệu người thừa kế thiên phú có rất cao yêu cầu nguyên nhân, ít nhất phải có ngàn năm tả hữu tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong thậm chí cửu phẩm tư chất. Mà lại từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tu chân giới có cái tốt tổ tông trọng yếu. Tống Thư Hàng xoa cằm, rơi vào trầm tư. Uy, nói chuyện a, người không nói lời nào lời nói, làm sao để cho ta hài lòng? Phách Lối Tiểu Thập Lục lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, nói chuyện phiếm rất mệt mỏi, muốn thu phí. Người sao không đi chết đi? Phách Lối Tiểu Thập Lục nói. Tống Thư Hàng, chết nhiều, cũng sẽ không muốn chết. Phách Lối Tiểu Thập Lục. Nếu không phải đánh không lại, lấy nàng tính tình táo bạo đã sớm khiêng đại đao đỗi đi lên. Đúng rồi, chúng ta tới kích cái bàn tay. Tống Thư Hàng đột nhiên duỗi tay, đối Tiểu Thập Lục nói. Tiểu Thập Lục, ngươi không phải muốn hài lòng sao? Vỗ tay đi, Tống Thư Hàng nói. Tiểu Thập Lục, kết quả vẫn là muốn liều nội công. Kích liền kích, ta sợ ngươi. Nàng huy trưởng, chụp về phía Tống Thư Hàng bàn tay, một thân linh lực bộc phát. Oanh! Nàng bộc phát linh lực, đụng phải Tống Thư Hàng bàn tay lúc liền biến mất không thấy gì nữa, như châu đất xuống biển. Chênh lệch quá lớn quá lớn. Mà thừa dịp trong chớp nhoáng này, Tống Thư Hàng lặng lẽ ở trên người nàng lưu lại một cái thần binh kỳ giám lạc ấn. Đây là thuộc về Tống Thư Hàng không gian tọa độ ấn ký. Tại không có lĩnh ngộ không gian năng lực trước, Tống Thư Hàng liền dựa vào lấy hắn cộng hạch tâm thế giới đến thực hiện dịch chuyển không gian. Ngươi đối với ta làm cái gì? Phách Lối Tiểu Thập Lục cảnh giác nói. Đúng rồi, ta còn phải làm chút gì mới đúng. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn không chút do dự thi triển tà pháp giá rẻ yêu. Ngươi đây là gian lận. Phách Lối Tiểu Thập Lục nói. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, tu sĩ chúng ta, không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Chỉ cần có thể chứng đạo trường sinh, quá trình đều không trọng yếu. Phách Lối Tiểu Thập Lục. Hiện thế, sau một ngày. Thần bí đảo Bạch Long mộ bên trong. Tống Thư Hàng mở to mắt, hai mắt sáng tỏ. Đồng thời, hắn mi tâm thứ ba thần nhãn mở ra, một vệt sáng từ thứ ba thần nhãn bắn ra, liên tiếp Tô Thị A Thập Lục, đem cả hai tinh thần lực liên tiếp đến cùng một chỗ. Dĩ vãng,
Tống Thư Hàng đều là dùng loại phương thức này cưỡng chế hướng địch nhân truyền thâu rác rưởi tin tức. Nhưng lần này, hắn là lợi dụng chức năng này vì Tô Thị A Thập Lục đánh phụ trợ. Tống Thư Hàng có phong phú tiếp nhận tin tức quá tải dẫn đến đại não đứng máy kinh nghiệm, sở dĩ lúc này hắn có thể giúp đỡ Tô Thị A Thập Lục chiếu cố. Tại Tô Thị A Thập Lục ý thức bên trong, Tô Thị 16, một máy ảo nhân cách, đang tại tiếp nhận tất cả tiểu thập lục cái kia phản hồi qua tới bảng đại tin tức. Tô Thị A Thập Lục bản thể lựa chọn không dung hợp tất cả tiểu thập lục, mà là muốn đem bọn hắn bảo tồn lại. Dù sao đối với nàng tới nói, tất cả tiểu thập lục đều có được hoàn chỉnh một đoạn nhân sinh, nếu như cưỡng chế dung hợp, thực sự đáng tiếc. Nếu như là hắn thiên hà Tô Thị thành viên, căn bản không có lựa chọn nào khác. Nếu như không dung hợp, trung cực thí luyện liền không đạt được do tử chuyển sinh hiệu quả. Nhưng Tô Thị A Thập Lục khác biệt. Tống Thư Hàng lúc trước mang cho nàng long cốt khô đằng bên trong còn phụ tặng một cái bạch long tỷ tỷ gói quà lớn. Có bạch long tỷ tỷ cho tới nay phụ trợ, Tô Thị A Thập Lục trạng thái đã đại đại điều chỉnh. Lúc này, Tô Thị 16, một đang tại điều chỉnh tất cả tiểu thập lục tin tức. A Thập Lục không gian ý thức bên trong, tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn. Lúc này, Tống Thư Hàng ý thức lặng lẽ sờ sờ kết nối vào A Thập Lục không gian ý thức. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại ý thức không gian trên không. Tất cả tiểu thập lục ý thức đều thấy được Tống Thư Hàng. Hỗn loạn tràng diện, đột nhiên biến yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, để tràng diện biến xấu hổ. Hai Tống Thư Hàng ngại ngùng vẫy vẫy tay, ta đến xem thí luyện cái cuối cùng khâu, có lẽ đối với ta lĩnh ngộ ra bản thân trường sinh chi đạo sẽ có trợ giúp. Hắn, bá Tống, trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới cường giả, yếu trường sinh giả chiến lực. Giờ đây cũng là thời điểm lĩnh ngộ bản thân trường sinh chi đạo. Vì cái gì ngươi có thể đi vào nơi này? Ngươi coi nơi này là địa phương nào, là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Phách lối tiểu thập lục cái thứ nhất nhảy ra. Nàng toàn thân bao khỏa tại bình sắt đầu khôi giáp bên trong, xông đầu Tống Thư Hàng chính là một kích đầu chùy va chạm lúc, tại đầu nàng nón trụ lên còn duỗi ra hai cái bén nhọn thi triển máy khoan điện góc nhọn, tương đương tàn nhẫn. Mặt khác, cũng có thể nhìn ra nàng trạng thái tinh thần rất tốt, nhảy nhót tưng bừng. Nhìn thấy tiểu thập lục nhóm đều rất tinh thần, Tống Thư Hàng đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít điều này đại biểu lấy hắn nhiệm vụ phụ trợ hoàn thành không tệ. Ăn ta một kích, tiểu thập lục kêu lên. Đừng làm rộn, đồng thời, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng đập một cái, bàn tay trực tiếp đặt tại mũ giáp máy khoan điện sừng nhọn bên trên, tại bạo tạc hỏa hoa điện quang quang hiệu bên trong. Hắn quả thực là đem xoay tròn máy khoan điện sừng nhọn ấn trở về. Phía dưới cái kia đại tỷ tỷ khoản tiểu thập lục. Cái này cần phòng ngự giá trị cộng bao nhiêu bàn tay, mới có thể chính diện án lấy sừng nhọn máy khoan điện, còn đem bọn chúng cưỡng ép đè trở về. Đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem phách lối tiểu thập lục đập về nguyên địa về sau, Tống Thư Hàng lại nói, ta sẽ lưu tại nơi này, chờ các ngươi thí luyện cuối cùng nghi thức kết thúc về sau, liền rời đi. Trước đó, hắn nghe Tô Thị 16, một máy ảo nhân cách nhắc qua, thiên hà Tô Thị thí luyện cuối cùng nghi thức, có thể sẽ đối Tô Thị A Thập Lục chủ nhân cách tạo thành xung kích. Cho nên mới sẽ xuất hiện Tô Thị 16, một nhân cách, làm bình chứng cùng giảm sóc, tránh A Thập Lục bản thể tại nghi thức giai đoạn lúc, đắp lên trăm cái tiểu thập lục nhân cách xung kích dẫn đến nhân cách phân liệt. Chính là bởi vì không yên lòng, Tống Thư Hàng thông qua thứ ba thần nhãn kết nối công năng. Tiến vào Tô Thị A Thập Lục không gian ý thức bên trong. Hắn hiện tại, đã không phải là lúc trước cái kia ôm Tô Thị A Thập Lục, bị tiên nông tông nhị phẩm đại thúc chính đức truy đầy đường chạy. Lại bị tứ phẩm An Chi Ma Quân bắt gà con đồng dạng nắm lấy tại không trung bay loạn tiểu tu sĩ. Dù là đến 10 vạn cái chính đức đại thúc, Tống Thư Hàng nằm bất động, dựa vào tự thân phòng ngự phản kích đều có thể thanh tràng. An Chi Ma Quân liền càng không cần nhắc tới. Đã sớm tại Tống Thư Hàng trong tay hóa thành cho tàn. Nếu như Tô Thị A Thập Lục Thiên Hà thí luyện kết thúc giai đoạn ngoài ý muốn nổi lên, Tống Thư Hàng cũng có thể nghĩ biện pháp ngay lập tức giải quyết. Đây không phải hắn đối với mình có bao nhiêu tự tin, mà là hắn đối với mình trên người vật trang sức các đại lão tràn ngập lòng tin. Một hàng dài đại lão hậu thuẫn danh sách, để Tống Thư Hàng tâm thái đặc biệt chấn định. Nếu có vấn đề gì, liền phía sau hắn một hàng kia đại lão cộng bạch tiền bối, bạch tiền bối. Cầu đàn cha, tam nhãn tiền bối tổ hợp đều không thể giải quyết, vậy khẳng định chính là thiên đạo cấp vấn đề lớn. Tiểu hàng ngươi ở phía trên nhìn xem đi, ta nhất định sẽ dẫn mọi người hảo hảo hoàn thành nghi thức một bước cuối cùng.
Có một cái đáng yêu tính cách tiểu thập lục, lộ ra bén nhọn răng nanh cười nói. Đang khi nói chuyện, một cái không nháy mắt, không hề có cảm ngộ tiểu thập lục nhẹ nhàng đẩy ra răng nanh đáng yêu tiểu thập lục, nhanh chân hướng về Tô Thị 16. Một vị trí bước đi. Thiên Hà thí luyện kết thúc nghi thức, so Tống Thư Hàng tưởng tượng muốn đơn giản, không có phức tạp quá trình. Chỉ cần những tiểu thập lục kia tiến lên, cùng Tô Thị 16. Một nhẹ nhàng vỗ tay là đủ. Song trưởng tiếp xúc về sau, từ tiểu thập lục nhóm trên thân, liền có bộ phận đồ vật bị phục chế xuống tới, dung nhập vào Tô Thị 16. Một trên thân, Tống Thư Hàng thoáng chú ý tiểu thập lục nhóm lưu lại bộ phận trong này bao gồm tu luyện cảm ngộ, nhân sinh kinh lịch thể nghiệm, còn có bộ phận cùng trường sinh chi đạo có liên quan tin tức. Kích song trưởng sau tiểu thập lục nhóm, cũng không có tiêu tán, mà là đứng ở Tô Thị 16. Một bên người, không nhúc nhích. Tống Thư Hàng ở trên không, yên lặng cũng đem một màn này ghi chép lại. Mặc dù nhìn không ra quá trình này có cái gì đặc thù, bất quá trực giác nói cho hắn biết quá trình này nhớ kỹ, đối với hắn có chỗ tốt. Mà lại, luôn cảm giác tiểu thập lục nhóm cùng Tô Thị 16. Một đang tiến hành số liệu tin tức phục chế lúc, cùng tu chân nói chuyện phiếm công năng, ẩn ẩn đối ứng. Các loại thu xong, phát một phần cho Long Lạc nữ sĩ hỗ trợ phân tích. Nói không chừng tiếp xuống thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm công năng cùng hộ khách đoàn có thể dùng tới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối tương lai có thể làm cho mình trở thành tu chân giới cự phú tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn rất để bụng, mỗi thời mỗi khắc đều không quên mất thu thập hộ khách đoàn thăng cấp yếu tố. Bất quá, một màn này tựa hồ không cách nào lĩnh ngộ ra cùng trường sinh chi đạo có liên quan tin tức. Tống Thư Hàng bảo trì thu, trong lòng lại hoàn toàn không có mới đốn ngộ. Ngộ đạo loại hình linh cảm. Không có linh cảm, liền đại biểu cho hắn không cách nào bắt được chính mình trường sinh chi đạo tin tức. Trường sinh chi đạo, vốn chính là linh cảm cộng thực lực bản thân thôi diễn kết quả. Quá trình này hoàn toàn chính xác cần đốn ngộ linh cảm ủng hộ. Mấy phút sau, trên trăm vị tiểu thập lục cùng Tô Thị 16, một hoàn thành tin tức trao đổi. Tô Thị 16, một hai tay khép lại. Trên trăm cái tiểu thập lục phản hồi tin tức dung hợp thành hình cầu, tại nàng trưởng tâm nhấp nhô. Nhìn qua, tựa như là muốn phát xạ sóng xung kích đồng dạng. Tống Thư Hàng ba con mắt ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt Tô Thị A thập lục trong lòng bàn tay tin tức cầu. Tại tin tức này hình cầu bên trong, trên trăm cái tiểu thập lục phản hồi tới tin tức bị sắp xếp thành tự, hóa thành trong tinh hà tinh tinh, tại cầu bên trong một đầu thiên hà bên trong nhấp nhô. Đây chính là Tô Thị che đậy tiên tử trường sinh chi đạo hình chiếu. Thiên hà chính là nàng đạo, thiên hà bên trong tinh tinh là nàng phù hộ tộc nhân. Nàng tựa như là một cái vật dẫn, gánh chịu lấy cùng mình huyết mạch tương liên tộc nhân. Tinh hà, phù hộ tộc nhân có thể do tử chuyển sinh, tựa hồ có linh cảm. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Cái này rõ ràng tinh hà trường sinh đại đạo hình chiếu, hiển nhiên là Tô Thị che đậy tiên tử cố ý hiện ra cho hắn quan sát. Cung cấp hắn tham khảo, vì sáng chế trường sinh chi đạo mà tích lũy. Tống Thư Hàng trong lòng có một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Ở trên người hắn, trường sinh chi đạo khí thức càng ngày càng dày đặc, dần dần hướng trường sinh chi đạo hình thức ban đầu phát triển tiến hóa. Tống Thư Hàng trước mắt là trảm tam thi kiếp tiên. Hắn tự thân còn không có tận lực đi suy tư qua chính mình trường sinh chi đạo, cũng không có chủ động đi ngưng tụ qua nó. Nhưng ở trên người hắn, lại sớm đã ngưng tụ ra trường sinh chi đạo giàn khung. Đầu óc còn không có nghĩ thấu trường sinh chi đạo, nhưng thân thể đã sớm một bước vì trường sinh chi đạo đánh xuống cơ sở. Có chút đầu mối, Tống Thư Hàng nói. Trường sinh giả trường sinh chi đạo đều cùng tu sĩ kinh lịch có quan hệ. Nhân sinh kinh lịch cái gì, am hiểu cái gì, làm qua cái gì bạo tạc sự tình, lĩnh ngộ ra cái gì cùng trường sinh có liên quan thủ pháp, đều sẽ trở thành chính mình trường sinh chi đạo cơ sở. Tống Thư Hàng bắt đầu xem chính mình ầm ầm sóng dậy tu chân kinh lịch, vượt cảnh đổi cả đời chi địch, đổi thiên kiếp. Không cẩn thận chết, sau đó đổi thần linh, đổi đạo khí. Lại không cẩn thận chết, tiếp lấy đổi đủ loại kiểu dáng đại lão, đổi cửu u chúa tể. Lần nữa không cẩn thận chết rồi, thậm chí đến cuối cùng còn đổi thiên đạo di thuế. Đây là 700 vạn lời viết không hết phức tạp bao la hùng vĩ kinh lịch. Kết hợp ta cả đời này, ta phong phú nhất kinh lịch chính là đổi đại lão. Tử vong, cùng giảng pháp. Giả thiết đem nhân sinh của ta hóa thành tinh hà, cái kia đỗi đại lão, tử vong cùng giảng pháp chính là sáng ngời nhất tinh tinh.
nhưng ta giảng pháp kỳ thật có lượng nước. Cho nên, ta trường sinh chi đạo chẳng lẽ là Đỗi Đại Lão cộng tử vong? Tại Đỗi Đại Lão cửu tử bên trong tìm cái kia nhất tuyến sinh cơ chi đạo. Có thời gian, người chỉ cần có cái rõ ràng mục tiêu, cả người liền có thể biến minh xác bắt đầu, tràn ngập sức sống. Tống Thư Hằng cảm giác chính mình tiếp xuống trường sinh chi đạo nên hướng hai điểm này lên dựa sát vào. Tại cửu tử nhất sinh bên trong lấy nhất tuyến sinh cơ, nghe phi thường có bức cách trường sinh chi đạo. Bất quá, cái này trường sinh chi đạo muốn làm sao đi mân mê. Trường sinh chi đạo, cũng không phải là nói lung tung đưa ra một cái khái niệm, sau đó liền có thể dựa vào cái này khái niệm thu hoạch được trường sinh cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn chứng đạo trường sinh, chỉ ít chuẩn bị bước ra trường sinh chi pháp phải có khả thi, không phải không đại hư đồ vật. Tỷ như Trình Lâm chuyển sinh chi đạo, nàng thông qua loại này chuyển sinh chi pháp, có thể không ngừng đem chính mình mang thai sinh ra xuống tới, mỗi một lần chuyển sinh, nàng đều đem biến càng thêm cường đại. Lại tỷ như Mặc Gia một vị thiên tài trường sinh giả đại đạo, hắn nói là đem thân thể của mình đổi thành khôi lỗi kết cấu, dựa vào hắn đã gần như là đạo khôi lỗi kỹ thuật, chứng đạo trường sinh. Còn có Sở Các Chủ, nàng sinh tử khô vinh chi đạo cực kỳ đặc thù, nàng chứng đạo trường sinh về sau, liền một mực ở vào sinh tử, khô vinh ở giữa, một chứng đạo chính là trường sinh giả bên trong người nổi bật. Nhưng cái này trạng thái còn không phải nàng 100% hoàn thiện trường sinh chi đạo. Nàng nói nếu như hoàn thiện, kỳ thật là Sở đưa nàng triệt để thôn phệ, từ khô bên trong sinh ra tân sinh, thực lực đem tiến thêm một bước. Mà Nho Gia Thánh Nhân trường sinh chi đạo thì là hắn sáng lập Nho Đạo, nhưng Nho Gia Thánh Nhân Nho Đạo rốt cuộc muốn giải thích thế nào? Thánh Nhân là thế nào thông qua Nho Gia chi đạo thu hoạch được trường sinh? Chư thiên vạn giới đến nay không người nhìn thấu, dù sao chỉ cần biết, Nho Gia Thánh Nhân trường sinh Nho Đạo rất sâu liền xong việc. Mà cùng Nho Gia Thánh Nhân ở vào cùng cảnh giới Thiên Đế Viễn Cổ Thiên Đình chi đạo, cũng là không giống bình thường. Nàng Thiên Đình chi đạo trên thực tế là thiên đạo béo cầu đứng tại bất hủ thiên đạo góc độ cùng độ cao, vì Thiên Đế lượng thân đánh sát lại đại đạo. Đầu này trường sinh đại đạo, trên thực tế trực tiếp liền lên liền bất hủ, là dùng để đền bù thiên đạo béo cầu bất hủ thiếu thốn. Cái khác trường sinh giả đều là đứng tại cửu phẩm kiếp tiên vị trí, hướng lên ngưỡng vọng. Sáng tạo ra thuộc về mình trường sinh chi đạo. Thiên Đế đây cũng là bất hủ giả hướng phía dưới nhìn xuống, đẩy ngược ra một đầu trường sinh đại đạo. Tầm mắt, độ cao cũng khác nhau, cái này Thiên Đình chi đạo tự nhiên là sâu cực kỳ. Cho nên nếu như muốn mân mê ra một đầu cùng loại Thiên Đế Thiên Đình chi đạo trường sinh đại đạo, nhất định phải đem tầm mắt của mình nâng lên, mang lên vô hạn cao, mang lên bất hủ thiên đạo góc độ, mới có thể hoàn thành. Nhưng Thiên Đế loại tình huống này quá đặc thù. Dù sao, chứng đạo thiên đạo điều kiện tiên quyết là trường sinh đại đạo. Trở thành thiên đạo, liền đại biểu cho ngươi đã có trường sinh chi pháp, còn đẩy ngược cái gì trường sinh chi đạo. Từ thái cổ đến nay, cũng liền ra một cái thiên đạo béo cầu. Bất quá chết bên trong cầu sinh muốn làm sao thao tác. Tống Thư Hằng cau mày suy tư. Chẳng lẽ, cần nhờ phục sinh? Nghĩ nửa ngày về sau. Hắn có thể nghĩ tới chết bên trong cầu sinh hữu hiệu nhất thủ pháp, chính là trí tử địa mà hậu sinh phục sinh. Ta trường sinh chi đạo thật muốn hướng phục sinh chi đạo cái phương hướng này dựa sát vào. Không ổn, nếu như cái này chư thiên vạn giới thật có một đầu trường sinh chi đạo là phục sinh chi đạo, vậy khẳng định cũng không thuộc về ta. Mà thuộc về Vân Tước Tử Tiên Tử, Tống Thư Hàng rất có tự mình hiểu lấy. Luận phục sinh, cho dù là tử vong như gió bản thân hắn. Cũng không bằng Vân Tước Tử Tiên Tử một cây đùi. Vân Tước Tử Tiên Tử mới thật sự là phục sinh giới vương tọa, không thể dung chuyển phục sinh giới chí tôn. Cùng nàng so phục sinh, Tống Thư Hàng cái là cái tiểu lão đệ. Nếu như không thể đi phục sinh chi đạo con đường, vậy ta trường sinh chi đạo rốt cuộc muốn làm sao phá. Thời cơ tại đây, Tống Thư Hàng suy nghĩ trạng thái của mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ thân thể của mình. Đây là hắn một cái cự đại ưu thế. Là hắn so phổ thông tìm kiếm chính mình trường sinh chi đạo kiếp tiên muốn chiếm tiện nghi địa phương thân thể của hắn đã bản năng bắt đầu ngưng tụ trường sinh chi đạo giàn khung. Mặc dù bởi vì không tìm được thời cơ tuyến đầu nguyên nhân, hắn trường sinh chi đạo tạm thời không cách nào ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Nhưng ít ra chứng minh, trên người hắn đã có trường sinh chi đạo hạt giống, thậm chí đã bắt đầu nảy mầm. Cho nên, hắn chỉ cần nghiên cứu tự thân, nhìn thấu chính mình. Sớm muộn có thể đem trường sinh chi đạo cho khai quật ra.
cùng vô số khái niệm trường sinh chi pháp so sánh, nghiên cứu thân thể của mình thực tế quá dễ dàng. Người thân thể, mặc dù ẩn chứa vô tận vi diệu, nhưng nói trắng ra là vẫn là một người lớn nhỏ như vậy. Dù là đem chính mình cắt thành từng khối, sau đó từng mảnh nhỏ đi nghiên cứu, Tống Thư Hàng cũng có thể đào móc ra bản thân trường sinh chi đạo tin tức. Vì trường sinh chi đạo, cắt miếng nghiên cứu chính mình loại chuyện này, Tống Thư Hàng không có chút nào áp lực tâm lý. Mà lại, hắn còn có thể đem chính mình xương mù hóa, không chỉ có thể từng khối, từng mảnh nghiên cứu, còn có thể từng sợi, nhất lưu lưu đi nghiên cứu. Phía dưới, trên trăm cái tiểu thập lục cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng ở đỉnh đầu Tống Thư Hàng. Mặc dù chỉ là ý thức thể, nhưng ở Tống Thư Hàng trên thân cái kia trường sinh chi đạo khí tức bắt đầu sinh động, dần dần, Tống Thư Hàng cả người đều bao bọc ở khí tức bên trong, diện mục đều biến bắt đầu mơ hồ. Dưới tình huống bình thường, bát phẩm trở xuống tu sĩ nếu như nhìn thẳng loại này trường sinh chi đạo khí tức, sẽ khiến khó chịu. Nhưng Tô Thị A Thập Lục hiện tại hiển nhiên cũng phân loại thành đặc thù đám người hàng ngũ. Nàng có Bạch Long tỷ tỷ hộ thể, Tô Thị Thiên Hà thí luyện bên trong cũng liên quan đến một chút Tô Thị che đậy tiên tử trường sinh tin tức. Tiểu thập lục nhóm càng là thật cùng trường sinh chi đạo có quan hệ. Đây là các nàng có thể nhìn thẳng Tống Thư Hàng trên thân trường sinh khí tức tư cách. Mà lại, Tống Thư Hàng có tận lực khống chế bộ phận này trường sinh chi đạo khí tức, để bọn chúng mơ hồ hóa, không đối Tô Thị A thập lục cùng tiểu thập lục nhóm tạo thành tổn thương. Thư Hàng, người chẳng lẽ lại muốn thăng cấp, phách lối tiểu thập lục, lúc này đều phách lối không nổi mũi khoan sừng nhọn đều bị đập sai lệch, lại thêm Tống Thư Hàng nhìn qua lại muốn thăng cấp, dẫn đến nàng khí chàng không đủ. Chỉ là có chút linh cảm, khoảng cách thăng cấp còn sớm. Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời. Ta tại hảo hảo nghiên cứu chính mình, nhìn xem có hay không tuyến tác, trừ phục sinh đạo này bên ngoài, nhìn xem còn có hay không độc thuộc về ta trường sinh chi pháp. Lúc này, phía dưới Tô Thị 16, một đưa tay hợp lại, trong tay nàng cái kia tin tức cầu bị ép tiểu, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Sau đó, lấy nàng làm trung tâm, có một tấm lưới lạc trạng quang mang khuếch tán ra đến, đem tất cả tiểu thập lục toàn bộ liên tiếp. Mỗi một vị tiểu thập lục, đều chiếm cứ lấy mạng lưới một cái tiết điểm, liên tiếp lấy Tô Thị 16. Một thân thể. A, Tống Thư Hàng tâm thần khẽ động. Trong lòng loại kia linh cảm lần nữa đụng vào. Trên người hắn trường sinh chi đạo khí tức biến càng dày đặc một chút. Cửu tử bên trong lấy ra nhất tuyến sinh cơ có thể trở thành Tống Thư Hàng trường sinh chi đạo, nhưng ở Tống Thư Hàng trong thân thể, lại còn ẩn giấu đi một cái càng thâm ảo hơn trường sinh chi đạo. Cái kia trường sinh chi đạo. Như là vực sâu. Lấy Tống Thư Hàng tri thức, căn bản là không có cách đưa nó bù đắp. Kia là một cái vượt qua kiếp tiên thậm chí vượt qua trường sinh giả phạm vi năng lực đặc thù đại đạo. Tống Thư Hàng cảm giác mình coi như là vận dụng Tống U U cửu U chúa tể quyền hạt, đều không đủ để bù đắp trong cơ thể mình ẩn núp đầu thứ hai trường sinh chi đạo. Đầu này trường sinh chi đạo, giống như không đáy chi động, dính đến quá nhiều nội dung. Mà lại, hắn cũng minh bạch vì cái gì chính mình không có ngộ ra thuộc về trường sinh chi pháp lý luận, trên thân liền bắt đầu ngưng tụ trường sinh chi đạo khí tức. Bởi vì lúc này hắn, đã tại thực tiễn đầu này trường sinh chi pháp bộ phận hắn thiên phú công năng tu chân nói chuyện phiếm công năng, thân là server hắn, chính là trường sinh chi pháp một cái khâu. Nhưng tu chân nói chuyện phiếm công năng, cũng không phải là đầu này trường sinh chi đạo toàn bộ. Đầu này trường sinh chi đạo còn cần hướng trong đó bổ sung càng nhiều nội dung. Càng nhiều lý luận, đưa nó hoàn thiện. Tống Thư Hàng cảm giác trong cơ thể mình còn có rất nhiều linh kiện tại cùng đầu này trường sinh chi pháp có dính dấp. Bạch tiền bối vì hắn họa kim đan cửu long văn, phi kình kim đan lên tinh lộ đồ, thánh ấn, căn nguyên văn tự pháp tắc, vay mượn pháp tắc, nhân quả chi lực, công đức võng lạc vân vân. Mà lại, mấu chốt nhất một điểm đầu này trường sinh chi đạo phải dựa vào phương thức gì, để cho mình trường sinh bất tử. Không biết rõ ràng điểm này, liền căn bản là không có cách đem trường sinh khí tức ngưng tụ thành trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Đầu này động không đáy trường sinh chi đạo, phát triển ra, trong lúc mơ hồ cùng thiên đế viễn cổ thiên đình chi đạo có một ít chỗ tương đồng. Muốn đem đầu này trường sinh chi đạo bổ xong, hẳn là muốn đứng tại siêu việt trường sinh giả thậm chí cửu u chúa tể độ cao, hướng phía dưới nhìn xuống, đến đẩy ngược đầu này trường sinh chi pháp. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Siêu việt trường sinh giả, cửu u chúa tể. Nói cách khác, phải đứng tại thiên đạo góc độ,
lấy thiên đạo tầm nhìn đến đối đãi vấn đề này. Ta nếu có thể đứng tại thiên đạo góc độ đến hoàn thiện đầu này trường sinh chi đạo, ta còn cần trường sinh chi pháp. Trừ phi, sau đó chứng đạo đệ cửu thiên đạo, là bạch tiền bối hoặc là hắn nhận biết một thân vật trang sức đại lão bên trong một vị. Kể từ đó, tiền bối nhóm chứng đạo bất hủ về sau, đứng tại thiên đạo góc độ đến giúp hắn đẩy ngược trường sinh chi đạo. Mà hắn tựa như một con cá ướp muối đồng dạng, cái gì đều không cần nghĩ, nằm chờ thiên đạo cho hắn bật hách, hoàn thiện trường sinh chi pháp. Thật tốt, Tống Thư Hàng tâm nói. Nhưng là, hắn lại không thể thật chờ bạch tiền bối hoặc là trên người vật trang sức tiền bối nhóm cứ như vậy đi chứng đạo bất hủ. Cá ướp muối cũng là có mơ ước, ngẫu nhiên cũng cần xoay người. Hơn nữa còn có thiên đạo bạch lưu lại hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo phương án. Nếu có thể lại nhập mộng một lần thiên đạo béo cầu liền tốt, nhập mộng đến thiên đạo béo cầu sáng tạo thiên đế cũng suy tính ra thiên đình chi đạo khâu, tham khảo một chút thôi diễn quá trình, nói không chừng có thể tìm tới điểm linh cảm. Thật không được, đầu này động không đáy trường sinh chi đạo trước tiên có thể thả một chút. Trước suy nghĩ ra cửu tử nhất sinh trường sinh chi đạo, chứng đạo trường sinh. Sau đó lại chờ cơ duyên, đi hoàn thiện động không đáy sinh trường chi đạo. Tựa như tiền nhiệm thiên đế đát đát tử đồng dạng, mặt ngoài nàng chiếm cứ vũ nhu tử linh quỷ sau còn chống đỡ viễn cổ thiên đình chi đạo, nhưng trong xương bên trong nàng dùng thủ đoạn đã là thời gian chi đạo. Một đêm viễn cổ thiên đình chi đạo truyền cho kim quái đảo chủ về sau, nàng lập tức liền có thể lấy thời gian chi đạo không có khe hở kết nối, lại chứng trường sinh. Tống Thư Hàng cũng có thể học đát đát tử thao tác, quay đầu đi trước điều động Tống U cửu U chúa tể quyền hạn. Nhìn xem có thể hay không suy nghĩ ra cửu tử nhất sinh trường sinh chi pháp thời cơ, bước ra phương diện này đại đạo. Thời cơ chín muồi về sau, đem cái này cửu tử nhất sinh chi đạo truyền thừa cho người khác hoặc là vứt bỏ. Thậm chí dứt khoát có thể tại cửu tử nhất sinh chi đạo bên trên tiến hành phiên bản thăng cấp, không có khe hở kết nối đến động không đáy trường sinh chi pháp. Tống Thư Hàng ở trong lòng thôi diễn một lần, cảm giác có thể thực hiện. Trong lòng xác định đáp án về sau. Quanh người hắn trường sinh giả khí tức bắt đầu thu liễm. Đồng thời, phía dưới trên trăm cái tiểu thập lục nhóm rời con mắt. Tô thị 16, một đưa tay đối không trung nhẹ nhàng đẩy, không gian ý thức bắt đầu khép kín, Tống Thư Hàng ý thức bị đẩy ra Tô thị A thập lục không gian. Long mộ bên trong, Tống Thư Hàng mở to mắt. Vừa mở mắt lúc, liền nhìn thấy Bạch Long tỷ tỷ đang đối mặt, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Ối! Tống Thư Hàng bị lóe sáng long đồng giật nảy mình, làm gì đâu, Bạch Long tỷ tỷ. Người ngộ ra trường sinh chi đạo rồi, Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Vừa rồi từ Tống Thư Hàng trên đầu có sương mù vọt lên, quỷ phiến khí thức nồng đậm. Nhưng Bạch Long tỷ tỷ loại này đẳng cấp người trong nghề liếc mắt liền nhìn ra, những cái kia sương mù là bởi vì Tống Thư Hàng trường sinh chi đạo khí thức liên lụy mà tới. Tấn cấp nhanh vậy thì thôi, liền ngưng tụ trường sinh chi đạo cũng phải như thế đuổi. Không có đâu, ta đối trường sinh chi pháp còn không có hoàn chỉnh đầu mối. Tống Thư Hàng khoát tay nói. Bạch Long tỷ tỷ, vậy ngươi trên người trường sinh khí tức là chuyện gì xảy ra? Là ta đường dễ vượt qua, mặc dù ta còn không có triệt để lý giải trường sinh chi đạo, nhưng thân thể đã tại chấp hành trường sinh chi đạo bộ phận khâu. Tống Thư Hàng đáp. Bạch Long tỷ tỷ, tốt một cái đường dễ vượt qua. Lời này của ngươi nếu là nói ra. Chư thiên vạn giới kiếp tiên nhóm nếu không phải đánh không lại ngươi, đã sớm tới cửa dùng tiểu quyền quyền đưa ngươi trùy thành bá tống tương. A thập lục còn tốt chứ? Bạch Long tỷ tỷ lại dò hỏi. Tống Thư Hàng cái chán thứ ba thần nhãn quan bế, gật đầu nói, trước mắt đến xem tiến triển phi thường thuận lợi. Đang khi nói chuyện, Tô thị A thập lục mở mắt. Thí luyện nghi thức kết thúc rồi à? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Còn không có. Dự tính A thập lục còn cần ngủ say chừng 3 giờ thời gian, tiêu hóa nghi thức thu hoạch. Tô thị A thập lục trong miệng phát ra linh quỷ tiên tử thanh âm. Là nàng tạm thời tiếp thu A thập lục thân thể, thay hành động. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, đoán chừng sẽ tiến vào độ kiếp trạng thái. Thư Hàng ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, linh quỷ tiên tử khống chế Tô thị A thập lục, khoa tay nói. Tấn cấp, A thập lục kim đan cấu đồ hoàn thành, Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn cũng từng trải qua kim đan giai đoạn, lúc ấy một hơi họa 7 cái tiểu kim đan cấu đồ, kém chút không có đem hắn giày vò điên rồi. Kim đan cấu đồ đặc biệt là cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt, quả thực là mài người tinh bên trong sữa đậu nành cơ.
A thập lục kim đan cấu đồ đã hoàn thiện, nàng có 100 cái tiểu thập lục hỗ trợ họa chương này kim đan cấu đồ, chỉ chờ nàng bản thể từ ngủ say bên trong tỉnh lại, điểm lên cuối cùng một bút. Linh quỷ tiên tử đáp. Tống Thư Hàng. 100 cái tiểu thập lục lại còn có thể giúp đỡ họa kim đan cấu đồ. Lúc trước ta tại 5 tấn lục thời, nếu như thể nội có 100 cái nhỏ Thư Hàng. Tống Thư Hàng não bổ một chút màn này, tại không gian ý thức của mình bên trong nếu có 100 cái nhỏ Thư Hàng. Ân, vẫn là quên đi. Hoàng Sơn mụ mụ tâm đã rất mệt mỏi, cho nên vẫn là không cần cho hắn gia tăng gánh chịu. Tại, đột nhiên, Hoàng Sơn mụ mụ liền phảng phất có tâm linh cảm ứng đồng dạng, thông qua tu chân nói chuyện phiếm gửi đi một đầu tin tức. Tống Thư Hàng kém chút liền cho rằng Hoàng Sơn tiền bối đang theo dõi hắn. Nói không chừng, Hoàng Sơn tôn giả thiết lập mẫn cảm từ, hắn chỉ cần tưởng tượng Hoàng Sơn mụ mụ chờ chữ, liền sẽ bị Hoàng Sơn tiền bối cảm ứng được. Chúng ta muốn tới cửa nhà ngươi. Hoàng Sơn mụ mụ tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, đến liệt khách quan. Tu Liêu 4 năm tròn hoạt động, sắp bắt đầu rồi hoạt động kỹ càng nhìn lời của tác giả bên trong kết nối đây là 4 năm tròn hoạt động. Cũng là tu liêu cái cuối cùng tròn năm khánh rồi mọi người, vui sướng chơi đùa đi. Hoàng Sơn tiền bối tới, cái kia cái khác Cửu Châu nhất hào quần tiền bối nhóm sẽ còn xa sao. Tống Thư Hàng nhắm mắt, ý thức thẩm thấu đến hạch tâm thế giới bên trong, nhìn xuống điện thoại di động của mình lên ngày. Năm 2020 ngày 24 tháng 1, 6 giờ tối, 30 tháng chạp. Đối Hoa Hạ người mà nói, đây là cũ một năm ngày cuối cùng, năm đầu sắp đến thời gian. Đối đại đa số người bình thường đến nói, một ngày này đều có phi thường đặc thù ý nghĩa. Qua hết một ngày này, ta liền lại lớn một tuổi. Tống Thư Hàng thâm trầm nói. Ghi nhớ bá Tống tuyệt dục năm thứ nhất, sở các chủ thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng. Sở các chủ trước kia không phải như vậy, nhưng trạch tại hạch tâm thế giới lâu về sau, nàng cũng trở nên yêu đâm nhân tâm. Đâm nhân tâm là một loại thói quen xấu, quấn lại hung ác. Liền sẽ mất đi nhân tâm. Chúc ta năm mới vui vẻ, sở tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ phun bong bóng, nói, đừng nhìn ta hiện tại toàn bộ bích thủy các đều nổ, còn sót lại cũng đã cho sở. Nếu như người nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được hồng bao, liền đi đánh sở đi. Tống Thư Hàng thở dài, ta sợ nàng vặn ta đầu. Rõ ràng hắn đã dùng một cái vân tước tử tiên tử đầu gán nợ. Nhưng là sở tại tu chân nói chuyện phiếm bên trong xương hào vẫn là thiếu ta một cái đầu người. Nói rõ sở các chủ còn băn khoăn Tống Thư Hàng đầu. Sở các chủ nghe đến đó, đột nhiên có hào hứng nói, ta lập tức cho nàng phát cái tin, để nàng nhớ kỹ cho ngươi chúc Tết, nhớ kỹ mang qua năm hồng bao. Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ý thức từ hạch tâm thế giới bên trong rời khỏi về sau, liền phát hiện tầm mắt của mình đang điên cuồng xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, chính mình giống như cái cầu đồng dạng, bị Tô Thị A thập lục một ngón tay đỉnh lấy không ngừng xoay tròn. Làm gì đâu, Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Bởi vì ngươi đột nhiên thất thần, gọi thế nào ngươi cũng không có phản ứng, tức giận. Linh quỷ tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, đừng làm rộn, là Hoàng Sơn mụ mụ liên hệ chúng ta, nói sắp đến nhà chúng ta. Ta mới vừa ở hồi phục Hoàng Sơn mụ mụ vấn đề. Thuận tiện nhìn xem thời gian. Nha, linh quỷ tiên tử lúc này mới ngừng Tống Thư Hàng xoay tròn đầu. Đi, trở về tiếp Hoàng Sơn tiền bối. Bạch Long tỷ tỷ, A thập lục hiện tại có thể rời đi Long mộ sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn lấy mình Long mộ, như có điều suy nghĩ. Vậy ta mở ra cổng không gian. Tống Thư Hàng đầu trong hư không va chạm, dựa vào đầu sắt phá tan một cái cổng không gian. Linh quỷ tiên tử cộng Tô Thị A thập lục ôm đầu của hắn, một bước vào cổng không gian, tiến về Văn Châu thành phố Bạch Kinh lộ vị trí. Tại Tống Thư Hàng cùng A thập lục về sau, Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt rời lên chính mình quan tài thủy tinh, lộ ra quan tài thủy tinh bên dưới tản ra thất thải bảo quang lượng lớn tài phú. Bạch Long tỉ tỉ chớp chớp, lấy ra hai tấm viễn cổ thiên đình tiền giấy, đưa chúng nó phân biệt nhét vào hai cái hồng bao bên trong. Viễn cổ thiên đình tiền giấy sớm sẽ theo viễn cổ thiên đình vẫn lạc mà biến không có chút giá trị, không cách nào thực hiện thành linh thạch. Bất quá, bọn chúng vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Mặt khác viễn cổ thiên đình tiền giấy còn có thể chế tác thành chuyển vận hộ thân phù,
thân là viễn cổ thiên đình thông dụng giao dịch tiền tệ, bọn chúng tự thân liền mang theo viễn cổ thiên đình khí vận. Loại này khí vận chế tác thành hộ thân phù về sau, có thể ở một mức độ nào đó mang cho người nắm giữ hảo vận. Có thể từ một đầu chân long móng vuốt bên trong móc ra hai tấm ngân phiếu, Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng đã đủ để kiêu ngạo. Mang theo hai cái hồng bao, Bạch Long tỷ tỷ ung dung trốn vào đến không gian thông đạo, đuổi theo Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng đầu trở về sau, cùng thân thể tổ hợp, từ Mộc Lực Cơ một lần nữa hóa thành vì hoàn chỉnh Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, Hoàng Sơn Mụ, tiền bối nói muốn tới. Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Da đen Vũ Nhu Tử hiện thân, nói, Tống tiền bối, Bạch tiền bối cùng ta bản thể cùng đi bắt giữ qua Niên Yến Thụy Thú, ta vừa liên hệ, bản thể nói các nàng một hồi trở về. Hạch tâm thế giới chúng ta đã không sai biệt lắm bố trí thỏa đáng, bia đá đạo hữu nói. Lý Âm Trúc, A Tống gia cũng sửa sang lại một lần. Vất vả mọi người, như vậy tiếp xuống, cùng ta tới cửa nghênh đón tiền bối nhóm đi. Tống Thư Hàng một tay ôm lấy Lý Âm Trúc, một cái tay khác ôm lấy máy móc chứng nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu. Sở Sở, Tiểu Thải theo sát sau lưng hắn. Một hồi Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối nhóm đến về sau, ta cho các ngươi giới thiệu, kêu ngọt một điểm, bọn hắn hồng bao liền sẽ cho càng lớn. Tống Thư Hàng nói. Đã năm nay hắn đã không thu được Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối nhóm hồng bao, vậy nhất định muốn để chính mình đệ tử cùng nữ nhi lợi ích tối đại hóa. Đến, lúc này, Hoàng Sơn tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng bước nhanh đi vào cửa nhà, mở cửa ra. Hôm nay Hoàng Sơn tiền bối vẫn như cũ soái khí có phong phạm, bởi vì là đến Tống Thư Hàng nhà qua năm, trên người hắn mặc cũng là hiện đại hóa thường phục. Đây là quần chủ Hoàng Sơn tiền bối. Là ta tại quần bên trong người tôn kính nhất một trong. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Hoàng Sơn tiền bối ngày tốt, ta là sư phụ nhị đệ tử Sở Sở, đằng sau ta chính là sư tỷ Tiểu Thải. Sở Sở mang theo Tiểu Thải hành lễ. Sở Sở chúc mừng năm mới. Hoàng Sơn tiền bối nhẹ gật đầu, nhà hắn cậu tử có Sở Sở chảy mau bệnh, đến nay hắn còn không biết nhà mình cậu tử vì cái gì chảy Sở Sở. Đây là năm mới lễ vật, một năm mới. Người về mặt tu luyện cũng phải nỗ lực tu luyện. Hoàng Sơn tiền bối đưa lên hai đôi pháp khí, giao cho Sở Sở cùng Tiểu Thải. Là nguyên bộ phi hành pháp khí Phong Hỏa Luân, cùng Đậu Đậu lúc trước đăng tràng lúc dùng chính là cùng khoản, nếu như tu sĩ không có đạt tới tứ phẩm cảnh giới, cũng có thể thông qua bổ sung linh thạch để duy trì Phong Hỏa Luân tiêu hao, sớm thể nghiệm phi thiên diệu dụng, chính thích hợp Sở Sở cùng Tiểu Thải. Đón lấy. Hoàng Sơn tiền bối lại vì Lý Âm Trúc cùng Tiểu Lăng Tiêu chuẩn bị bảo vật. Một kiện nhìn qua rất dự âm áo lông chồn áo choàng, cùng một cỗ tiên thuyền chìa khóa. Áo choàng là chuẩn bị cho Lý Âm Trúc, tiên thuyền thì là định chế bản thiếu nhi hình tiểu tiên thuyền, xem như cho Tiểu Lăng Tiêu đồ chơi. Ngươi không phải còn có mấy vị đệ tử sao? Hoàng Sơn tiền bối hỏi. Còn có một vị nhập môn đệ tử, còn chưa tới. Một vị khác Mễ Lộ Lộ, nàng còn phải lưu tại mộng giới. Tống Thư Hàng trả lời. Vậy được, các nàng lễ vật ta đến lúc đó cho. Đúng, đây là đưa cho ngươi hồng bao. Hoàng Sơn tiền bối dứt lời, lại từ trong ngực móc ra một cái thật dày hồng bao, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lập tức nhãn tình sáng lên, Hoàng Sơn tiền bối chuẩn bị cho ta hồng bao. Vẫn là Hoàng Sơn mụ mụ tốt. Mở ra xem một chút đi, vì chuẩn bị món lễ vật này, ta cũng phí đi một phen tâm tư, điều tra qua tập tục. Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười. Có thể chứ, Tống Thư Hàng đưa tay, mở ra thật dày hồng bao. Sau đó, hắn thấy được hồng bao bên trong một chồng hẹn 10000 NDT. Đỏ rừng rực tiền giấy, duyệt nhân nhãn mục. Đây chính là toàn bộ hoa hạ người gặp người thích đồ vật, hiếm có người không thích nó. Tống Thư Hàng. Năm mới vui vẻ, Thư Hàng. Hoàng Sơn tiền bối nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, đây là tiền mừng tuổi. Chúc mừng ngươi qua hết sau hôm nay, liền muốn giải một tuổi. Ta cố ý nghiên cứu qua, hiện tại người bình thường ở giữa, bình thường đều đưa mấy trăm đến 1000 tiền mừng tuổi, ta chỗ này là 10000 nguyên chỉnh, gấp 10 vui vẻ, thật quá vui vẻ. Tống Thư Hàng cầm trong tay gấp 10 vui vẻ, tâm tình phức tạp. Đúng rồi A Thập Lục, cũng có phần của ngươi. Hoàng Sơn tiền bối lại lấy ra một cái hồng bao, nơi này là 1000 ngũ phẩm linh thạch, năm mới vui vẻ. Tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối. Linh quỷ tiên tử cộng Tô Thị A Thập Lục điềm nhiên hỏi. A, Tiểu Thập Lục rốt cục cũng sẽ ngọt ngào cười, có tiến bộ.
Hoàng Sơn Tôn giả khích lệ nói, tiếp tục giữ vững. Trước kia Tô Thị A Thập Lục tính cách hảo cường, mặc dù cũng có lễ phép, nhưng cười ngọt như vậy Hoàng Sơn Tôn giả cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. A Thập Lục cũng đã trưởng thành A, nhìn thấy quần bên trong bọn hậu bối từng cái trưởng thành, Hoàng Sơn tiền bối nội tâm vui mừng. Cổ vũ xong, Hoàng Sơn tiền bối hai tay thả lỏng phía sau, nghênh ngang hướng trong phòng bước đi. Tống Thư Hàng nhìn lấy mình trong tay gấp 10 vui vẻ. Hoàng Sơn tiền bối đây tuyệt đối là cố ý. Dù là đưa một vạn nhất phẩm linh thạch cũng tốt, đưa một vạn NDT có thể làm gì? Theo thực lực cảnh giới tăng lên, Tống Thư Hàng đối NDT nhu cầu đã rất thấp. Từ cái thứ nhất tiểu boss đàn chủ trên thân soát tiền đến bây giờ cũng còn có còn thừa. Dù sao hắn dùng tiền cơ hội không nhiều lắm. Bất quá, liền xem như NDT ép tuổi bao, đối Tống Thư Hàng đến nói cũng là cái hồng bao cái khác cửu châu nhất hào quần tiền bối. Nói không chừng liền NDT ép tuổi bao cũng sẽ không vì hắn chuẩn bị. Sở các chủ ngốc mau nói, có hồng bao dù sao cũng so không có hồng bao tốt. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tống Thư Hàng đem thật dày tiền mừng tuổi hồng bao thu hồi, quay lại ta mang mọi người đi cửa hàng dạo chơi, mọi người có coi trọng thứ gì cứ việc chọn, không cần khách khí với ta. Hiện thế cửa hàng, kỳ thật cũng có thật nhiều thú vị đồ chơi nhỏ. Trên người vật trang sức tăng nhiều về sau. Hắn chuẩn bị cho vật trang sức nhóm đều mua cái điện thoại, ma cải một chút. Nếu có cơ hội, hắn còn chuẩn bị đem tu chân nói chuyện phiếm hộ khách Đoan Mân Mê ra một cái cùng loại điện thoại giao diện ra, tăng cường điều khiển tính năng. Mặt khác, hắn cùng Tô Thị A Thập Lục lần trước dạo phố, đã là thật lâu trước đó. Cho dù là qua năm, Tống Thư Hàng vẫn là có rất nhiều muốn làm sự tình. Trong lúc đang suy tư, trên bầu trời lại có tiền bối ngự kiếm giáng lâm. Độn quang hàng tại Tống Thư Hàng nhà cổng về sau, che giấu thân hình huyễn thuật trận pháp tán đi, lộ ra ôm dược sư cánh tay Giang Tử Yên cô nương. Hai người kia lệch ra dính cùng một chỗ, toàn thân trên dưới đều phóng xuất ra ngọt ngào cẩu lương mùi thơm. Đã lâu không gặp, Thư Hàng, dược sư tóc thật dài bị đâm thành lưu loát đuôi ngựa, nhưng hắn mắt quầng thâm tựa hồ càng đậm. Rõ ràng gần nhất, dược sư tiền bối luyện đan số lần đều giảm bớt rất nhiều. Suốt đêm luyện đan thời gian cũng thiếu rất nhiều. Xem ra, Giang Tử Yên tiên tử muốn cái bảo bảo nguyện vọng rất mãnh liệt. Đương nhiên, mọi người cũng không lo lắng dược sư tiền bối trạng thái thân thể, dược sư có thể là cửu châu nhất hào quần bên trong y thuật xếp hạng trước ba tồn tại, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu được bảo vệ mình thân thể. Đã lâu không gặp, dược sư tiền bối, từ ngươi cùng Tử Yên tiên tử kết hôn về sau, chúng ta gặp mặt liền thiếu đi. Tống Thư Hàng nghênh đón tiếp lấy. Dược sư tiền bối ôn hòa nói, dù sao chúng ta tại hưởng tuần trăng mật, về sau có cơ hội, ta đem chúng ta hưởng tuần trăng mật lữ trình phục chế một phần cho ngươi, ngươi có thể học tập lấy một chút. No rồi, Tống Thư Hàng nói. Ở bên cạnh hắn, Sở Sở tức thời tiến lên, mang theo tiểu thải hành lễ. Lý Âm Trúc cùng tiểu lăng tiêu cũng ngọt ngào chào hỏi. Dược sư tiền bối vẻ mặt tươi cười. Phân biệt đem từng cái hộp nhỏ đưa cho bốn tiểu cô nương, nơi này đều là hắn gần nhất nghiên cứu ra được tu luyện phụ trợ đan dược, tác dụng phụ bị hắn áp xúc đến cực hạn. Đón lấy, hắn lại lấy ra hai cái hộp nhỏ, đưa cho Tống Thư Hàng. Ta sao, dược sư tiền bối ngươi vì ta cũng chuẩn bị năm mới lễ vật. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên cái này trong hộp, khẳng định không phải NDT, hắn ngửi thấy đan dược mùi thơm. Không nghĩ tới trừ Hoàng Sơn tiền bối bên ngoài, còn có cái khác tiền bối vì hắn chuẩn bị năm mới lễ vật. Vậy trừ dược sư tiền bối bên ngoài, cái khác cửu châu nhất hào quần tiền bối có thể hay không kỳ thật cũng vì hắn chuẩn bị năm mới gói quà. Tiền bối nhóm có thể hay không ngoài miệng nói không chuẩn bị cho hắn năm mới lễ vật, nhưng trên thực tế ngầm nội tình bên trong đều chuẩn bị đại lễ. Tống Thư Hàng tiếp nhận hai cái hộp nhỏ, đắc ý nói, tiền bối các ngươi quá khách. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là dược sư cho người phụ mẫu chuẩn bị lễ vật. Tử Yên tiên tử ngắt lời nói. Tống Thư Hàng, là có thể làm người bình thường duyên thọ đan dược, cha mẹ của ngươi hẳn là có thể dùng tới. Dược sư tiền bối nói, đây là hắn năm nay vì chính mình phụ mẫu nghiên cứu ra được đan dược loại sản phẩm mới, vừa vặn vì Tống Thư Hàng cũng chuẩn bị hai phần. Tạ ơn dược sư tiền bối, Tống Thư Hàng cất kỹ phần lễ vật này, mặc dù không phải cho hắn. Nhưng dược sư tiền bối tâm ý hắn nhận được. Phần lễ vật này, chính là Tống Thư Hàng phụ mẫu chỗ cần thiết. Thập Lục, đây là phần của ngươi. Ngươi kích hoạt lên chân long huyết mạch,
nơi này có mấy cái long tức đan, đối ngươi sẽ có trợ giúp. Dược sư lại cho Tô Thị A Thập Lục bổ một phần lễ vật. Tạ ơn dược sư tiền bối. Linh quỷ tiên tử hình thức Tô Thị A Thập Lục hì hì cười nói. Đợi dược sư đưa xong hồng bao về sau, Giang Tử Yên từ trong ngực móc ra một cái thẻ, đưa cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng, đây là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật. A, à, ta sao? Tống Thư Hàng trong lòng vui mừng, Tử Yên tiên tử, đây là cái gì? Dược sư siêu cấp giường lớn phòng VIP thẻ, bằng tấm thẻ này có thể tùy thời dự định dược sư VIP giường lớn phòng. Tử Yên tiên tử nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, nói đùa, bằng thực lực ngươi bây giờ, chỉ có ngươi đem người khác đè xuống đất ma sát đưa đến dược sư VIP giường lớn phòng, nào có người có thể đưa ngươi đưa đến dược sư phòng bệnh. Mà lại, ngươi trọng thương tỷ lệ quá nhỏ, ngươi thường thường đều là trực tiếp chết. Giang Tử Yên tiên tử mỉm cười nói. Tống Thư Hàng, Giang Tử Yên tiên tử loại này ác liệt tính cách, dù cho kết hôn cũng không biến mất. Đây là một chương tin tức thẻ tồn chữ, nó bên trong có dược sư tại hiện thế địa cầu mấy đầu kiếm người bình thường tiền tệ con đường. Dược sư nói hắn đã từng đã đáp ứng mang ngươi kiếm tiền mang ngươi bay, bất quá về sau một mực không có cơ hội cho ngươi. Hiện tại, thừa dịp qua năm, vừa vặn đem mấy cái này con đường đưa ngươi. Ngươi nếu là dùng tiền, có thể tiện tay kiếm chút. Giang Tử Yên nhếch miệng lên, tiêu chuẩn cười xấu xa. Tống Thư Hàng, dược sư tiền bối lúc trước hoàn toàn chính xác đã đáp ứng dẫn hắn kiếm tiền. Tiền bối quả nhiên lời hứa ngàn vàng, dù cho lại lâu trước ước định, cũng cuối cùng rồi sẽ đi thực hiện. Bất quá, đây cũng là một phần cùng NDT có quan hệ năm mới lễ vật. Tiền bối nhóm sẽ không là hẹn xong à. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, ở trước mặt hắn có một cái cổng không gian mở ra. Cổng không gian nhẹ nhàng lắc lư, sau đó Bắc Phương Đại Đế từ hư không bên trong bước ra. Năm mới vui vẻ, bá Tống tiểu hữu. Bắc Phương Đại Đế cười nói. Lúc này, Đại Đế trong tay nắm vuốt một cái hồng bao, thật dày, nhìn qua có 2 vạn đồng tiền độ dày. Đại Đế cũng phải đưa NDT tiền mừng tuổi. Bắc Phương Đại Đế. Vì cái gì hắn chúc bá Tống năm mới vui vẻ về sau, bá Tống ngược lại một mặt quỷ dị biểu lộ. Tống Thư Hàng trên bờ vai, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hiếu kỳ hỏi, Bắc Phương đạo hữu cũng là đến đưa năm mới lễ vật sao? Không phải, ta tới là có sự tình khác. Bắc Phương Đại Đế đem cái kia hồng bao đưa cho Tống Thư Hàng, nói, đây là chúng ta cùng tân nhiệm thiên đế Kim Quái đảm tốt hợp đồng. Kim Quái đồng ý tạm thời cho mượn thiên đình mảnh vỡ, chuyển rời đến Tống Thư Hàng tiểu hữu hạch tâm thế giới. Đây là Kim Quái giao cho Thư Hàng tiểu hữu tin, cùng hợp đồng nội dung. Tống Thư Hàng, thư tín tại sao phải dùng đỏ chót phong chứa? Tống Thư Hàng tiếp nhận màu đỏ thư tín về sau, hiếu kỳ hỏi, Bắc Phương tiền bối, các ngươi là thế nào thuyết phục Kim Quái tiền bối? Thiên đình mảnh vỡ đối Kim Quái tiền bối mà nói tựa như là căn, hắn vậy mà lại nguyện ý cho mượn. Chúng ta hẹn gặp tại nghi thức kết thúc về sau, liền đem hoàn chỉnh thiên đế quyền hạn giao lại cho Kim Quái. Như thế, hắn liền nguyện ý đem trong tay thiên đình mảnh vỡ cho chúng ta mượn dùng một lát. Bắc Phương Đại Đế truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng. Hoàn chỉnh thiên đế quyền hạn. Thiên đế quyền hạn không phải Đát Đát Tử truyền vị cho Kim Quái tiền bối sao? Chẳng lẽ Đát Đát Tử truyền thừa xuống thiên đế quyền hạn vẫn là không hoàn chỉnh? Thiên đế quyền hạn đã từng một trận bị cắt phân. Có một bộ phận thiên đế quyền hạn, tại trong tay chúng ta. Bắc Phương Đại Đế tiếp tục truyền âm trả lời. Cái này cũng có thể. Tống Thư Hàng, Tú. Bắc Phương Đại Đế cái này không biết tên tổ chức thao tác, thực tế là Tú đến ra đầu tỏa sáng, tóc đều muốn bị Tú tuột biến chọc. Lại nói, Bắc Phương tiền bối các ngươi muốn cái gì thời điểm tổ chức nghi thức? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn bên này lập tức sắp qua Tết. Chúng ta sang năm lại cử hành nghi thức. Bắc Phương Đại Đế lộ ra nụ cười ôn nhu. Băng Sơn Hòa Tan ấm nam cười. Phóng tới phim truyền hình bên trong có thể trực tiếp thu hoạch ước đơn vị nữ fan hâm mộ đại sát khí. Qua hôm nay chính là sang năm, Xích Tiêu kiếm tiền bối nhịn không được nói. Bắc Phương tiền bối gật đầu nói, cho nên, chúng ta chờ ngươi qua hết năm, lại tổ chức nghi thức. Năm mới tình cảnh mới. Tiền bối quan tâm, Tống Thư Hàng mở ra màu đỏ phong bên trong thư tín. Kim Quái tiền bối trong phong thư nội dung. Chính là đơn giản miêu tả chính mình đồng ý đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tạm thời cho mượn, cái là mời Tống Thư Hàng tại nghi thức quá trình bên trong nhiều thay hắn lưu cái tâm nhãn, đừng để thiên đình mảnh vỡ bị hư hao.
Chỉ cần thiên đình mảnh vỡ bình yên vô sự, sau đó hắn sẽ cho Tống tiền bối lại cho lên một dương linh thạch. Đảo chủ tiền bối thật hào kiệt, Tống Thư Hàng thu về thư tín. Kim quái đảo chủ ở tiền nhiệm thiên đạo đát đát tử chỉ điểm, thật sâu bắt lấy Tống Thư Hàng nhược điểm, chỉ cần linh thạch cho đúng chỗ, cái gì đều không cần lo lắng. Cho dù có ngoài ý muốn, xem ở linh thạch trên mặt mũi, bá Tống cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Bất quá, kỳ thật coi như kim quái đảo chủ không nhắc lên linh thạch, Tống Thư Hàng cũng sẽ chú ý bảo hộ hắn thiên đình mảnh vỡ. Đảo chủ tiền bối năm đó cho Tống Thư Hàng lưu lại con thỏ bao một tấc thu nhỏ túi ân tình, Tống Thư Hàng còn nhớ ở trong lòng. Dù là lại nghèo, hắn cũng sẽ không quên ân tình. Người nghèo chí không ngắn. Trừ thư tín bên ngoài, còn có một phần hợp đồng ước định, là kim quái đảo chủ cùng Bắc Phương Đại Đế một đoàn người ký kết khế ước. Tống Thư Hàng thô sơ giản lược liếc qua khế ước, lực chú ý tại cuối cùng ký tên bên trên. Trình Lâm Tiên Tử. Trình Cầu Đản là nhân vật đại biểu. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bắc Phương Đại Đế, Trình Cầu Đản. Ta nói là, vì cái gì phần này hợp đồng muốn giao cho ta? Tống Thư Hàng đem hợp đồng này thu hồi, xảo diệu nối liền mới chủ đề. Hợp đồng một thức ba phần, hạch tâm thế giới là địa bàn của ngươi. Cho nên trong đó có một phần hợp đồng liền chuyển giao từ ngươi đến bảo tồn. Bắc Phương Đại Đế đáp. Tống Thư Hàng, thì ra là thế. Hắn đưa tay đem thư tín hòa hợp cùng đều bỏ vào vòng tay pháp khí bên trong, cất giữ thỏa đáng. Đúng rồi, Bắc Phương tiền bối. Muốn lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ qua năm không? Tống Thư Hàng nói. Bắc Phương Đại Đế lắc đầu, ta còn phải đi hỗ trợ đem kim quái thiên đế thiên đình mảnh vỡ chuyển di tới. Vậy ta liền không lưu tiền bối. Tống Thư Hàng dứt lời, lại đưa tay đem kim quái làm phong thư hồng bao phong bíp lấy ra, lại từ Hoàng Sơn tiền bối làm gấp 10 vui vẻ ép tuổi trong bọc lấy ra 1.000, nhét vào hồng bao phong bíp bên trong, đưa cho Bắc Phương Đại Đế. Bắc Phương Đại Đế. Năm mới vui vẻ, tiền bối. Tống Thư Hàng chúc phúc nói. Còn có cái này tập tục. Bắc Phương Đại Đế tiếp nhận hồng bao, mỉm cười, sau đó quay người mở ra cổng không gian. Liền dẫn Tống Thư Hàng năm mới chúc phúc rời đi. Đại đế căn bản liền không có đáp lễ ý nghĩ. Kế Bắc Phương Đại Đế về sau, một vị tiếp một vị cửu châu nhất hào quần thành viên, từ các nơi trên thế giới chạy tới. Mọi người đến trước đó đều tại quần bên trong hẹn xong thời gian, cho nên đến Văn Châu thành phố thời gian đều tương đối tiếp cận. Diệt Phượng công tử gặp một lần phía sau cửa, liền lộ ra soái khí thiếu dung. Thư Hàng nghe nói Hoàng Sơn tiền bối cho ngươi phát cái đại hồng bao. Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn tiền bối đều cho ngươi phát hồng bao, vậy chúng ta đương nhiên cũng phải đuổi theo quần chủ bộ pháp. Tới tới tới, đây là ta đưa cho ngươi đại hồng bao, 6.666 nguyên, mà lại đều là tiền giấy. Mặc dù không kịp Hoàng Sơn tiền bối gấp 10 vui vẻ, nhưng ta cái này 6.666 nguyên cũng rất may mắn. Đừng khách khí với chúng ta. Diệt Phượng công tử hào sảng lấy ra một cái thật dày hồng bao, trong đó còn kèm theo 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên loại hình tiền lẻ. Móc ra hồng bao về sau, Diệt Phượng công tử nhiệt tình đem cái này hồng bao nhét vào Tống Thư Hàng trong túi, đừng khách khí với chúng ta đều là người một nhà, khách khí với chúng ta cũng quá khách khí. Mau đưa túi mở ra, để ta đem 6.666 nguyên hồng bao bỏ vào. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Quả thực là đem 6.666 nguyên hồng bao kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng về sau, Diệt Phượng công tử lại đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, chọn lựa qua 5 lễ vật đưa cho Tống Thư Hàng đệ tử, nữ nhi. Diệt Phượng công tử bên này vừa phát xong 5 mới lễ vật, hậu phương cuồng đao tam lãng khiêng một cái bao vải to vào nhà, Thư Hàng tiểu hữu, ta tới đi. Tống Thư Hàng ngắm nhìn cuồng đao tam lãng tiền bối, lại nhìn thấy hắn một cái kia bao vải to, khóe miệng co giật, tam lãng tiền bối. Ngươi không phải nói qua, ta không phải ngươi Thư Hàng tiểu hữu, là ngươi Tống tiền bối sao? Ai ra, cái gì Tống tiền bối, gần sang năm mới, ta lãng mỗ muốn mặt. Thân là cửu châu nhất hào quần tiền bối, năm hết Tết đến rồi, ta đã vì ngươi chuẩn bị một phần kinh hỷ. Nhìn, ta bên này trù 8.888 mai tiền xu, cỡ nào may mắn một con số. Cuồng đao tam lãng nhiệt tình kéo đi lên, quả thực là muốn đem tiền xu kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Quay đầu ta liền đi nghiên cứu lôi điện hệ đạo pháp, nhìn xem có thể hay không để cái này 8.888 mai tiền xu phát huy được tác dụng. Tốt, không cùng ngươi nói giỡn.
Cuồng đao tam lãng đem tiền xu kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng về sau, lại đưa tay trong ngực móc ra một cái hồng bao, đưa cho Tống Thư Hàng, đây mới là ta chân chính vì ngươi chuẩn bị qua năm lễ vật xem như ngươi vài ngày trước giúp ta nho điển đáp lễ. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng bán tín bán nghi nhìn về phía tam lãng tiền bối. Một cái bảo tàng địa đồ, nghe nói bên trong ẩn giấu đi lượng lớn linh thạch, đã từng là cái nào đó chư thiên vạn giới cường đại tà tông quốc độ lưu lại to lớn tài phú. Cuồng đao tam lãng nghiêm túc trả lời, đây là một cái đã từng lấy tông phái lập quốc cường đại tà tông, tập một tông nhất quốc chi lực siêu tập lượng lớn linh thạch. Về sau một ngày nào đó, cái này tà tông quốc độ chọc tới đại địch, trong vòng một đêm tông môn bị phá, trong tông môn thành viên chạy trốn sói mòn. Bất quá bọn hắn tài sản to lớn lại lưu lại, trở thành bảo tàng. Chạy trốn tông môn thành viên liền không nghĩ tới thu hồi bảo tàng. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ta đây cũng không biết. Cuồng đao tam lãng nhíu mày. Tống Thư Hàng thu hồi tàng bảo đồ, tạ ơn tam lãng tiền bối. Không cần khách khí, cuồng đao tam lãng khoát tay áo, quay người hướng Vân Tước Tử vị trí bước đi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, chỉ tay một cái, tam thi bên trong ác thi bá ác hiển hiện. Hắn đem tàng bảo đồ đưa cho ác thi, đạo hữu, người đi xem một chút cái này tàng bảo đồ chỗ địa điểm. Bao trên người ta, ác thi tiếp nhận tàng bảo đồ, thân hình trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng ngắm nhìn đồng hồ thời gian. Qua năm đã tiến vào cuối cùng 60 phút đếm ngược, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cơ bản đến đông đủ. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử cũng đã đang đuổi về trên đường, một hồi liền đến. Thái Dương hệ mặt trăng vị trí. Khoảng cách qua năm chỉ còn cái cuối cùng giờ. Tống Béo Cầu hóa thành hình người bộ dáng, tay phải mang theo một cái dương kim loại, trong lòng tính toán thời gian. Là thời điểm đăng tràng. Một hồi nó muốn dẫn lấy chiến lợi phẩm ra sân, cho bản thể chế tạo niềm vui bất ngờ. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng chuyên môn hoạch xuất ra một mảnh dựa vào hồ, phong cảnh tươi đẹp khu vực, để dùng cho Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên qua năm hoạt động sử dụng. Phiến khu vực này là Tống Thư Hàng lúc trước chuẩn bị khai phát hạch tâm thế giới cảnh hồ biệt thự khu vực, chính là hạch tâm thế giới một mảnh hoàng kim khu vực. Sân khấu, biệt tuyết tiên cơ quan niên yến sân bãi đều đã bố trí thỏa đáng. Sắt thép phân thân cùng tự ngã thi bá, chính phụ trách làm bạn Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Lại có hạch tâm tiểu trợ thủ có thể ở khắp mọi nơi, từng ly từng tí chiếu cố hạch tâm thế giới bên trong tất cả thành viên, để mỗi vị khách nhân có xem như ở nhà cảm giác. Lần này hoạt động, trừ một chút không thích hợp mở ra khu vực bên ngoài, Tống Thư Hàng đem còn sót lại hạch tâm thế giới đều hướng tiền bối nhóm mở ra. Phong tỏa bộ phận khu vực, cũng không phải lo lắng tiền bối nhóm sẽ tiết lộ hạch tâm thế giới bí mật loại hình, cái là đơn thuần có chút không tiện tỉ như hạch tâm thế giới trung tâm hoạt tuyển chỗ. Bởi vì có sở các chủ bản thể tại ngâm suối thổ phao phao, không thích hợp đối ngoại mở ra, còn có hạch tâm thế giới cái nào đó bí mật phong tỏa khu vực, chôn lấy đại lượng thi cốt, cũng không thích hợp để Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tiếp xúc, còn nữa chính là tỉ như tương đối nguy hiểm tử vong xâm lâm khu vực. Khắp nơi là cạm bẫy, cũng bị Tống Thư Hàng phong tỏa. Bất quá lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên cũng không có tại qua năm hoạt động khu vực, bọn hắn tại sắt thép phân thân dẫn đạo bên dưới. Ngay tại tham quan sát phách viễn cổ thiên đình di tích khu vực. Vì phối hợp Bắc Phương Đại Đế tổ chức muốn tiến hành đặc thù nghi thức, Tống Thư Hàng lâm thời đem chính mình viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tụ tập lại một chỗ. Trừ số 111 nhà ăn thiên đình mảnh vỡ lần này bị vạch tới, dùng để sung làm biệt tuyết tiên cơ món ăn qua niên yến nơi trốn bên ngoài, còn lại thiên đình mảnh vỡ đều bị tụ tập tới. Dù sao sau đó, Tống Thư Hàng có thể dựa theo hạch tâm tiểu trợ thủ bảo tồn hạch tâm thế giới quy hoạch đồ. Đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ lại đè lúc trước quy hoạch chuyển rời về đi, vấn đề không lớn. Tống Thư Hàng bản thân liền góp nhặt không ít viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thiên đình tứ phương đại đế bốn tòa cung điện, Tống Thư Hàng một người liền độc chiếm trong đó hai tòa hoàn chỉnh di tích. Bắc phương đại đế Đông Chi Điện, Nam phương đại đế cái kia tòa mọc ra khí linh ý thức Nam Thu Tự. Còn sót lại rèn sắt đại đế Đông Phương tiền bối Đông Chi Xuân các Tống Thư Hàng cũng có ít mảnh vụn. Liền Tây Phương Đại Đế Hạ Cung Tống Thư Hàng đều có cái quảng trường. Còn có công đức xà Mỹ Nhân công đức điện, Tô Thị A Thập Lục gửi ở hắn cái này trọng lực điện vân vân. Mà lần này, càng thêm vào thiện thi bá thiện hiệp trợ đạo tử, từ nho ra nơi đó liên tục không ngừng chuyển di tới đại lượng thiên đình mảnh vỡ, lúc này Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong,
viễn cổ thiên đình di tích đã đơn giản quy mô. Chỉ cần là người tu luyện, đối đã từng chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực viễn cổ thiên đình đều sẽ cảm thấy hứng thú, liền xem như cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối nhóm, cũng hiếm có cơ hội một hơi tiếp xúc nhiều như vậy thiên đình mảnh vỡ. Hạch tâm thế giới bên ngoài, Văn Châu thành phố Tống Thư Hàng quê quán bên trong. Lão sư, Bạch tiền bối lúc nào đến? Biệt Tuyết tiên tử đang thúc giục lấy, Sở Sở lên tiếng nói. Bạch tiền bối cùng Vũ Nhu tử cùng một chỗ tổ đội đi bắt qua niên yến muốn dùng niên thú, bây giờ cách qua năm chỉ có hơn 50 phút. Ta liên lạc một chút, Tống Thư Hàng thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, hướng Bạch tiền bối khởi xướng trò chuyện. Đối diện, Bạch tiền bối tiếp lên trò chuyện, lên tiếng nói, Thư Hàng, ta cùng Vũ Nhu tử rẽ một cái, lập tức liền về. Để Biệt Tuyết tiên cơ chờ chúng ta 10 phút là được. Rẽ ngoặt, Bạch tiền bối người phát hiện cái gì tốt chơi chuyện, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Bạch tiền bối không rơi vô bảo chi địa, nếu như Bạch tiền bối rẽ ngoặt, hoặc là gặp gỡ bảo vật, hoặc là có gì vui sự tình hấp dẫn hắn. Lập tức liền muốn qua năm, ta coi như phát hiện chơi vui sự tình, cũng sẽ mang lên các người a, ta lần này rẽ ngoặt là làm chính sự. Bạch tiền bối cười nói. Ta là đột nhiên nhớ tới chúng ta lúc trước từ vô cực ma tông nơi đó giành được giao trì thiên đình mảnh vỡ, hiện tại đi đưa nó mang về. Đúng a, giao trì, ta kém chút cũng đưa nó quên đi, Tống Thư Hàng nói. Trình cầu đàn thiên đình mảnh vỡ giao trì, bị hắn cùng Bạch tiền bối từ vô cực ma tông trong tay cướp tới, tiện thể lấy còn gạt cái Lư Sơn Lộ Ma Tôn thần đăng. Hiện tại, Lư Sơn Lộ Ma Tôn còn tại Tống Thư Hàng bá giới bên trong phụ trách chiếu khán làm công vô cực ma tông đệ tử nhóm này vô cực ma tông đệ tử, có thể là cùng Tống Thư Hàng ký làm công miễn phí 10 năm hợp đồng. Lúc đầu nhóm này vô cực ma tông đệ tử làm công nơi trốn là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, hôm nay vì bố trí qua niên yến, Tống Thư Hàng đem bọn hắn lâm thời chuyển rời đến bá giới. Dù sao đều là Tống Thư Hàng địa bàn, ngày khác, chờ vô cực ma tông đệ tử 10 năm hợp đồng kết thúc về sau. Có thể cân nhắc toàn phái di chuyển đến Tống Thư Hàng bá giới, trở thành duy nhất một cái vào ở môn phái. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể thay Tống Thư Hàng có thù lao làm công, không còn không ràng buộc. Trên thực tế, lúc này bá giới bên trong vô cực ma tông các đệ tử, đã bị bá tống thủ đoạn chấn kinh đến nói không ra lời. Trừ cái kia bao la vô cùng cá nhân tiểu thế giới bên ngoài, bá tống đại lão lại còn có được một cái chư thiên vạn giới vị diện. Chúng ta, không đúng. Nói đúng ra là công tử Hải, lúc trước đến cùng là thế nào chọc loại tồn tại này. Công tử Hải làm hại ta. Bất quá, có lẽ đây cũng là cái cơ duyên. Bá tống đại lão cái này chư thiên vạn giới đại thế giới, tựa hồ cũng rất thiếu người. Có lẽ, đây là bọn hắn vô cực ma tông cơ hội. Tống Thư Hàng kết thúc cùng Bạch tiền bối thông nhanh chóng về sau, liền đối với Sở Sở nói, Sở Sở, trở về nói cho Biệt Tuyết tiên tử. Bạch tiền bối bọn hắn nhiều nhất 10 phút liền trở lại. Quần bên trong tiền bối nhóm không sai biệt lắm đến đông đủ. Người đi trước giúp Biệt Tuyết tiên cơ trợ thủ. Tiểu thải, người cũng đi hỗ trợ. Tiểu thải tại làm đồ ăn trong chuyện này không giúp đỡ được cái gì, nhưng nàng đao công xuất sắc, cũng có thể phát huy được tác dụng. Được rồi, lão sư. Sở Sở gật đầu nói. Nàng hiện tại kiêm tu tiên chủ chi đạo. Bồi tại Biệt Tuyết tiên cơ bên cạnh trợ thủ đối với nàng mà nói chính là một loại tu luyện. Lại nói, Joseph vẫn còn chưa qua đến. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn trước mấy ngày liền hướng Joseph phát tin tức, chuẩn bị lần này chính thức cùng hắn kết xuống sư đồ nhân quả. Đè Joseph tính cách, hẳn là đã sớm nhảy đát tới mới đúng. Nhưng bây giờ, lập tức liền muốn qua Tết, nhưng Joseph lại còn không có đến. Gọi điện thoại cho hắn. Linh quỷ tiên tử khống chế Tô Thị A thập lục thân thể, phiêu sau lưng Tống Thư Hàng, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Ta thử một chút, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, vạch ra Joseph danh tự. Nhưng hắn điện thoại vừa vang lên hai tiếng, liền bị tắt máy. Tống Thư Hàng. Joseph chắc chắn sẽ không chủ động quan hắn điện thoại. Chẳng lẽ, điện thoại bị trộm? Tống Thư Hàng suy nghĩ thoáng khẽ động, điều động một chút nguyên thần chi lực, sau một khắc. Hắn chạm tam thi kiếp tiên cấp thần thức bao phủ toàn bộ hoa hạ. Bất quá hắn thần thức bao trùm thoải mái im ắng, thấp hơn hắn cảnh giới tu sĩ, đều không thể phát giác được. Đón lấy, Tống Thư Hàng liền khóa chặt Joseph vị trí. Joseph thật đúng là xảy ra chuyện, hắn lúc này bị người trói gô, treo ở một cái động phủ trên trần nhà xoay tròn.
mà đối diện với hắn, một bộ thô giáp khôi lỗi bóp nát một cái điện thoại di động. Sư phụ ngươi điện thoại, nhưng ngươi không cần vọng tưởng hắn sẽ đến cứu ngươi. Thô giáp khôi lỗi phát ra tiếng cười lạnh, vô luận sư phụ ngươi là ai, đều cứu không được ngươi. Đúng à, ta có thể hướng sư phụ cầu cứu à. Joseph đột nhiên nói. Thô giáp khôi lỗi. Joseph bị bắt sau đến bây giờ, còn không có nhớ tới hướng sư phụ cầu cứu ý nghĩ này. Thứ nhất là bởi vì khẩn trương. Thứ hai bởi vì đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch loại này võ hiệp bên trong bị nhân vật phản diện bắt, ép hỏi bảo vật kịch bản, cho nên tại kích thích nhỏ sau khi, thiếu khuyết ứng đối kinh nghiệm. Bị bắt về sau, trong đầu hắn nghĩ tới báo cảnh loại hình phương án. Nhưng điện thoại, đồng hồ truyền tin đeo tay loại hình đồ vật, sớm liền bị đối phương lột. Đối phương hiển nhiên cũng không phải võ hiệp bên trong loại kia ẩn thế không ra, đối hiện đại khoa học kỹ thuật không có chút nào lý giải nhân vật. Kỳ thật, nếu như Joseph sớm đi báo ra chính mình sư phụ Tống Thư Hàng danh tự, hoặc là lớn tiếng hướng Tống Thư Hàng cầu cứu, cái kia lấy Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ, liền sẽ một cách tự nhiên sinh lòng cảm ứng, từ đó khóa chặt Joseph vị trí. Nói thế nào bá Tống hiện tại cũng là trảm tam thi kiếp tiên, điểm ấy sức cảm ứng hắn vẫn phải có. Đáng tiếc, trước đó Joseph quá khẩn trương. Thẳng đến cỗ này thô giáp khôi lỗi tiếng cười lạnh về sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình có lẽ có thể lớn tiếng hướng sư phụ Tống Thư Hàng cầu cứu. Sư phụ của hắn Tống Thư Hàng, thực lực rõ ràng xa xa cao hơn võ hiệp bên trong võ lâm cao thủ. Hồi tưởng lại lúc trước tà vọng sự kiện bên trong, hắn cảm giác sư phụ so với võ lâm cao thủ đến, càng giống là hoa hạ trong truyền thuyết tiên nhân. Mặc dù không biết sư phụ dạng này tiên nhân, vì cái gì sẽ còn tại Đông Nam Đại học trong thành làm một cái học sinh, có lẽ sư phụ chính là trong truyền thuyết thích chơi đùa hồng trần cái chủng loại kia tiên nhân. Cho nên, có lẽ chính mình lớn tiếng hướng sư phụ cầu cứu, sẽ hữu hiệu quả. Nếu như sư phụ là trong truyền thuyết tiên nhân chi lưu, hẳn là có thể nghe được tiếng cầu cứu của hắn. Lúc này còn muốn cầu cứu, trên người ngươi còn ẩn giấu đi cầu cứu pháp thuật, thô giáp khôi lỗi vội vàng đưa tay trên mặt đất nhấn một cái, kích hoạt trên mặt đất mấy cái trận văn đồ án, dâng lên kết giới, ngăn cách tất cả pháp thuật tin cầu cứu truyền lại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mặc dù trước mắt người Tây Phương này tu vi cặn bã, số tuổi cũng không nhỏ. Bình thường đến nói, sư phụ của hắn cũng hẳn là loại kia nửa vời phương Tây thánh quang hệ người tu luyện. Nhưng thô giáp khôi lỗi tính cách cẩn thận, vẫn như cũ dâng lên kết giới, ngăn cách bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại kết giới này bên trong, vô luận cái này phương Tây nam tử trung niên sử dụng cái gì cầu cứu thủ đoạn, đều mơ tưởng đem pháp thuật tín hiệu cho bắn ra đi. Kết giới kích hoạt về sau. Thô giáp khôi lỗi nhếch môi, lộ ra sắc bén cương nha, nhìn chằm chằm Joseph đến A, sử dụng cầu cứu pháp thuật A. Làm ngươi sử dụng cầu cứu pháp thuật lại phát hiện pháp thuật tin tức không cách nào phá mở kết giới phạm vi về sau, chính là ngươi tuyệt vọng thời điểm. Tại thô giáp khôi lỗi âm lãnh nhìn chăm chú, Joseph hé miệng, sư phụ hép hép mi cứu ta. Căn bản liền không có cái gì cầu cứu pháp thuật, xuyên vân tiễn phủ văn loại hình đồ vật. Joseph nói hướng sư phụ cầu cứu chính là dựa vào giống. Thô giáp khôi lỗi. Ta mẹ nó vậy mà tin cái này người nước ngoài ta, vậy mà lại tin tưởng cái này tu vi cặn bã ra hỏa trên thân sẽ có cầu cứu pháp thuật phù văn loại hình cấp cao vật bảo mệnh. Kết quả làm nửa ngày, ra hỏa này chính là giật ra cuống họng một trận gọi bậy. Có loại trí thông minh bị đối phương kéo đến cùng một cấp độ về sau, lại bị đối phương phong phú thiểu năng kinh nghiệm đè xuống đất ma sát cảm giác. Lúc này, thô giáp khôi lỗi hận không thể đi lên trực tiếp chùy bạo cái này phương Tây nam tử trung niên. Ngậm miệng, thô giáp khôi lỗi thẹn quá thành giận nói, ngươi cho rằng dựa vào giống, ai có thể nghe được tiếng hô của ngươi. Sư phụ của ngươi nghe không được ngươi gầm rú, hắn cũng không có khả năng tới cứu ngươi. Pháp ngươi khác, cũng bởi vì ngươi cái này gặp quỷ gầm rú thức cầu cứu, lãng phí ta một lần kết giới bố trí, ta vậy mà lại ngốc đến mức tin tưởng ngươi có cầu cứu pháp thuật thủ đoạn. Lại tiếp tục gọi, ta liền đâm ngươi thận. Joseph, kết giới, pháp thuật thủ đoạn. Nghe, trước mắt cái này quái đồ vật cũng không phải phổ thông võ lâm cao thủ chi lưu, mà là giống sư phụ đồng dạng, thuộc về tiên nhân loại cấp bậc này, là trong truyền thuyết yêu quái. Cái kia, sư phụ còn có cơ hội cứu ta sao? Joseph nội tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Không cần lại nghĩ đến ngươi cái kia gặp quỷ sư phụ, mặc kệ sư phụ ngươi là ai. Hắn hiện tại cũng cứu không được ngươi. Nói,
ngươi đến cùng đem ta chìa khóa bản đá đưa đến đi đâu rồi? Thô Giáp Khôi Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói. Joseph, ta, ngươi vì sao không hỏi xem hắn, hỏi hắn vì cái gì không hỏi xem sư phụ ngươi là ai đâu? Lúc này, một cái nhu hòa lại thanh âm quen thuộc, tại Joseph vang lên bên tai. Thanh âm này mặc dù là thiếu niên thanh âm, nhưng trong đó tràn đầy tuế nguyệt tang thương hương vị, là cao nhân ngữ điệu. Joseph lập tức nhãn tình sáng lên. Là sư phụ. Lần trước tại đối mặt trong sương mù quái vật thời điểm, sư phụ thanh âm cũng như thế xuất hiện qua. Sư phụ nghe được tiếng cầu cứu của ta. Lập tức, Joseph lực lượng liền đủ. Hừ, Joseph dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Thô Giáp Khôi Lỗi bởi vì thân thể của hắn còn bị treo ở trên trần nhà xoay tròn. Người tại chắc chắn sư phụ ta không cách nào cứu ta thời điểm, vì cái gì không hỏi xem sư phụ ta là ai đâu. Joseph cao ngạo ngẩng đầu lên, mặc dù động tác này sẽ để cho hắn hô hấp khó khăn, nhưng hắn lúc này nhất định phải biểu hiện ra một loại cao điệu tư thái. Thô Giáp Khôi Lỗi. Hắn không quá nghĩ tiếp Joseph lời nói gốc dạ, bởi vì lúc trước hắn đã bị Joseph mang tiết tấu, bị hắn dùng hàng trí tiết tấu đem trí thông minh đè xuống đất ma sát một lần. Nếu như thuận Joseph lời nói gốc dạ xuống dưới, nói không chừng lại sẽ đem chủ đề bị đưa vào đến thiểu năng tiết tấu bên trong đi. Nhưng là, coi như Thô Giáp Khôi Lỗi không tiếp lời, Joseph cũng phải lớn tiếng nói ra. Sư phụ của ta, hắn họ Tống, tên Thư Hàng. Là Giang Nam Đại học Máy móc hệ xây dựng, Joseph lớn tiếng báo ra chính mình sư phụ tôn tên. Sư phụ đã để cho mình báo ra tên của hắn, cái kia nghĩ đến đối phương hẳn là nhận biết sư phụ tôn tên. Tại Joseph lý giải bên trong, sư phụ hẳn là tương đương với võ hiệp bên trong loại kia đại danh đỉnh đỉnh võ lâm cao thủ, vừa báo nổi danh hào, toàn người giang hồ đều muốn cho ba phần chút tình mọn tồn tại. Tống Thư Hàng, phía dưới, Thô Giáp Khôi Lỗi phản ứng chi lớn, so Joseph trong tưởng tượng còn muốn lớn. Thô Giáp Khôi Lỗi thân thể rõ ràng chấn động, thậm chí không bị khống chế lùi lại mấy bước. Từ Thô Giáp Khôi Lỗi cái này chấn kinh đến thân thể run rẩy phản hồi đến xem. Sư phụ đại danh không chỉ là nổi danh cao thủ đơn giản như vậy, quả thực tựa như là võ lâm minh chủ, trực tiếp làm cho đối phương nghe được danh hiệu đều sinh lòng sợ hãi. Bá, bá Tống, Thô Giáp Khôi Lỗi thanh âm đều đang run rẩy. Đã từng, nó coi là bá Tống thiên niên đệ nhất thánh tên tuổi là giả. Đã từng, nó coi là bá Tống cái là cái tứ phẩm cảnh giới tiểu manh tân. Đã từng, nó còn đâm qua bá Tống thận, còn mưu tính lại nhiều đâm mấy lần. Đã từng, nó còn đối bá Tống xuống nguyền rủa. Đã từng, nó còn liên hợp thú tu giới tinh tinh tướng quân đối phó qua bá Tống. Đã từng, nó còn hợp tác với Hải Vương, muốn làm bá Tống. Nhưng những thứ này, đều đã là đã từng. Nó cũng không nghĩ tới, đã từng nó tưởng rằng hàng lởm bá Tống, hiện tại ngay tại treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão, bây giờ vẫn là đương nhiệm thiên đạo lôi cuốn nhân tuyển. Thô Giáp Khôi Lỗi run lên trọn vẹn 30 giây. Sau đó, nó tâm hung ác, tay phải hóa thành lưỡi dao, người dạng này cặn bã tu vi làm sao lại là đệ tử của hắn. Mà lại, liền xem như, thủ kết giới phong tỏa, hắn cũng không nhất định có thể cảm ứng được nơi này. Thô Giáp Khôi Lỗi trên người sát ý cùng khí tức phóng thích, chậm rãi từng bước một hướng Joseph đạp tới. Bị treo Joseph dùng mình một cái, cảm giác toàn thân rét run. Thô Giáp Khôi Lỗi mỗi bước ra một bước, đều giống như dẫm tại Joseph trong lòng, làm hắn tim đập rộn lên. Một bước, hai bước. Làm Thô Giáp Khôi Lỗi bước ra bước thứ ba lúc, hư không bên trong có một ngón tay trống giống hiển hiện, điểm tại Thô Giáp Khôi Lỗi mi tâm. Một chỉ này, điểm không chỉ có là cỗ này Thô Giáp Khôi Lỗi, càng tìm hiểu nguồn gốc, điểm hướng Thô Giáp Khôi Lỗi căn nguyên. Bá, Tống, Thô Giáp Khôi Lỗi phát ra máy móc tạm ngừng tiếng kêu. Thô Giáp Khôi Lỗi không nghĩ tới bản thân căn nguyên, vậy mà lại như thế dễ như trở bàn tay bị bá Tống tìm hiểu nguồn gốc. Nó những khôi lỗi này phân thân cùng căn nguyên ở giữa, là rất đặc thù quan hệ. Đơn nhất khôi lỗi coi như bị thần hình câu diệt, cũng sẽ không xúc phạm tới căn nguyên của nó. Coi như thuận hắn đơn nhất khôi lỗi ở giữa phân thần, cũng rất khó tìm hiểu đến căn nguyên của nó. Nhưng bá Tống ngón tay dễ dàng như vậy một điểm, liền đem căn nguyên của nó cho bắt được. Căn nguyên của nó tiếp xúc đến căn này ngón tay, muốn cắt ra cùng Thô Giáp Khôi Lỗi ở giữa liên hệ, đều đã trải qua trễ. Bá Tống ngón tay chỉ đến Thô Giáp Khôi Lỗi mi tâm thời điểm, sát na ở giữa liền vượt qua mấy trăm cái gà thịt ván cầu ngụy trang,
còn phá vỡ mấy chục cái giả lập căn nguyên, trực tiếp tìm bên trong mục tiêu. Thô giáp khôi lỗi căn nguyên cái gì cũng không kịp làm. Sát na ở giữa chuyện phát sinh, nó ý thức đều theo không kịp. Thật là đáng sợ, hắn cùng bá tống ở giữa thực lực sai biệt, là thứ nguyên cấp bậc. Sư phụ Ngưu Phê dán tại trên trần nhà Joseph lớn tiếng kêu lên. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy sống sót sau tai nạn mừng rỡ cùng kích thích, còn có nhìn thấy sư phụ chân chính xuất thủ rung động. Tiên nhân thủ đoạn. Sư phụ lần này biểu hiện ra, quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn, phá vỡ hư không một chỉ điểm ra, hàng phục đại địch. Cùng lần trước tà vọng sự kiện mê huyễn quá trình khác biệt, lần này Joseph là thấy rõ sư phụ thủ đoạn. Vốn cho là mình mặt dày mày dạn bái sư phụ là võ hiệp kịch bên trong võ lâm cao thủ, nhưng lần này có thể thực trùy sư phụ tiên nhân thân phận, đây quả thực là gấp 10 lần. Không, là gấp 100 lần khoái hoạt. Nếu không phải hắn tiếng Trung từ ngữ lượng có hạn, hắn nhất định phải dùng 100 loại khác biệt ngôn ngữ nghệ thuật thổi bạo sư phụ. Két không gian vỡ vụn thanh âm vang lên. Hư không bên trong, cây kia điểm tại thô giáp khôi lỗi mi tâm ngón tay, vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản động tác. Vỡ ra không gian bên trong, bá tống thân hình từ hư không bên trong bước ra. Hắn vừa hiện thân lúc, có một loại vô cùng cường đại, để cho người ta run rẩy khí tràng, phóng xuất ra. Đây chính là đại lão đăng tràng tiêu phối. Thô giáp khôi lỗi bên trong thần hồn, không chịu nổi áp bách, tùy thời đều muốn sụp đổ. Trên trần nhà Joseph ngược lại không bị khinh bỉ thế áp bách ảnh hưởng hiển nhiên phía dưới tống thư hàng đăng tràng lúc, lực áp bách cố ý tránh ra Joseph. Lúc này, hắn nhìn qua sư phụ nói, a, sư phụ ngươi là kẻ hủy diệt bên trong T1000. Phía dưới sư phụ bộ dáng đúng là tống thư hàng dáng vẻ, ngũ quan loại hình đều giống như đúc. Nhưng là, lúc này sư phụ tống thư hàng trên người, toàn thân tản ra một loại kim loại ánh sáng lộng lẫy, mà lại những kim loại này sẽ còn lưu động. Cực kỳ giống phim kẻ hủy diệt bên trong thể lỏng kim loại người máy sát thủ. Ách, Joseph bên tai. Vang lên sư phụ tống thư hàng cái kia ôn nhu nhưng lại lúng túng thanh âm. Joseph! Sư phụ thanh âm nghe không chỉ có điểm xấu hổ, còn có chút kìm nén cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ, tiên nhân cũng sẽ táo bón sao? Trong truyền thuyết tiên tử nhóm, không cũng sẽ không đi nhà xí sao? Chẳng lẽ tiên nhân cùng tiên tử là khác biệt? Phía dưới, thể lỏng kim loại người tống thư hàng mũi tay điểm tại thô giáp khôi lỗi mi tâm, lên tiếng nói, cười lạnh. Như ngươi loại này cặn bã một dạng tồn tại, cứ nhiên cũng dám đánh đệ tử ta chủ ý. Lời này, bá khí nghiêm nghị. Joseph nghe được kim loại tống thư hàng sư phụ về sau, trong lòng phun lên một loại cảm giác ấm áp, đây là hắn được thừa nhận cảm giác hạnh phúc. Sư phụ lần này, là thừa nhận hắn cái này đệ tử rồi. Thô giáp khôi lỗi chằm chằm vào trước mắt bá tống, trong lòng phun lên vô tận sợ hãi. Hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào địa ngục. Hơn nữa còn là tàn khốc nhất địa ngục khâu, tràn đầy tuyệt vọng. Đắc ý cười, ngươi cho rằng bản thân ẩn tàng nguyên thần đầu nguồn thủ đoạn rất lợi hại phải không? Như ngươi loại này ẩn tàng đầu nguồn thủ pháp, nếu như là những người khác, nói không chừng sẽ nhất thời không tra, bị ngươi trở về từ cõi chết. Nhưng là, ta thế nhưng là bá tống. Ngươi hết thảy thủ đoạn, trong mắt ta, không có chút ý nghĩa nào. Thể lòng kim loại tống thư hàng chậm rãi nói. Hắn không có lập tức kết thúc rơi cái này thô giáp khôi lỗi căn nguyên mà là tại vừa nói chuyện thời điểm, một bên thông qua cái này khôi lỗi căn nguyên, trực tiếp khóa chặt tất cả khôi lỗi phân thân. Không ra tay thì thôi, xuất thủ liền muốn một mẻ hốt gọn. Trảm thảo trừ căn. Ngươi những thứ này khôi lỗi phân thân nói trắng ra là lấy độc lập sinh mạng thể cải tạo mà đến, mỗi một cái độc lập khôi lỗi bên trong đều có tương đối hoàn chỉnh ý thức cùng hồn phách. Mà ngươi thông qua một ít thủ đoạn. Khiến cái này độc lập khôi lỗi bị tẩy não, trở thành ngươi một bộ phận. Hoặc là, tại bọn chúng chính mình cũng còn không biết tình huống hạ, đưa chúng nó cải tạo, để chúng nó cho là mình vẫn là hoàn chỉnh nhân sinh. Nhưng trên thực tế, bọn chúng đã là trong tay ngươi khôi lỗi. Kể từ đó, bất kể là thần hình câu diệt chi pháp, vẫn là phổ thông chém ngược căn nguyên thủ đoạn, đều không thể trực tiếp tác dụng đến ngươi căn nguyên trên người. Bởi vì bị đánh giết đám khôi lỗi không phải chân chính phân thân. Chỉ là thụ ngươi khống chế khôi lỗi cấp dưới. Nhưng là, như ngươi loại này thủ pháp, trong mắt ta không có chút nào bí mật có thể nói. Loại thủ đoạn này, đều là ta bá tống chơi đồ còn dư lại. Không, ta không có. Hư không bên trong,
cái nào đó Tống Thư Hàng nội tâm vì chính mình chứng trong sạch, ta không có đem người tàn nhẫn chế tác thành khôi lỗi. Chỉ phải biết ngươi thủ đoạn, muốn tìm kiếm được ngươi nền móng, liền quá dễ dàng. Cười lạnh thể lỏng kim loại Tống Thư Hàng nói. Sau một khắc, ngón tay của nó dùng sức đâm vào đến thô giáp khôi lỗi cái chán bên trong, đem khôi lỗi cái chán mi tâm đâm ra một cái hố tới. Chết đi, thể lỏng kim loại Tống Thư Hàng hòa hoãn thu hồi ngón tay của mình, thổi ngụm khí. Oanh! Thô giáp khôi lỗi sọ não bên trong phát ra một tiếng nổ, cỗ này thô giáp khôi lỗi mềm nhũn ngã xuống đất. Cùng một thời gian, tại chư thiên vạn giới gần trăm cái thế giới khác nhau vị diện bên trong, tổng cộng có gần ngàn cỗ khôi lỗi đột nhiên ngã xuống đất, sọ não bên trong phát ra tiếng nổ, mềm nhũn ngã xuống. Trong đó có bộ phận khôi lỗi, thậm chí người khác cũng không biết hắn là khôi lỗi. Bọn chúng đều có được chính mình nhân sinh. Tại một ít tu luyện giới tiểu môn phái có được thân phận thành viên. Bọn hắn giống lúc trước mang theo nhím biển chiến sĩ xâm nhập sở gia tộc, muốn trộm kiếm Phổ Xá Lam tiên sinh một dạng. Bọn hắn cho là mình còn sống, cho là mình chỉ là bộ phận thân thể tiếp nhận cải tạo, khôi lỗi hóa. Bọn hắn có bản thân tính toán cùng ý nghĩ, có bản thân mục tiêu cùng dã tâm. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đã sớm thành cái kia căn nguyên khôi lỗi sư trong tay khôi lỗi. Cái này hơn ngàn cái cỗ khôi lỗi, toàn bộ bị nổ đầu phá hủy. Đồng thời, cái kia vẫn giấu kín tại phía sau màn khôi lỗi căn nguyên, cũng tại tuyệt vọng bên trong bị bạo thành cặn bã. Mà tại hắn bên người, có một cái động phủ, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều khôi lỗi linh kiện, công pháp tin tức, đan dược, bảo vật. Duy chỉ có không có linh thạch. Gần nhất vị này khôi lỗi căn nguyên tại điệu thấp hành động, sợ bị bá tống bắt lấy. Sở dĩ hắn tổn trữ nhiều năm linh thạch chỉ có tiến không ra, đã tiêu hao sạch sẽ. Thể lỏng kim loại Tống Thư Hàng đem những vật này đều cuốn tới. Giết hết khôi lỗi phía sau màn căn nguyên, Tống Béo Cầu chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng cùng bản thể chơi chơi trốn tìm tới bản thể về sau, lại chém giết một cái địch nhân, loại cảm giác này để nó cảm giác thành tựu gấp đôi cường hóa. Không sai, tại Joseph hét to cứu mạng về sau, Tống Béo Cầu tìm được cơ hội. Vượt lên trước bản thể một bước lóe sáng đăng tràng. Tống Béo Cầu một mực đang nghĩ lấy, có hay không một cái rượu một điểm đăng tràng phương thức, để nó có thể lấy tối vượt ra bản thể dữ liệu phương thức đăng tràng. Từ hai ngày trở đi, hắn vẫn tại Thái Dương hệ bên trong, dựa vào tính chi pháp cộng bản năng thủ đoạn khóa chặt bản thể vị trí tin tức. Tại Joseph phát ra cứu mạng kêu to lúc, liền biết mình các loại cơ hội tới. Thế là, Tống Béo Cầu quả quyết xuất thủ. Cắt ngang bản thể đi ra trang tất cơ hội đi bản thể con đường, để bản thể không đường có thể đi, đoạt bản thể trang tất, để bản thể không tất có thể trang. Loại cảm giác này, đơn giản tuyệt không thể tả. Bản năng tại nói cho Tống Béo Cầu, tại thật vất vả tìm tới bản thể được đến vui vẻ cảm giác về sau, lại chém giết một ít gì đó, liền có thể để loại này vui vẻ cảm giác tăng lên mấy lần. Cái này thô giáp khôi lỗi bản nguyên, lại vừa vặn đụng phải Tống Béo Cầu trong tay. Thành Tống Béo Cầu vui vẻ chỉ số. Giải quyết hết cái này thô giáp khôi lỗi bản nguyên về sau, Tống Béo Cầu còn không quên thu lấy chiến lợi phẩm, đem cái này khôi lỗi trong tay tất cả mọi thứ đều dùng không gian thủ đoạn lấy trở về. Dù sao bản thể hiện tại hạch tâm thế giới có như vậy nhiều kẻ làm thuê, vô luận thứ gì ném vào, đều có thể chuyển hóa làm vật hữu dụng. Thân là hợp cách phân thân, Tống Béo Cầu khắp nơi vì bản thể cân nhắc, tính toán tỉ mỉ. Mà lại, ăn Tết đã tiến vào đếm ngược, lại không đăng tràng lời nói, liền không kịp vì bản thể chúc năm mới. Làm xong hết thảy về sau, Tống Béo Cầu thân hình nhảy lên, hóa thành một đoàn thể lỏng kim loại cầu, trên mặt đất gảy mấy lần, lẳng lặng chờ đợi bản thể đến. Lão sư, ngươi làm sao biến thành cầu? Joseph nhìn qua trên đất Tống Béo Cầu, nghi ngờ nói. Joseph yên tĩnh, Tống Thư Hàng thanh âm tại Joseph bên tai vang lên. Một lát sau, hư không bên trong có cánh cửa không gian bị đẩy ra, Tống Thư Hàng bản thể kéo lấy Tô Thị A Thập Lục, trong ngực ôm Lý Âm Trúc cùng Tiểu Lăng Tiêu, mang theo một thân vật trang sức, đi tới nơi này chỗ sơn động động phủ. Sư phụ, Joseph nhìn thấy Tống Thư Hàng loại này vượt không gian thủ đoạn về sau, bội phục đến đầu dạp xuống đất. Hắn biết mình tuổi tác đã lớn, muốn học được sư phụ chân truyền đã gần như không có khả năng sở dĩ, hắn không có mơ tưởng xa vời. Hắn đối với mình yêu cầu rất thấp, chỉ muốn học đến một số gia lông, đều đủ hắn cả đời sử dụng. Tuổi của hắn đã lớn, sở dĩ nếu như tốc độ tu luyện có thể có sư phụ 1%. Không đúng,
nếu như có thể có sư phụ một phần ngàn, thậm chí một phần vạn, hắn liền thỏa mãn. Bản thể, Tống Béo Cầu nhảy đi hai lần, vui vẻ cười. Ngươi làm rất tốt, Tống Thư Hàng lần gật đầu khích lệ nói thật, liền xem như hắn tự mình ra mặt, đều không nhất định có thể làm được giống Tống Béo Cầu như thế hoàn mỹ. Tống Thư Hàng trong tay có nhân quả thủ đoạn cùng bạch tiền bối truyền thụ cho chém ngược căn nguyên nguyên thần liệt giải chân kinh, hắn như tự mình xuất thủ, cũng có thể chém giết thô giáp khôi lỗi bản nguyên. Nhưng khẳng định không cách nào làm đến như Béo Cầu đại lão làm như vậy tịnh, chảm thảo trừ tận gốc, không cho đối phương cho tàn lại cháy cơ hội. Bất quá, loại kia thật vất vả làm nền ra một đợt đăng tràng khúc nhạc dạo, lại bị Tống Béo Cầu cướp đi lóe sáng đăng tràng cơ hội, Tống Thư Hàng tâm tình hiện tại siêu cấp phức tạp. Tống Béo Cầu ngắm mắt bản thể, nhìn thấy bản thể loại kia táo bón bộ dáng về sau, hắn nội tâm ẩn ẩn hiển hiện một loại khoái hoạt cảm xúc. Làm như thế, sẽ để cho hắn khoái hoạt, vui vẻ giá trị gần với tại cùng bản thể tách rời về sau, vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm kiếm được bản thể giây lát. Loại này ngoài định mức vui vẻ, khiến cho Tống Béo Cầu trầm mê. Hưởng thụ xong ngoài định mức vui vẻ về sau, Tống Béo Cầu ánh mắt lại liếc tới Tống Thư Hàng trong tay máy móc thiếu nữ Tiểu Lăng Tiêu. Tiểu Lăng Tiêu cũng đang theo dõi Tống Béo Cầu. Giữa hai bên có được thiên ti vạn lũ vạn hệ, sở dĩ cho dù là lần thứ nhất chân chính gặp mặt, trong lúc mơ hồ sẽ có cộng minh nào đó. Đây là Tiểu Lăng Tiêu, nữ nhi của ta. Tống Thư Hàng đáp. Nữ nhi của chúng ta. Khó trách, có loại đặc thù thân thiết cảm giác. Tống Béo Cầu nghe điểm, nhẹ gật đầu, loại này phảng phất huyết mạch tương liên cảm giác, sẽ không sai, là bản thể nữ nhi. Tống Thư Hàng. Nữ nhi của chúng ta là cái quỷ gì? Lời này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy a. Trên cổ Tô Thị A Thập Lục, nghe nói như vậy giây lát, cánh tay cứng đờ, dùng sức ôm chặt Tống Thư Hàng. Cổ A Thập Lục cùng Linh Quỷ Tiên Tử đang nghe lời này thời điểm, đều cảm thấy một loại nguy cơ. Sư phụ đầu ta choáng tốt đang bị treo, Joseph phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, kịp thời giải khai mê chi xấu hổ. Tống Thư Hàng quay người, đối Joseph nhẹ nhàng điểm một cái. Hồi lâu vô dụng bảo đao phách toái phá không mà ra, nhẹ nhàng tại Joseph trên sợi dây một cắt, lại đem Joseph nâng. Ngự kiếm, không đúng, ngự đao phi hành. Joseph bị bảo đao phách toái độn quang nâng về sau, một mặt kích động. Tự cùng lúc trước tiểu manh tân Tống Thư Hàng tiếp xúc đến ngự kiếm phi hành lúc kích động bộ dáng tương tự. Mỗi một nam nhân đều có một cái phi thiên mộng, chinh phục trời xanh là mỗi cái nam nhi khát vọng. Joseph mặc dù đã đi vào trung niên giai đoạn, nhưng hắn nội tâm rất trẻ trung, hắn đối võ hiệp bên trong vượt nóc băng tường cảm thấy hứng thú, đối loại này trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành càng cảm thấy hứng thú. Bảo đao phách toái nâng hắn, đem hắn bình an thả lại mặt đất. Sau khi hạ xuống, Joseph mê luyến nhìn qua bảo đao phách toái, nhịn không được duỗi giấu tay sờ chuôi này bảo đao, đây là sư phụ bảo đao, hắn mò tới. Tống Thư Hàng. Joseph cũng lây bệnh thiên hà Tô Thị Tô Không Vân sờ sờ bệnh sao. Muốn không, tìm một cơ hội đem bảo đao phách toái truyền thừa cho Joseph. Phách toái là chuôi hảo đao, bồi bạn Tống Thư Hàng vượt qua hơn phân nửa tu luyện tuế nguyệt. Kinh lịch rất nhiều sự kiện về sau, giờ đây bảo đao phách toái so ngũ phẩm bảo đao còn muốn dễ dùng. Joseph tu luyện mặc dù là thánh quang kiếm pháp, nhưng này kiếm pháp hoàn toàn là lấy đao pháp mô bản đổi hóa mà tới. Joseph nắm bảo đao phách toái, cũng có thể hoàn toàn thi triển kiếm thuật Tống Thư Hàng tự mình trải qua. Joseph, cỗ này khôi lỗi tại sao muốn bắt ngươi? Lúc này, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sợ các chủ ngốc mau nghi hoặc hỏi. Từ vừa rồi nội dung cốt truyện phát triển đến xem, khôi lỗi căn bản là không biết Joseph là Tống Thư Hàng đệ tử, vậy nó tại sao phải bắt Joseph? Joseph trên người có thứ gì đáng giá khôi lỗi đi động thủ? Hắn hỏi ta muốn chìa khóa bàn đá, nhưng ta căn bản không được đến cái gì chìa khóa a. Joseph xoa cằm suy tư nói. Người gần nhất, có tại cái gì dấu chân loại hình địa phương, tìm tới qua nghiên chế đặc thù vật phẩm. Không nhất định là chìa khóa hình, sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Joseph nghe vậy, rơi vào trầm tư, lục soát trí nhớ của mình. Đối diện, gặp bản thể đem đệ tử sau khi để xuống. Tống Béo Cầu lưu luyến không rời đem ánh mắt từ nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu trên người dịch chuyển khỏi. Bởi vì thân thiết cảm giác nguyên nhân, hắn rất muốn ôm Tiểu Lăng Tiêu, muốn tự tay sờ sờ nàng, muốn cùng nàng tiếp xúc. Bất quá, đây là lần thứ nhất gặp mặt, quá nhiệt tình lời nói dễ dàng hù đến hài tử.
Tống Béo Cầu cố kiềm nén lại loại này xúc động. Sau đó, hắn cầu thân phun một cái, phun ra một chiếc dương, bản thể, chúc mừng năm mới, đây là ta vì ngươi chuẩn bị năm mới lễ vật. Năm mới lễ vật. Trong chớp nhoáng này, Tống Thư Hàng bị cảm động. Tống Béo Cầu đơn giản chính là phân thân giới mẫu mực. Nếu như hắn không phải Béo Cầu đại lão tiểu hào phân thân, mà thật sự là phân thân của ta tốt bao nhiêu. Tiếp nhận năm mới lễ vật bảo dương về sau, liền Tống Thư Hàng sâu trong đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một cái ý niệm như vậy. Tống Béo Cầu thật sự là rất có thể làm đi. Làm địch nhân, hắn tuyệt đối là nhất làm cho người đau đầu địch nhân một trong. Nhưng làm trợ thủ, hắn lại là trợ thủ đắc lực nhất một trong. Mà lại, cùng hạch tâm thế giới nhỏ trợ thủ, Long Lạc nữ sĩ loại phong cách này trợ thủ khác biệt. Hạch tâm thế giới nhỏ trợ thủ là quản lý hình trợ thủ, chủ an nội. Mà Tống Béo Cầu thì là loại kia sự nghiệp phát triển hình trợ thủ, chủ đối ngoại. Hạch tâm thế giới nhỏ trợ thủ, Long Lạc nữ sĩ cộng Tống Béo Cầu lời nói, có thể bảo vệ trong ngoài không lo. Hai loại trợ thủ, đến một người có thể an thiên hạ, đến cả hai càng là tuyệt không thể tả. Bản thể, không mở ra nhìn xem sao. Gặp bản thể tiếp nhận hắn tỉ mỉ chuẩn bị năm mới lễ vật về sau, Tống Béo Cầu tâm tình thật tốt. Tống Thư Hàng dẫn theo năm mới lễ vật cái dương, có thể trực tiếp mở ra. Ở trước mặt mở ra lễ vật, tóm lại có chút xấu hổ. Vui vẻ cười, đây vốn chính là ta vì bản thể tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, vì cái gì không thể mở ra. Mà lại, ta đang mong đợi bản thể ngươi có thể mở ra hắn, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tống Béo Cầu trên mặt đất nhảy đi lấy nói. Tống Thư Hàng đem cái dương để dưới đất, kéo cái dương nắm tay, vậy ta mở ra. Chúc mừng năm mới, bản thể, chúc ngươi năm mới phát tài. Tống Béo Cầu nói. Tống Thư Hàng hít sâu, nhẹ nhàng mở ra năm mới lễ vật cái dương. Vì để phòng vạn nhất, trong tay hắn chuẩn bị xong không gian năng lực. Một khi có bất thường kình địa phương, hắn liền có thể trực tiếp đem cái dương chuyển rời đến hạch tâm thế giới một vị trí nào đó. Ở nơi đó tại, có một cây nguyên bản phong ấn nho gia thánh nhân nho điển thiên đạo cầu phong ấn trụ, chính vận sức chờ phát động. Một khi có ngoài ý muốn, phong ấn trụ có thể trước tiên đem trong dương đồ vật phong ấn thỏa đáng. Tống Béo Cầu mặc dù mất trí nhớ, nhưng nó đã từng là cửu u chúa tể. Hắn đối lễ vật nhận biết, có thể sẽ cùng người bình thường khác biệt. Hắn nói kinh hỉ lễ vật, nói không chừng lại là rất nguy hiểm đồ vật. Điểm ấy, không thể không phòng. Cắt mở dương ra, kết quả cũng lộ ra một cây cỡ nhỏ phong ấn trụ. À, Tống Thư Hàng có chút ngoài ý muốn. Lễ vật cứ nhiên tự mang phong ấn trụ. Mà lại cái này phong ấn thủ pháp, chính là Tống Béo Cầu đã từng dùng để ám toán bạch tiền bối cải tiến hình phong ấn trụ, đủ để đem cửu u chúa tể phong ấn vương bài phong ấn kỹ xảo. Lễ vật này là liền Tống Béo Cầu cũng cảm giác đến uy hiếp đồ vật. Mà tại căn này cỡ nhỏ trong phong ấn, có một khỏa bị cắt đi đầu, cùng một đoàn ngang ngược khí tức bệnh độc nguyên thể sương mù. Tại cái này sương mù hạch tâm bên trong, có một hạt nhìn qua giống như là sắt hạt nhỏ. Tống Thư Hàng ánh mắt vừa tiếp xúc với cái này hạt sắt nhỏ lúc, cũng cảm giác hai mắt hơi có chút chướng đau nhức. Đồng thời, hắn bản mệnh đan điền bên trong bất hủ phì kình kim đan bị kích thích. Một mực cá ướp muối bất động phì kình kim đan đột nhiên lại có ngư dược long môn xúc động. Hằng tinh hủy diệt bệnh độc vi khuẩn gây bệnh, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, lên tiếng nói. Cái này đoàn ngang ngược khí tức sương mù, nhìn qua so với hắn cùng bạch tiền bối tại mộng giới hư ảo mặt trời bên trong nổ tung hằng tinh hủy diệt bệnh độc càng thêm thuần túy. Mà lại, hắn còn đưa tới phì kình kim đan bất hủ thuộc tính cộng minh cảm ứng. Sở dĩ khả năng này chính là bất hủ công đức đạo nhân hình ảnh nhắn lại bên trong đề cập tới, cỗ kia có chân chính bất hủ thuộc tính hằng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể, là liền thiên đạo quyền hành cũng vô pháp xóa đi đồ vật. Mặt khác, từ bản thân hai mắt đâm nhói giá trị đến suy đoán nhìn thẳng cái này hạt sắt nhỏ lúc thống khổ, còn kém rất rất xa trong mộng cảnh nhìn lấy bất hủ đạo nhân bất hủ thể lúc thống khổ. Cái này hạt sắt nhỏ bệnh độc mẫu thể tựa hồ là cùng vân tước tử bất hủ chi cốt. Lại hoặc là cùng hắn bất hủ phì kình kim đan một cái cấp bậc đồ vật có được bất hủ tính chất, nhưng cùng thiên đạo loại kia bất hủ bất diệt thể lại có sở khác nhau, không có thiên đạo một số đặc chất. Bản thể ngươi đoán không lầm, đây chính là bệnh độc mẫu thể. Tống Béo Cầu có chút sùng bái nhìn qua bản thể. Không hổ là bản thể của nó, chăm chăm vào viên này hằng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể hạch tâm hạt sắt nhỏ nhìn lâu như vậy, đều không bị ảnh hưởng. Phải biết,
Đừng nhìn cái này hạt sắt nhỏ nhỏ bé, nhưng nó phía trên bổ sung lấy bất hủ thuộc tính, tản ra bất hủ tin tức. Bình thường tu sĩ nếu là nhìn chăm chú đi xem, ý thức đều sẽ bị thôn phệ, trường sinh giả cũng sẽ tham lam không rời mắt nổi con ngươi, lâm vào trong đó. Liền Tống Béo Cầu bản thân chăm chú nhìn thêm về sau, đều chịu ảnh hưởng, vội vàng tránh đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Nhưng bản thể chằm chằm vào viên này bệnh độc mẫu thể nhìn lên, lại không có chút nào dị trạng, căn bản không bị ảnh hưởng. Ta bản thể chính là Ngưu Bức. Không nghĩ tới người cư nhiên có thể đem hằng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể cho tìm tới, làm xinh đẹp. Tống Thư Hàng tán dương. Cái này năm mới lễ vật thật sự là ra ngoài ý định. Cười hắc hắc Tống Béo Cầu trên mặt đất nhấp nhô thu đến bản thể tán dương về sau, hắn nội tâm có một loại bản thể thừa nhận ta rất mạnh cảm giác. Tựa như bản thân tại phương diện nào đó để bản thể tâm phục khẩu phục, loại tư vị này đặc biệt bổng. Tống Thư Hàng đem phòng ấn trụ quay tới, lại hỏi, viên này đầu là ai? Phòng ấn trụ bên trong, ngoại trừ bất hủ hằng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể bên ngoài, còn có cái đầu. Đầu lâu này nhìn qua giống như là da bọc xương màu đỏ khô lâu, trên đầu mọc ra Tây Phương trong thần thoại sừng ác ma, tiêu chuẩn nhân vật phản diện mặt. Nhìn kỹ, tại cái này màu đỏ khô lâu trên mặt hẳn là vẽ lấy thuốc màu loại hình đồ vật, nhưng bị Tống Béo Cầu xóa đi có thể là đang chiến đấu quá trình bên trong bị bôi. Gia hỏa này, chính là đưa lên hằng tinh hủy diệt bệnh độc gia hỏa, cười, ta phát hiện hắn lặng lẽ tại hiện thế Thái Dương hệ bên trong. Muốn đi mặt trời bên trong đưa lên hằng tinh hủy diệt bệnh độc, phá hư bản thể ăn Tết. Thế là, ta lặng lẽ trông coi hắn, bố trí xuống phong ấn đại trận, lặng yên không một tiếng động đem hắn cầm xuống. Vốn định giữ hắn toàn thây, nhưng nó sức chiến đấu không yếu, ta không thể làm gì khác hơn là đem thân thể nó đánh nổ, đem đầu lâu của nó phong ấn mang về. Tống Béo Cầu hồi đáp. Tống Thư Hàng. Gia hỏa này cứ nhiên muốn đi mặt trời bên trong đưa lên bệnh độc. Nếu không phải Tống Béo Cầu kịp thời phát giác, cả cái Thái Dương hệ nói không chừng đều chơi xong. Mặc dù chỉ đem trở về đầu, nhưng ta nghĩ bản thể ngươi nhất định có biện pháp từ hắn trong đầu đọc vào tay đầy đủ tin tức. Tống Béo Cầu nói, Tống Thư Hàng trong tay cũng có bạch tiền bối thân truyền ký ức CDEF bàn đọc bắt trước, nhưng không biết có thể hay không dùng tại viên này đầu bên trên. Cưỡng chế đọc lấy ký ức thủ pháp, là loại lấy cưỡng chế yếu thủ đoạn. Bình thường đều chỉ có thể tại so với chính mình cảnh giới thấp trên người đối thủ sử dụng. Mà lại, viên này đầu nhìn qua như bị Tống Béo Cầu đánh chết, không biết bạch tiền bối truyền thụ cho đọc lấy ký ức pháp thuật, có thể hay không dùng tại trên thi thể. Chính đương Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, phòng ấn trụ bên trong ác ma đầu lâu đột nhiên mở to mắt. Con của nó bên trong nhấp nhoáng chướng mắt hồng mang. Ngươi chính là bản thể của nó. Không sai. Ngươi chính là hắn đối ứng thiên đạo chuẩn bị ở sau, trên người ngươi có cùng hắn đồng nguyên khí tức. Không nghĩ tới, cái này thế thiên đạo vẫn còn có chuẩn bị ở sau giữ lại. Ác ma đầu lâu dùng viễn cổ ngôn ngữ phát ra tiếng nói. Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn trong tay mình máy móc thiếu nữ Tiểu Lăng Tiêu. Tống Thư Hàng hiện tại viễn cổ ngôn ngữ cấp bậc là có biết 1-2, trừ phi hắn vận chuyển cái kia nói cùng ngôn ngữ, văn tự có liên quan pháp tắc, nếu không dưới đại bộ phận tình huống. Hắn nghe viễn cổ ngôn ngữ đều rất hao hết. Màu đỏ ác ma đầu lâu nói rất dài một câu, nhưng Tống Thư Hàng có thể lập tức nghe hiểu cũng kịp phản ứng từ chỉ có bản thể, chuẩn bị ở sau, thiên đạo mấy cái từ mấu chốt. Còn lại một số từ, hắn đến trong đầu qua một lần, lại tinh tế suy nghĩ câu nói này chỉnh thể ý tứ. Bất quá, đương trong đầu phản ứng đến thiên đạo chuẩn bị ở sau cái từ này lúc, hắn tự nhiên là vô ý thức nhìn về phía nhỏ Lăng Tiêu. Máy móc thiếu nữ lắc đầu, nàng cũng không nhận ra cái này màu đỏ ác ma đầu lâu. Lại còn sống, Tống Béo Cầu nhảy tới, nhìn qua phong ấn trụ bên trong đầu, cũng tùy thời chuẩn bị cường hóa phong ấn. Tống Thư Hàng cùng Tống Béo Cầu tâm hữu linh tê, đem phong ấn trụ bỏ trên đất nếu như có gì ngoài ý muốn, có thể để Tống Béo Cầu lập tức cường hóa phong ấn. Đã không phải là thiên đạo ngươi, tại sao phải ngăn cản chúng ta? Đã từng chứng đạo qua bất hủ ngươi. Hẳn phải biết muốn để cho mình thăng hoa, để cho mình càng tiến một bước siêu thoát, nhất định phải giải khai thiên địa trói buộc. Chúng ta hẳn là hợp tác, mà không phải giống như bây giờ, chơi ngáng chân. Màu đỏ ác ma đầu lâu tiếp tục dùng viễn cổ ngôn ngữ nói. Tống Thư Hàng. Lần này đối thoại bên trong, có rất nhiều đặc thù chuyên nghiệp từ ngữ, Tống Thư Hàng hơn phân nửa đều nghe không hiểu.
nhưng hắn lại không thể để béo cầu đại lão cho hắn phiên dịch này lại để béo cầu đại lão sinh lòng nghi hoặc, đối với hắn bản thể thân phận sinh ra hoài nghi. Trước mắt, Tống Thư Hàng không muốn tại ăn Tết thời khắc, để cho mình cùng béo cầu đại lão quan hệ giữa phức tạp. Sở dĩ hắn chỉ có thể âm thầm vận chuyển thể nội cái kia nói cùng văn tự, ngôn ngữ tương quan quy tắc. Mở ra pháp tắc về sau, chỉ ít hắn tại nghe phương diện, đã không còn vấn đề. Nhưng không mở ra quy tắc trước bên trên một câu viễn cổ ngôn ngữ quá phức tạp, hắn nghe không hiểu, chỉ có thể xem nhẹ đi qua. Tống Thư Hàng bản lấy khuôn mặt, mặt không thay đổi chằm chằm vào màu đỏ đầu lâu, không cho đối phương có thi triển đọc mặt thuật cơ hội. Màu đỏ đầu lâu gặp Tống Thư Hàng không đáp lời, cũng chỉ có thể về chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm ứng được một loại nào đó ấn ký loại hình đồ vật. Ngươi còn giết qua chúng ta hư nhật thủ hộ giả. Màu đỏ ác ma đầu lâu chằm chằm vào Tống Thư Hàng nói. Rất hiển nhiên, giết qua hư nhật người, trên người sẽ lưu lại một loại nào đó ấn ký, sẽ bị màu đỏ ác ma đầu lâu cảm ứng được. Tống Thư Hàng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hư nhật hắn không chỉ có giết qua, còn giết qua hai cái. Mộng giới một đầu. Sau đó còn có một đầu nhỏ hư nhật, chui vào đến thiên đạo phòng tối, đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối xử lý hằng tinh hủy diệt bệnh độc. Kết quả bị Tống Thư Hàng phát hiện, một phát khắc kim nhất kích đem hắn oanh sát. Gặp Tống Thư Hàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, không ra đáp lời về sau, màu đỏ ác ma đầu lâu âm thanh lạnh lùng nói, không đáp lời sao. Xem ra, chúng ta không có cơ hội hợp tác, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giết qua hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh tận thế người, coi như ngươi là thiên đạo chuẩn bị ở sau, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi. Chờ xem, món nợ này, cuối cùng cũng phải thanh toán. Tống Thư Hàng, ta không phải là không muốn đáp lời, có bản lĩnh ngươi cùng ta dùng tiếng phổ thông giao lưu a. Tương lai một ngày, nếu ta thật có cơ hội chứng đạo bất hủ thiên đạo, ta nhất định phải đem tiếng phổ thông mở rộng đến chư thiên vạn giới, làm cho cả chư thiên vạn giới đều học tiếng phổ thông. Mà lại Tống Thư Hàng hoài nghi màu đỏ đầu lâu có phải hay không cùng nhím biển chiến sĩ có một loại nào đó quan hệ thân thích. Lại hoặc là, đồng dạng trải qua 90 năm nhím biển chiến sĩ giáo dục bắt buộc. Lời kịch đều như thế tú. Mặt khác, hư nhật thủ hộ giả chỉ khẳng định là hư ảo mặt trời, vậy cái này hằng tinh tận thế người chẳng lẽ chính là chỉ màu đỏ đầu lâu bản thân. Hắn cũng giống như hư nhật, tại chư thiên vạn giới bên trong có một nhóm số lượng. Thư Hàng. Ta cùng Vũ Nhu Tử trở về rồi ta đem giao chỉ cũng chuyển về tới, người người ở đâu? Lúc này, Bạch Tiền Bối ngôn ngữ tin tức, từ tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong phát tới. Tống Thư Hàng nhìn xuống thời gian, Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử vừa đi vừa về chỉ dùng 9 phút đồng hồ, quả nhiên là trong vòng 10 phút. Ta lập tức trở về, Bạch Tiền Bối chờ một lát. Mà lại ta chỗ này có cái đồ vật, có lẽ muốn Bạch Tiền Bối ngươi hỗ trợ, đọc lấy hạ ký ức. Tống Thư Hàng trả lời, cần nhờ hắn đi đọc lấy màu đỏ ác ma đầu lâu ký ức, khả năng không quá dễ dàng. Nhưng nếu như là Bạch Tiền Bối lời nói không chừng liền màu đỏ ác ma đầu lâu lúc còn nhỏ ký ức đều có thể móc ra. Chờ ngươi, Bạch Tiền Bối trả lời. Đi, chúng ta trước về Văn Châu quê quán, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn nhìn xuống béo cầu đại lão. Cuối cùng quyết định đem hắn cũng mang về nhà dù sao năm nay ăn Tết hiến tại Hạch Tâm Thế Giới tổ chức. Hạch Tâm Thế Giới cùng Bạch Tiền Bối Tà Liên Thế Giới tương liên tiếp, coi như trên đường béo cầu đại lão đột nhiên khôi phục ký ức, Bạch Tiền Bối ngay tại sát phách, tùy thời có thể lấy leo tường trợ giúp. Ta mở ra môn, béo cầu đại lão nhảy lên thật cao, trong hư không va chạm, mở ra cánh cửa không gian. Bảo đao phách toái treo lên còn tại trầm tư Joseph, đem hắn đưa vào bên trong cửa không gian. Lý Âm Trúc vuốt mắt, ôm nhỏ Lăng Tiêu, đi theo phách toái đao sau. Tống Thư Hàng xoay người, duỗi tay đè tại phong ấn trụ bên trên, đem nó nhấc lên. Ngay tại hắn nhấc lên phong ấn trụ thời điểm, thân trụ bên trong cái kia màu đỏ ác ma đầu lâu cắn răng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tự bạo ra. Đây là thà chết chứ không chịu khuất phục. Cả cái đầu lâu bạo làm một phiến huyết vụ, trùng kích phong ấn trụ. Đã sớm để phòng ngươi một chiêu này. Tống béo cầu cầu thân bên trong duỗi ra một cánh tay, đặt tại phong ấn trụ phía trên, cường hóa phong ấn. Màu đỏ đầu lâu bạo tạc, không thể nổ tung phong ấn trụ. Ngược lại là phong ấn trụ bên trong bệnh độc xương mù bị nổ tung xương máu triệt tiêu. Bệnh độc ngang ngược xương mù biến mất,
phòng ấn trụ bên trong chỉ còn sót lại cái kia sắt hạt bệnh độc mẫu thể hạch tâm. A, à, Tống Thư Hàng nâng lên phòng ấn trụ, cẩn thận quan sát. Cái này màu đỏ đầu lâu bạo tạc, tựa hồ có thể ở một mức độ nào đó giải trừ hằng tinh hủy diệt bệnh độc. Vạn vật tương sinh tương khắc, phụ trách gieo trồng bệnh độc xương mù màu đỏ đầu lâu chủ thể, tựa hồ có được giải độc năng lực. Điểm ấy đến ghi lại, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng, nếu như có thể mà nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp lại bắt mấy cái loại này màu đỏ đầu lâu tới, nghiên cứu một chút bọn chúng cùng bệnh độc ở giữa phản ứng hóa học. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bao trên người ta, đắc ý cười Tống Béo Cầu nói. Nếu như có thể mà nói, thật nghĩ tại tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan tuyên bố một cái chư thiên vạn giới ăn Tết hoạt động. Phát động tất cả nhàn rỗi đại lão đi tìm bắt loại này màu đỏ đầu lâu. Đáng tiếc, thiếu khuyết có thể để đại lão nhóm động tâm ban thưởng. Tống Thư Hàng suy tư nói. Sở các chủ ngốc mao. Người ta thấy thế nào đều giống như có mặt mũi boss, người lại muốn đem hắn mân mê thành ăn Tết hoạt động hạng mục.